Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1161, cạm bẫy. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong, Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di bốn người này, bọn hắn thuận lợi rời đi mênh mông vô bờ biển rộng, về tới Nam Hoa thành phố trong tửu điếm. Chuyện lần này trên căn bản vẫn tính là thuận lợi, từ phía trên Tôn, Mà Tôn, Đinh Quảng Hải, Ô Thiên Phàm cùng Chuông Lập Dương trên người, Diệp Thần Phong đã thu tập được 5 tấm bản đồ rồi, như hôm nay mình cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hai thánh tồn tại, chỉ cần đem cuối cùng này hai thánh giết, Diệp Thần Phong là có thể chắp vá suốt một tấm hoàn chỉnh bản đồ, đến lúc đó cũng có thể đi đánh hạ Thiên Minh ba tòa đế đảo rồi. Diệp Thần Phong thực lực hôm nay tại Tôn cấp đỉnh phong, giống như là phổ thông cấp thánh trung kỳ cao thủ, lại tăng thêm hắn cái kia tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, muốn cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ đối chiến. Đối với Diệp Thần Phong tới nói hẳn không có vấn đề quá lớn, bất quá, Diệp Thần Phong vẫn là nhất định muốn gia tăng trong cơ thể linh hồn lực tăng lên, dù sao nếu như gặp được đế cấp cường giả hoặc là thần cấp cường giả, Diệp Thần Phong chút thực lực này vẫn đúng là không đáng chú ý. Diệp Thần Phong căn phòng bên trong. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn thương thế bên trong cơ thể đều hoàn toàn khôi phục. Hứa Hồng Văn nói ra, Diệp Thiếu, lần này ngươi liên tiếp giải quyết xong ba tên Thiên Minh cường giả cấp thánh, e sợ Thiên Minh chẳng mấy chốc sẽ áp dụng bước kế tiếp hành động, chúng ta trước tiên trở lại kinh thành một chuyến đi. Cùng rừng phó minh chủ tốt tốt thương lượng một chút về sau kế hoạch. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, Hứa Thúc, ta cũng là ý này, vé máy bay ta đã đặt xong, là 2 giờ chiều hôm nay chuông trực tiếp kinh thành. Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, Hứa Thúc, chúng ta đi trước ăn bữa trưa, ăn cơm trưa xong liền gần như có thể đi Nam Hoa thành phố sân bay rồi. Đối với Diệp Thần Phong khắp mọi mặt năng lực, Hứa Hồng Văn đám người là không lời nói, này Hứa Hồng Văn mới vừa vặn nói ra, mà Diệp Thần Phong lại đã sớm là đã đi đã làm xong, thế là, Diệp Thần Phong bọn người ở tại trong tửu điếm ăn một bữa cơm trưa sau, bọn hắn liền thẳng đến Nam Hoa thành phố sân bay rồi. Tại đi tới phi trường chờ đợi đại sảnh sau, Diệp Thần Phong đám người nhìn thấy có một nhóm hành khách vây vài tên phi trường nhân viên phục vụ, tại hướng về hành khách chung quanh biết một chút tình huống mới biết, 2 giờ chiều cái kia tiểu đội bay thẳng kinh thành máy bay tạm thời hủy bỏ, cũng chính là Diệp Thần Phong bọn hắn phải làm cái kia chuyến bay. Tất cả vị tiên sinh, tất cả vị tiểu thư, còn xin ngươi nhóm thông cảm công việc của chúng ta hội mau chóng giúp các ngươi sắp xếp còn lại chuyến bay, tại trước ngày mai nhất định khiến các ngươi ngồi lên phi cơ. Nam Hoa thành phố phi trường một tên nhân viên phục vụ nói ra. Thông cảm cái rắm, các ngươi đừng cho là ta không biết, ta đã hướng về người nghe ngóng, sở dĩ cái chuyến bay này thủ tiêu, là vì có một nhóm người thanh máy bay cấp bao xuống, ta ở kinh thành còn có một cái hội nghị trọng yếu, làm trễ nãi, các ngươi thường nổi sao. Nguyên lai là chuyện như vậy a hát, này nói rõ không phải khi dễ người sao, lẽ nào chúng ta không có mua vé máy bay sao? Hôm nay các người sân bay nhất định muốn cho chúng ta một cách nói. Từng cái hành khách là dồn dập 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận pháo oanh cái kia vài tên phi trường nhân viên phục vụ. Vừa vặn tên kia nói chuyện nhân viên phục vụ, hắn rất nhanh nhận được một cú điện thoại, tại thông xong cú điện thoại này sau đó hắn ho khan hai nói, các vị, chuyện lần này đúng là phi thường xin lỗi, bất quá, chúng ta sân bay sẽ cho các vị bồi thường, các vị vé máy bay cũng có thể lui. Hơn nữa chúng ta sẽ dùng gấp 3 tiền lùi trả lại cho các ngươi, nếu như các vị hành khách chả cảm thấy không hài lòng, tại tối hôm nay 10 giờ còn có một giá bay đi kinh thành máy bay, đến lúc đó các ngươi giống nhau có thể miễn phí cưỡi. Ở tên này nhân viên phục vụ nói ra lời nói này sau đó người ở chỗ này cảm giác có tiện nghi có thể chiếm, bọn hắn một tên tiếp theo một tên ngậm miệng lại, dù sao trong đó có rất nhiều người cũng không có thời gian, các loại đến tối cưỡi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ bọn hắn vẫn có thể kiếm được một ít tiền, mà ở phần lớn người không truy cứu nữa sau đó cái kia số ít muốn truy cứu người cũng không có khí thế, cuối cùng đám này hành khách liền một tên tiếp theo một tên tản đi rồi. Diệp Thần Phong cũng không muốn ở phi trường dừng lại, hắn lập tức gọi một cú điện thoại cho gia gia của hắn Diệp Trấn Hồng, tại đánh xong cú điện thoại này sau 5 phút, một cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên xuất hiện tại phi trường chờ đợi bên trong đại sảnh. Cái này âu phục dày da đàn ông trung niên ở bên trong đại sảnh quét mắt một vòng mấy lúc sau, hắn rất mau đem ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, một mặt nịnh nọt đi tới Diệp Thần Phong trước mặt,
hỏi, ngài chính là Diệp thiếu chứ? Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, ta biết hai điểm bay đi kinh thành máy bay bị người cấp bao rồi, ta nghĩ trên phi cơ hẳn là chả có chỗ trống đây này chứ. Chỉ phải giúp chúng ta sắp xếp 4 tấm không vị là được rồi. Tên kia đàn ông trung niên không chút do dự nói ra, Diệp thiếu, ngài yên tâm, trên phi cơ khẳng định vẫn có không vị. Tên này đàn ông trung niên chính là cái này phi trường người phụ trách, hắn biết hai điểm bay đi kinh thành máy bay là bị một đám các loại nhị đại tử nữ cấp bao xuống, chỉnh khung máy bay liền ngay cả khoang hạng nhất cũng ngồi bất mãn, bất quá, đám này nhị đại bên trong có mấy cái thân phận bất phàm người, bằng không đám này nhị đại cũng không có năng lực lực máy bay thuê bao rồi. Bất quá, tên này đàn ông trung niên vừa vặn nhận được một cái kinh thành gọi điện thoại tới, trong điện thoại không nói thêm gì. Chỉ là khiến hắn giúp 4 người sắp xếp 4 tấm 2 giờ chiều vé máy bay. Ngoài ra, đối phương còn đem Diệp Thần Phong bức ảnh truyền cho đàn ông trung niên, cho nên đàn ông trung niên mới sẽ nhận ra Diệp Thần Phong tới. Tuy rằng đàn ông trung niên cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận thực sự, thế nhưng gọi điện thoại cho người của hắn ở kinh thành có địa vị vô cùng quan trọng. Diệp lão gia tử đương nhiên không có trực tiếp gọi điện thoại cho cái này đàn ông trung niên rồi. Bằng không cái này đàn ông trung niên cần phải bị dọa đến tè ra quần không thể, cùng kinh thành thứ thiệt thái tử ra so với, những kia máy bay thuê bao nhị đại tử nữ thật sự không coi vào đâu. Đàn ông trung niên đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp thiếu, ta mang bọn ngươi đi trên phi cơ đi. Máy bay lập tức liền yếu bay lên. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, tự chúng ta đi là được rồi, ngươi đi làm ngươi chính mình sự tình đi. Đàn ông trung niên nhìn ra được Diệp Thần Phong là một cái yêu thích người khiêm tốn, thế là, hắn gọi một cú điện thoại ra ngoài, rất nhanh sẽ có một tên nữ tiếp viên hàng không tiểu chạy tới, hắn đối với tên kia nữ tiếp viên hàng không nói ra, mang theo 4 vị này đến bay thẳng kinh thành trên phi cơ đi, nếu như người ở bên trong không đồng ý, như vậy ngươi liền trực tiếp nói đây là phía trên sắp xếp. Tên kia nữ tiếp viên hàng không gật gật đầu sau đó người liền mang theo Diệp Thần Phong đám người rời khỏi. Tên kia nữ tiếp viên hàng không trực tiếp mang theo Diệp Thần Phong đám người, đi vào bay đi kinh thành máy bay khoang hạng nhất bên trong, giờ khắc này khoang hạng nhất bên trong có nam nam nữ nữ mấy chục người, những người này từng cái trên người đều mặc các loại châu bò hàng hiệu. Ta vừa vặn chả nghe nói có người phi thường không hài lòng chúng ta máy bay thuê bao cách làm, chả ở phi trường chờ đợi đại sảnh náo loạn lên, nhưng kết quả ta gọi một cú điện thoại ra ngoài, trực tiếp bồi thường bọn hắn gấp 3 tiền. Các người đoán cuối cùng thế nào? Những kia cấp thấp người còn không phải ngoan ngoãn rời đi. Những người hạ đẳng kia quả thực chính là nghèo đến điên rồi, đoán chừng chúng ta một ngày tiêu tốn tiền, vậy thì đầy đủ những kia cấp thấp người dùng cả đời. Trong khoang hãng nhất nhị đại nhóm các loại khoe khoang ngôn ngữ, này làm cho đi tới Diệp Thần Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Mà ở phi cơ bên trong buồng lái này, lần này phụ trách máy bay điều khiển phi công, trên người của hắn một cái đặc thù máy truyền tin vang lên, bên trong truyền đến một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh, Diệp Thần Phong bọn hắn có thuận lợi ngồi lên phi cơ sao? Thi Thánh, Diệp Thần Phong bọn hắn toàn bộ ngồi lên phi cơ rồi, chỉ cần chờ máy bay bay lên, gần như sau một tiếng, ta là có thể để máy bay đáp xuống ngài địa bàn. Tên này phi công cực kỳ cung kính hồi đáp. Được, rất tốt, Chuông Lập Dương tại 2 ngày trước đã mất đi liên hệ rồi. Mà Diệp Thần Phong bọn hắn lại bình an về tới Nam Hoa thành phố, điều này cũng đã nói lên Chuông Lập Dương chết ở Diệp Thần Phong trên tay của bọn họ rồi. Lần này không phải cho ta ra bất kỳ cái gì sai lầm, thiếu chủ cũng đang chạy tới trên địa bàn của ta đến, nếu như ngươi không thể đủ để máy bay hạ xuống địa bàn của ta, như vậy ngươi biết hậu quả a? Âm trầm âm thanh từ đặc thù trong máy truyền tin lại vang lên. Tên kia phi công cực kỳ nói thật, Thi Thánh. Ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, sau một tiếng, máy bay khẳng định đúng giờ hạ xuống ngài địa bàn. Tốt nhất là như vậy, Diệp Thần Phong, tại thiếu chủ chưa có tới trước đó, ta đúng là có thể trước tiên chơi với ngươi chơi, lần trước tại du thuyền thượng gặp phải ngươi, không phải tại sân nhà của ta, lần này tiến vào địa bàn của ta, ngươi trả phách lối lên sao? Chương 1162, cảm giác nguy hiểm. Máy bay khoang hạng nhất bên trong. Ở đằng kia tên nữ tiếp viên hàng không mang theo Diệp Thần Phong đám người đi lúc tiến vào, đám kia các loại châu bò nhị đại nhóm, bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người, một tên trong đó cầm đầu thanh niên, hắn trong nháy mắt nhíu mày đến,
chất vấn tên kia nữ tiếp viên hàng không, chiếc phi cơ này không phải là bị chúng ta bao hết sao? Hiện tại chuyện gì thế này? Tên kia nữ tiếp viên hàng không thập phần có lễ phép nói, bốn vị này là cấp trên sắp xếp ngồi trên chiếc phi cơ này, nếu như các ngươi có bất kỳ nghi vấn, như vậy các ngươi có thể hiện tại xuống phi cơ đi hỏi chúng ta phi trường người phụ trách. Các vị hành khách xin chú ý, các vị hành khách xin chú ý, máy bay lập tức muốn bay lên. Nghe được từ cái loa bên trong truyền tới âm thanh, sau đó cầm đầu tên thanh niên kia là đem chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, bây giờ phi cơ muốn cất cánh, hắn căn bản không có thời gian lại đi xuống phi cơ rồi, trong lỗ mũi phi thường khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tên thanh niên này tên là Quách Nguyên, hắn chính là Nam Hoa thành phố địa phương người đứng đầu nhi tử, có thể nói hắn là đám này nhị đại trong, thân phận hiển hách nhất một người, bọn họ đều là Nam Hoa thành phố người địa phương. Lần này bọn họ là đồng thời đi đến kinh thành du ngoạn. Này Quách Nguyên hướng về tên kia nữ tiếp viên hàng không phất phất tay, để nữ tiếp viên hàng không sau khi rời đi, hắn bắt đầu đánh giá Diệp Thần Phong đám người. Diệp Thần Phong trên người bọn hắn mặc chỉ là phổ thông quần áo, này làm cho Quách Nguyên trong con ngươi lộ ra khinh bỉ ánh sáng. Bất quá, làm Quách Nguyên nhìn thấy Lâm Hân Di cái kia lạnh lẽo xinh đẹp tướng mạo lúc, này làm cho con mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Quách Nguyên tự cho là đúng nói, các ngươi là lấy Nam Hoa thành phố của người nào quan hệ mới đi lên phi cơ. Ta dùng trước tại Nam Hoa thành phố cũng chưa từng thấy các ngươi, lẽ nào các ngươi không biết chiếc phi cơ này được chúng ta cấp bao xuống sao? Lâm Hân Di thân là tôn cấp trung kỳ cao thủ, người đương nhiên là cảm thấy Quách Nguyên ánh mắt rồi, này làm cho ánh mắt của nàng trở nên càng thêm lạnh như băng mấy phần, mà Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng những này ngu ngốc nhị đại nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp tại trong khoang hạng nhất tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà Lâm Hân Di, Lý Gỗ Linh cùng Hứa Hồng Văn bọn hắn cũng đang Diệp Thần Phong bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, căn bản không có đi để ý tới Quách Nguyên ý tứ. Này làm cho Quách Nguyên sắc mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, mà Diệp Thần Phong đám người hành vi cũng không kém chút nào rơi vào rồi khoang hạng nhất bên trong những người khác trong đôi mắt, một tên thân thể cực kỳ to lớn cường tráng, trên mặt hung thần ác sát thanh niên đi tới Quách Nguyên bên cạnh. Tên thanh niên này tên là Lịch Sử Kỳ, phụ thân hắn chính là Nam Hoa thành phố thế lực dưới đất bên trong người nổi bật, này Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ tại Nam Hoa thành phố được người gọi là Bạch Công Tử cùng Hắc Công Tử. Này Quách Nguyên thuộc về là sáng nơi bên trong đệ nhất công tử, mà Lịch Sử Kỳ thì thuộc về là trong chỗ tối đệ nhất công tử, hai người ngược lại là cực kỳ bạn thân. Quách Nguyên, mấy người này là từ đâu nhô ra? Bọn hắn thậm chí ngay cả tên tuổi của ngươi đều chưa từng nghe qua. Lịch Sử Kỳ đi tới đang ngồi Diệp Thần Phong trước mặt, quát lên, tiểu tử, ngươi hiểu rõ ta nhóm là người nào sao? Để cho các ngươi ngồi lên phi cơ, chúng ta đã làm nể tình rồi, thức thời cho Quách Nguyên nói lời xin lỗi, sẽ đem bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này giới thiệu cho chúng ta quen biết một cái, bằng không chớ có trách ta Lịch Sử vị tướng hiếm thấy ngươi vứt xuống phi cơ. Diệp Thần Phong hơi hơi ngẩng đầu lên, trong tròng mắt bắn ra hai bôi nồng nặc lệ khí, trong miệng không có gì lạ nói ra. Người rất ồn ào, nếu như không muốn chết, liền cho ta cút sang một bên. Đang bị Diệp Thần Phong hai con mắt nhìn chằm chằm thời điểm, vào thời khắc ấy Lịch Sử Kỳ phảng phất cảm giác mình thân ở bên bờ tử vong, Diệp Thần Phong ánh mắt thật là đáng sợ để Lịch Sử Kỳ không tự chủ được lui về phía sau ba bước, mà trên đầu không tự chủ được toát ra mấy viên chừng hạt đậu mồ hôi hột đến. Mà đúng lúc này, máy bay cũng chính thức bay lên. Lui về phía sau ba bước Lịch Sử Kỳ ngồi về tại chỗ, Quách Nguyên nhưng là tò mò nhìn Lịch Sử Kỳ, tại Lịch Sử Kỳ bên cạnh ngồi xuống, dưới cái nhìn của hắn Lịch Sử Kỳ không phải là một cái người dễ nói chuyện như vậy, làm sao đột nhiên liền tịt ngòi. Lịch Sử Kỳ, người đến cùng dở trò quỷ gì? Quách Nguyên vỗ vỗ Lịch Sử Kỳ vai hỏi. Lịch Sử Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại liếc mắt nhìn, Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt đã sớm khôi phục bình thường. Này làm cho Lịch Sử Kỳ ở trong lòng nói lầm bầm, lẽ nào vừa vặn là lỗi của ta cảm giác? Nhất định là lỗi của ta cảm giác rồi. Lịch Sử Kỳ cười nói, không cần thiết ở phi cơ thượng cùng bọn họ khởi mâu thuẫn, đồ sứ không cùng mái ngói đấu, như vậy chúng ta liền tự xuống giá mình rồi, chờ đến kinh thành thời điểm, chúng ta ở kinh thành vẫn còn có chút giao thiệp, muốn thu thập những người này không phải là chia phút sự tình ma. Quách quách, cần gì cùng những người này chấp nhặt? Ngươi không phải là coi trọng cái kia người nữ ma, ta có chỗ nào không bằng của nàng, chờ đến kinh thành, ta buổi tối có thể cùng ngươi. Một tên hơn 20 tuổi,
tướng mạo bình thường trách lên nữ nhân trắng ra nói, tên này nữ nhân gọi là Hoa Đan Đan, cha hắn mẫu là Nam Hoa thành phố nổi danh phú thương. Đúng, Quách Quách, ta cũng có thể theo ngươi, chúng ta không dùng tới cùng những này nhà quê chấp nhặt. Lại một tên tướng mạo không sai nữ nhân mở miệng nói ra, nữ nhân này tên là Chu Hiểu Mỹ, cha nàng tại Quách Nguyên phụ thân dưới tay làm việc. Quách Nguyên sắc mặt âm trầm lắc đầu, thấp giọng với Lịch Sử Kỳ nói ra, Lịch Sử Kỳ, đợi được kinh thành máy bay hạ cánh sau đó trừ cái kia nữ cho rằng, còn lại ba người toàn bộ tìm người cho ta diệt đi. Ngồi ở Quách Nguyên chung quanh Lịch Sử Kỳ đám người, trên mặt bọn họ không có biểu hiện ra quá mức ngạc nhiên đến, bọn hắn này một đám người đã sớm là hung hăng quen rồi, tại trên tay của bọn họ đã không biết có bao nhiêu cái nhân mạng rồi. Ngồi ở cách đó không xa Diệp Thần Phong đám người, bọn họ là đem Quách Nguyên đám người nói khẽ với lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, Lý Gỗ Lim nói ra, Diệp Thiếu, có muốn hay không ta động thủ giúp ngươi giải quyết những này không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn. Bọn hắn dĩ nhiên muốn lấy mạng chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ, đến lúc đó nếu như bọn hắn thật sự dám đối với chúng ta động thủ, ta ngược lại thật ra không đề nghị đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương gia. Như những sâu mọt này, lưu ở trên thế giới này chỉ biết lãng phí lương thực, ô nhiễm không khí mà thôi. Thấy Diệp Thần Phong đều nói như vậy, Lý Gỗ Lim mấy người cũng không lên tiếng nữa rồi. Rất nhanh, một giờ đi qua. Cái loa bên trong truyền ra đến kinh thành phi trường nhắc nhở, này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Từ Nam Hoa thành phố đến kinh thành, mặc kệ máy bay làm sao nhanh, cũng không khả năng chỉ dùng một giờ. Mà Quách Nguyên các loại một đám nhị đại, bọn hắn khi nghe đến đã tới kinh thành sân bay sau, bọn hắn từng cái không kịp chờ đợi hướng về máy bay đi ra ngoài rồi. Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ đi ngang qua Diệp Thần Phong bên cạnh thời điểm, hai người bọn họ chả cực kỳ âm trầm chừng Diệp Thần Phong một mắt. Tại Quách Nguyên đám người đi sau khi xuống phi cơ, Diệp Thần Phong bọn hắn cũng đi máy bay hạ cánh, tại mới vừa đi xuống máy bay liền nghe đến Quách Nguyên đám người chửi má nó thanh âm. Chỉ thấy bọn họ xuất hiện ở nơi nào là ở kinh thành sân bay. Bọn hắn thân ở một mảnh rậm rạp sơn lâm trung ương, núi này rừng trung ương cũng tu trúc một cái đường băng, bằng không máy bay không thể như thế an toàn hạ xuống. Tại Diệp Thần Phong đi sau khi xuống phi cơ, hắn cau mày quan sát một chút bốn phía, chỉ thấy cây này rừng trung ương được mở mang ra một cái cự đại hình tròn không gian. Lâm Hân Di không khỏi hỏi, Diệp Thần Phong, chiếc phi cơ này không phải bay đi kinh thành sao? Tại sao lại ở chỗ này bay xuống? Bạch, một tiếng. Một vệt bóng người đột nhiên hướng về cách đó không xa rừng cây rậm rạp chạy trốn tiến vào. Tại đây lao người bóng chạy trốn ra ngoài nháy mắt. Diệp Thần Phong đám người rõ ràng cảm thấy đối phương là vương cấp đỉnh phong linh hồn lực cao thủ. Lấy trên người đối phương mặc quần áo đến xem, Diệp Thần Phong có thể phán định đối phương chính là máy bay người điều khiển. Xem ra tất cả những thứ này đều là hướng về phía Diệp Thần Phong bọn hắn mà đến. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn xuất thủ ngăn cản người kia thời điểm, chỉ nghe chu vi vang lên một đạo âm trầm âm thanh, tại chung quanh kiểm tra một hồi sau đó Diệp Thần Phong phát hiện rất bao lớn trên cây đều là cột cái loa. Diệp Thần Phong, thật cao hứng ngươi có thể đi tới ta thì thánh triệu vô cực núi Thây Thiên Đường, ta nghĩ ngươi sau đó nhất định sẽ phi thường hài lòng ta nơi này, muốn gặp được ta, chỉ muốn đi theo trong rừng cây mũi tên đi là được rồi, ta triệu vô cực chờ ngươi, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, thiếu chủ của chúng ta Nghiêm Thiên Giác đã đến đế cấp sơ kỳ tầng thứ, hắn đang chạy về ta chỗ này, ta nghĩ hôm nay tuyệt đối là một cái tốt vô cùng tháng ngày, Diệp Thần Phong, từ từ tại của ta núi Thây Thiên Đường bên trong hảo hảo vui đùa một chút. Nghe từ cái loa bên trong truyền tới Triệu Vô Cực thanh âm, Diệp Thần Phong biết này Triệu Vô Cực không có lý do gì lừa hắn, cái kia Nghiêm Thiên Giác thật sự đến đế cấp sơ kỳ. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy cảm giác nguy hiểm, hai cái lông mày đều là vặn đến cùng nhau. Chương 1163, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Bốn người các ngươi bên trong ai là Diệp Thần Phong, thậm chí ngay cả mệt mỏi chúng ta tới đến cái này địa phương cứt chim cũng không có. Đang nghe xong cái loa bên trong thì Thánh Triệu Vô Cực lời nói sau, Quách Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người. Bởi vì hắn biết mình bên này tuyệt đối không có kêu Diệp Thần Phong người, cho nên hắn phi thường khẳng định Diệp Thần Phong liền ở trong bốn người này. Diệp Thần Phong xuất hiện ở nơi nào có thời gian để ý tới Quách Nguyên các loại ngu ngốc nhị đại. Dĩ nhiên đã đi tới nơi này,
như vậy thì Thánh Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không khiến hắn dễ dàng rời đi, hơn nữa Diệp Thần Phong cũng không biết mình ở nơi nào. Đã như vậy, ngược lại còn không bằng đã đến rồi thì nên ở lại, có lúc cường giả đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, là không thể đủ lùi bước, một khi lùi bước, cường giả chi tâm liền sẽ giảm bớt, như vậy đối với Diệp Thần Phong chưa đến tăng lên tâm cảnh cực kỳ bất lợi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hứa Hồng Văn, nói ra, Diệp Thiếu, xem đến nơi này chính là thi thánh địa bàn, thi thánh dưới tay có vạn người thi đội, đây là mọi người đều biết sự tình, zombie càng nhiều địa phương, này thi thánh sức chiến đấu lại càng mạnh, bất quá, đây cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi, về phần thi thánh Triệu Vô Cực là như thế nào lợi dụng zombie tăng lên sức chiến đấu. Ta đây cũng không biết. Quách Nguyên một nhóm người thấy Diệp Thần Phong đám người căn bản không có để ý tới bọn hắn, này để cho bọn họ là càng ngày càng căm tức. Lịch sử kỳ quát lên, không nghe thấy câu hỏi của chúng ta sao? Chẳng lẽ muốn ta động thủ, các ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn trả lời. Lịch sử kỳ vặn vẹo cánh tay cùng cánh tay, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong đám người. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm giác bén nhạy năng lực, từ chung quanh bốn phương tám hướng đều nghe được sột soạt thanh âm, này sột soạt thanh âm là càng dựa vào càng gần. Thẳng đến một bộ lại một bộ zombie từ trong bụi rậm du đáng đi ra. Những này zombie nữ có nam có, từng cái trên mặt giống như là được thoa màu trắng bột phấn, có một cánh tay không còn, có trên mặt được gặm nhấm rơi mất một khối thịt lớn, lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, có thì còn lại là trên bụng mở ra một vết thương, liền một đoạn dài ruột đều lộ ở bên ngoài. Này từ bốn phương tám hướng hội tụ đến zombie ước chừng có hơn 1000 có. Rất nhanh sẽ đem bốn phía đường đi đều ngăn chặn, này 1000 nhiều có zombie xuất hiện, Thanh Quách Nguyên đám người lực chú ý cho phân tán, nhìn xem này mênh mông cuồn cuộn bầy zombie, Hoa Đan Đan cả người run lên một cái, thân thể không khỏi đến gần rồi một ít Quách Nguyên, hỏi Quách Quách, những này là vật gì? Chu Hiểu Mỹ cũng đến gần một ít Quách Nguyên cùng lịch sử kỳ, nói ra tại sao ta cảm giác những thứ đồ này thật giống trong phim ảnh zombie. Lịch sử kỳ lắc lắc đầu. Nói ra, trên thế giới này làm sao có thể sẽ có zombie? Đúng rồi, vừa mới cái kia cái loa bên trong không phải nói nơi này là cái gì núi Thây Thiên Đường sao? Những người này nhất định là nơi này công nhân, cái này căn bản là hóa trang hiệu quả. Khi nghe đến lịch sử kỳ lời nói sau, nguyên bản cao mày Quách Nguyên cũng đem lông mày nới lỏng, gật đầu nói, lịch sử kỳ nói không sai, trên thế giới này ở đâu ra zombie? Hơn nữa còn là một lần xuất hiện nhiều như vậy. Dù đáng tại phía trước nhất chừng 10 có zombie, đi tới Quách Nguyên đám người trước mặt thời điểm, khoảng cách gần như vậy đánh giá, Quách Nguyên đám người không khỏi thay đổi sắc mặt, nếu như đây là kỹ thuật, như vậy cái này hóa trang kỹ thuật không khỏi cũng quá khá hơn một chút chứ. Mà khi cái kia chừng 10 có zombie trên người mùi hôi thối truyền vào Quách Nguyên các loại lỗ mũi người bên trong thời điểm, trong lòng bọn họ lập tức cho ra một cái đáp án, này, khả năng này cũng không phải hóa trang kỹ thuật, những người này khả năng đúng là zombie. Bởi Quách Nguyên là rời đi cái kia chừng 10 có zombie gần nhất, tại chừng 10 có zombie đến gần thời điểm, bọn hắn đột nhiên đánh về phía Quách Nguyên, mắt thấy Quách Nguyên cũng bị này chừng 10 có zombie gặm cắn. Tại lúc khẩn cấp quan trọng, Quách Nguyên một cái kéo qua Hoa Đan Đan, đem Hoa Đan Đan thân thể đẩy hướng này chừng 10 có zombie, hắn nhưng là nhanh chóng lùi về sau. Bị đẩy hướng chừng 10 có zombie Hoa Đan Đan, người con ngươi không dám tin liếc nhìn Quách Nguyên, tiếp lấy trong cổ họng của nàng liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ tiếng gào, a hát. Chỉ thấy Hoa Đan Đan thịt trên người được này chừng 10 có zombie là từng miếng gặm cắn, chu vi còn lại zombie tại ngửi được máu tươi mùi vị sau đó bọn hắn toàn bộ đều tụ họp lại đây. Rất nhanh, Hoa Đan Đan trong cổ họng sẽ không có tiếng gào, thi thể của nàng hoàn toàn bị nhấn chìm ở bầy zombie bên trong. Quách Nguyên nhìn thấy này huyết tinh tàn nhẫn một màn sau, hắn cũng không còn công tử ca bình tĩnh, cổ họng của hắn bên trong là điên cuồng nuốt nước bọt, nếu như hắn vừa vặn chưa hề đem Hoa Đan Đan cho đẩy đi ra ngoài, như vậy hiện tại được này bầy zombie gặm cắn phải là hắn chứ. Mà cùng Quách Nguyên đồng thời lùi về sau lịch sử kỳ cùng Chu Hiểu Mỹ đám người, trong con ngươi của bọn họ cũng mang theo vẻ hoảng sợ, ngực tim đập là không ngừng tăng nhanh tốc độ, sắc mặt là trắng xanh một mảnh. Diệp Thần Phong đám người đối với cái này một màn hoàn toàn là không nhúc nhích, dù sao tại Diệp Thần Phong bọn hắn xem ra Quách Nguyên một nhóm người, mặc kệ là nam hay là nữ đều không là món hàng tốt gì,
cho nên Quách Nguyên một nhóm người chết sống, Diệp Thần Phong bọn hắn mới chẳng muốn đi để ý tới. Đứng ở Diệp Thần Phong đám người sau lưng bốn tên nữ tiếp viên hàng không, các nàng là cuối cùng mới đi xuống phi cơ, mới vừa đi xuống máy bay liền nhìn thấy kinh khủng như thế hình ảnh, này đem các nàng sợ đến hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Diệp Thần Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu, này bốn tên nữ tiếp viên hàng không là vô tội, là nhận lấy dính líu tới của bọn hắn, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại là có chút không đành lòng rồi. Mà Quách Nguyên đám người nhưng là hung hăng lùi về sau, rất nhanh bọn hắn liền lùi tới Diệp Thần Phong đám người phía sau, Quách Nguyên tức giận quát lên, bốn người các ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy chúng ta a hát. Bốn người các ngươi trong khẳng định có cái gọi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bay thẳng đến trước mặt bầy zombie đi tới, tại vừa vặn vượt ba vị trí đầu bốn bước thời điểm, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Quách Nguyên, nói ra ta chính là Diệp Thần Phong, vậy ngươi lại muốn thế nào? Nói xong, Diệp Thần Phong lại tiếp tục hướng về bầy zombie đi tới, mà Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di nhưng là đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh, Diệp Thần Phong cũng không phải muốn giúp Quách Nguyên đám người giải quyết những này zombie. Chỉ là vừa mới vừa ở cái loa bên trong thi thánh triệu vô cực nói phi thường rõ ràng rồi, thực lực tăng lên tới đế cấp sơ kỳ Nghiêm Thiên Giác đang chạy về nơi này, nếu để cho Nghiêm Thiên Giác chạy tới, như vậy Diệp Thần Phong bọn hắn liền muốn đồng thời đối phó một thánh nhất đế rồi. Như vậy trong đó phần thắng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Diệp Thần Phong nhất định muốn tăng nhanh tốc độ rồi. Quách Nguyên bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn hắn hướng về bầy zombie đi đến thời điểm. Quách Nguyên khuôn mặt lộ ra một vệt hung tàn nụ cười, nói ra tính bốn người này trả thức thời, liền coi như bọn họ không chủ động đi về phía trước, ta cũng sẽ buộc bọn họ làm như vậy, là bọn hắn hại chết Hoa Đan Đan, chúng ta cũng coi như là vì Hoa Đan Đan báo thù. Nhìn này Quách Nguyên nói chính là cỡ nào lẽ thẳng khí hùng, cỡ nào đường hoàng, hắn lẽ nào quên mất vừa vặn là ai đem Hoa Đan Đan cho chậm lại hướng về chừng 10 có zombie được rồi. Lịch sử kỳ nhìn xem Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh bước tiến, trong lòng hắn là càng ngày càng bất an rồi, trong đầu lại không khỏi nhớ tới ở phi cơ thượng, Diệp Thần Phong cái kia trong nháy mắt giống như tử thần con ngươi, hiện tại hồi tưởng lên, vẫn để cho hắn không khỏi toàn thân lạnh lẽo. Tại Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di đám người đến gần bầy zombie thời điểm, bốn người bọn họ phân biệt đem trong cơ thể linh hồn lực bên ngoài phóng ra. Từng luồng cường hãn linh hồn lực hướng lên trước mặt zombie đầu chen đè tới rồi. Từng bộ zombie đầu phảng phất như tây qua bạo liệt ra, trong không khí là óc cùng tiên huyết bay lượn, mà Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bọn bốn người thủy chung là thong dong bình tĩnh từng bước đi về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này Quách Nguyên đám người, bọn hắn từng cái là trợn to hai mắt. Nếu không phải vừa vặn khoảng cách gần cảm nhận được zombie đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là điện ảnh đặc hiệu, mà nếu như không phải điện ảnh đặc hiệu, như vậy Diệp Thần Phong đám người thực lực thật là đáng sợ, này làm cho Quách Nguyên cùng lịch sử kỳ các loại người nội tâm không khỏi sinh ra vô hạn sợ hãi. Ngược lại, Quách Nguyên vẻ mặt ngẩn ra, nói ra, các ngươi chờ, các ngươi đứng lại cho ta Quách Nguyên chính là Nam Hoa thành phố người đứng đầu nhi tử. Chỉ muốn các ngươi đem các loại zombie toàn bộ giải quyết, chúng ta lúc trước ân oán chẳng những có thể lấy xóa bỏ, giữa chúng ta còn có thể làm bằng hữu, các ngươi thấy thế nào? Bằng hữu, Diệp Thần Phong quay đầu lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi xứng à? Ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu đến khi các ngươi công nhân làm vệ sinh, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Nói xong, Diệp Thần Phong liền tiếp tục từng bước đi về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1164, Thi Thánh, Quỷ Thánh. Trước khi đi mấy bước sau đó Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lại dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn xem cái kia bốn tên bị dọa đến run lẩy bẩy nữ tiếp viên hàng không. Hắn cuối cùng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu không muốn chết, như vậy liền đều về trên phi cơ đi, đem máy bay môn cho một mực đóng kỹ. Cái kia bốn tên cách máy bay gần nhất nữ tiếp viên hàng không, các nàng khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, các nàng trước tiên hướng về trên phi cơ chạy đi rồi, mà Quách Nguyên cùng lịch sử kỳ mấy người cũng liên tiếp đi lên máy bay, Quách Nguyên cùng lịch sử kỳ lại đi lên phi cơ thời điểm, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt vô cùng âm trầm. Này Quách Nguyên cùng lịch sử kỳ tuy rằng phi thường sợ hãi Diệp Thần Phong đám người thực lực,
thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cho dù thực lực làm sao cường hãn, Diệp Thần Phong đám người có thể địch nổi bọn hắn sức mạnh sau lưng sao? Phải biết Quách Nguyên nhưng là Nam Hoa thành phố danh xứng với thực thái tử gia, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần rời đi nơi này, bọn hắn muốn chỉnh chết Diệp Thần Phong hẳn là phí không được bao nhiêu khí lực. Mà nếu để cho Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ biết Diệp Thần Phong là kinh thành thái tử gia, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có ý nghĩ này rồi, ngược lại sẽ ân cần cho Diệp Thần Phong đi liếm đáy giày rồi. Diệp Thần Phong là không đi để ý tới Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ nội tâm ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn như loại này không biết sống chết tiểu nhân vật, hắn mấy giây đều có thể giải quyết, cho nên cũng sẽ không tất gấp tại đây nhất thời. Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ đám người đi lên phi cơ sau đó bọn hắn lập tức đem máy bay cửa khoang đóng lại rồi, Quách Nguyên sắc mặt khó coi ngồi xuống ghế, hung hãn nói, Lịch Sử Kỳ, chúng ta máy bay trạch hướng ban đầu đường biển. Ta nghĩ ban ngành liên quan nhất định rất nhanh có thể đủ tìm tới nơi này, các loại an toàn rời khỏi nơi này sau đó nếu như Diệp Thần Phong bốn người bọn họ còn chưa chết, như vậy đến lúc đó chúng ta sẽ chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn. Lịch Sử Kỳ đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, nói ra, Quách Nguyên, ta xem bốn người bọn họ thân phận không đơn giản a hát. Quách Nguyên bĩu môi khinh thường ba, nói ra, Lịch Sử Kỳ, thân phận của bọn họ không đơn giản. Lẽ nào thân phận của chúng ta liền đơn giản sao? Lại nói nếu như bọn họ là người có thân phận, bên cạnh bọn họ hội không có đông đảo bảo tiêu bảo vệ sao? Bọn hắn chả cần phải theo chúng ta đến trên này một chiếc máy bay sao? Cá nhân thực lực cho dù làm sao cường hãn, bọn hắn có thể ngăn cản được đạn cùng bom sao? Tại Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ đám người thương lượng đối phó Diệp Thần Phong bọn hắn lúc. Diệp Thần Phong bọn họ là tăng nhanh đi tốc độ chạy. Không đi lần lượt đem hết thảy zombie đều giải quyết xong, tại xông vào rừng cây sau đó bọn hắn tại đại thụ trên thân cây nhìn thấy từng cái mũi tên bảng chỉ đường, bốn người bọn họ thân ảnh nhảy lên đại thụ, dường như linh hoạt con khỉ bình thường tại một gốc lại một khỏa đại thụ giữa nhảy lên đi tới. Lý Gỗ Lim đang nhảy giữa, nói ra, Diệp Thiếu, này thi thánh Triệu Vô Cực nhưng không thường không đơn giản, sau đó cùng Triệu Vô Cực đối chiến, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận mới tốt. Này Triệu Vô Cực là nửa người nửa thi trạng thái, một khi bị ngón tay của hắn chảo thương rồi. Chúng ta có cực lớn khả năng cũng sẽ cảm hóa thi bệnh độc. Hứa Hồng Văn thở dài nói ra, nếu không phải lúc trước chúng ta diệt thiên minh bên trong có quá nhiều người tham sống sợ chết, tại cuối cùng toàn bộ đầu phục thiên minh, cho dù thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần thực lực đột phá đến thần cấp trung kỳ, chúng ta cùng thiên minh liều mạng đến thời khắc cuối cùng, chỉ sợ cũng có thể tiêu hao hết thiên minh rất lớn thực lực. Hồng Văn, ta tin tưởng trong tương lai không lâu, những kia đầu phục thiên minh người đều sẽ hối hận. Thiên minh sớm muộn có một ngày sẽ bị Diệp Thiếu diệt trừ, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Lý Gỗ Lim ánh mắt kiên định liếc nhìn một bên không ngừng nhảy lên Diệp Thần Phong nói ra. Hứa Hồng Văn cũng gật gật đầu, nói ra, lần này cùng Diệp Thiếu đi ra đã trải qua nhiều như vậy, ta cũng tuyệt đối bắt đầu tin tưởng điểm này, minh chủ cùng phó minh chủ nhãn quang tuyệt đối chưa làm gì sai. Tại đây nơi sơn lâm nơi sâu xa nhất, được mở mang ra một khối khổng lồ đất trống, tại đây đất trống bốn phía được kim loại lưới vây lại, từng bộ uy nghiêm đáng sợ vô cùng zombie tại đây trên đất trống du tẩu, bước đầu đoán chừng này trên đất trống zombie có 4-5 ngàn có, thêm vào du đãng tại trong núi rừng zombie. Gần như có 10 ngàn có khoảng chừng. Tại đây đất trống trung ương có một tòa 2 tầng lầu cao phòng ở, tại đây căn phòng ở trong một gian phòng. Có mười mấy khối tinh thể lỏng màn, trong màn ảnh hình ảnh rõ ràng là trong núi rừng cảnh tượng, trong đó một khối trong màn ảnh rõ ràng là Diệp Thần Phong đám người hình ảnh. Tại đây chút màn hình đứng trước mặt hai trung niên nam nhân. Trong đó một cái trên mặt thật giống được thoa một tầng bột màu trắng nam nhân chính là thi thánh Triệu Vô Cực rồi, mà một cái khác thân mang quần áo màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ quỷ nam nhân, tên của hắn gọi là Hoàng Sung Thiên, hắn đồng dạng là thiên minh ngũ thánh một trong. Biệt hiệu quỷ thánh. Này thi thánh cùng quỷ thánh thường thường cùng đi ra không có, lần này khi biết thi thánh Triệu Vô Cực kế hoạch sau đó quỷ này thánh Hoàng Sung Trời cũng tới nơi này tập hợp tham gia trò vui, thi thánh Triệu Vô Cực nói ra, vẫn thật không nghĩ tới, chỉ là một cái Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem chúng ta thiên minh khiến cho chật vật như vậy, hiện tại liền ngay cả chuông lập dương cái kia tự cho là đúng người cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay của bọn họ, bất quá. Lần này nếu bọn hắn đi tới ta thi thánh núi Thây Thiên Đường,
Như vậy loại chuyện này liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Triệu Vô Cực, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, này Diệp Thần Phong có thể kiên trì tới hôm nay bất tử, hắn nhất định là có phần bản lãnh, đến lúc đó ngươi lật thuyền trong mương nhưng sẽ không tốt. Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên thanh âm cực kỳ làm người ta sợ hãi, thật giống đúng là từ lệ quỷ trong miệng phát ra âm thanh. Giữa chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, lẽ nào ngươi còn không biết thực lực của ta? Ngươi cho rằng Diệp Thần Phong phá được của ta tuyệt chiêu sao? Chúng ta lần này chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, bằng không các loại thiếu chủ chạy tới nơi này thời điểm, chúng ta đã đem Diệp Thần Phong giết chết rồi, vậy thì không tiện khai báo rồi. Thi Thánh Triệu Vô Cực cực kỳ tự tin nói. Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, lần này thiếu chủ nhưng là phục dụng đế hồn đan mới tăng lên tới đế cấp sơ kỳ tầng thứ. Như vậy cũng làm cho hắn chỉ còn dư lại một năm tuổi thọ rồi, ta cũng không muốn chịu đựng thiếu chủ lửa giận. Lần này thiếu chủ nếu như không có dùng đế hồn đan, như vậy thực lực của hắn chỉ sợ cả đời đều dừng lại không tiến thêm. Minh chủ là một cái lấy thực lực phi tôn người, đối với một tên rác rưởi, hắn nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ, cho dù cái kia phế vật là con trai của hắn. Bây giờ thiếu chủ chủ động đưa ra dùng đế hồn đan, này ngược lại là để minh chủ đối thiếu chủ có mấy phần tán thưởng. Nếu như chúng ta thanh Diệp Thần Phong cho giết chết, cuối cùng cho dù không chịu đựng thiếu chủ lửa giận, e sợ minh chủ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thi Thánh Triệu Vô Cực trịnh trọng nói. Nhìn xem phía trước mặt tinh thể lỏng màn bên trong càng gần Diệp Thần Phong đám người, Thi Thánh Triệu Vô Cực lại nói, được rồi, chúng ta đi gặp gỡ một lần Diệp Thần Phong bọn hắn đi. Bất quá, ta trước đó đem lời cho nói ra, Diệp Thần Phong để ta một người tới đối phó. Ta cũng lâu lắm rồi không hề động thủ rồi, liền để cho ta tới cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút đi. Tại Thi Thánh Triệu Vô Cực cùng Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên hướng về phòng ở phía ngoài đất trống đi đến thời điểm. Diệp Thần Phong bọn hắn cũng đi tới liễu không mà kim loại lưới bên ngoài, kim loại lưới một cánh cửa tự động mở ra, Diệp Thần Phong phải cầm trong tay một khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh, đem địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng là hấp thu không sai biệt lắm. Nhìn xem du đáng tại trên đất trống vô số zombie, Diệp Thần Phong bọn họ là đi vào đất trống bên trong. Đồng thời, Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên Hòa Thi Thánh Triệu Vô Cực cũng từ trong phòng đi ra, làm Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim nhìn thấy Thi Thánh bên cạnh Quỷ Thánh lúc, hai người bọn họ là thay đổi sắc mặt. Hứa Hồng Văn nói ra, Diệp Thiếu, không xong, thậm chí ngay cả Quỷ Thánh Hoàng Xung Trời cũng tại, tình huống bây giờ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Diệp Thiếu, này Thi Thánh cùng Quỷ Vương là thiên minh ngũ thánh bên trong quỷ dị nhất hai người, chỉ là từ bọn hắn biệt hiệu thượng là có thể phân rõ ra một hai rồi. Lý Gỗ Linh cũng lập tức cau mày nói ra. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác ra này Thi Thánh cùng Quỷ Thánh đều tại cấp thánh đỉnh phong tầng thứ, hắn không nghĩ tới chính mình yếu một lần đối mặt hai tên cấp thánh cường giả đỉnh cao, này làm cho trong lòng của hắn vô hình hơn nhiều nhất cổ áp lực. Lấy thực lực bây giờ của hắn đối phó một tên cấp thánh đỉnh phong cao thủ miễn cưỡng có thể, muốn đối phó hai tên cấp thánh cường giả đỉnh cao, đồng thời còn muốn chiến thắng, như vậy này tỷ lệ cũng rất nhỏ rồi. Cho nên, Diệp Thần Phong lại đi tiến trên đất trống, nhìn thấy Thi Thánh cùng Quỷ Thánh sau đó hắn không rảnh lại nói nhảm nhiều rồi, hắn đã đem địa viêm tinh hỏa thuộc tính năng lượng cho hấp thu sạch sẽ, tay phải đột nhiên hướng về Thi Thánh cùng Quỷ Thánh giơ lên, miệng quát, dã man va chạm. Mảng lớn nóng rực hỏa diễm từ Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay phát ra, ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu lớn vô cùng hỏa diễm châu đực, con này hỏa diễm châu đực nhanh chóng hướng về Thi Thánh cùng Quỷ Thánh chạy vội tới, trong nháy mắt sẽ đem hai người cắn nuốt mất rồi. Có thể là Diệp Thần Phong thi triển dã man va chạm quá mức đột nhiên, cảnh này khiến Thi Thánh Triệu Vô Cực cùng Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm châu được đem hai người bọn họ cắn nuốt mất rồi. Chương 1165, vô hạn hồi sinh. Cực hạn nhiệt độ cao hỏa diễm đem Thi Thánh Triệu Vô Cực cùng Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên bao quanh, từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra bùm bùm, cùng với chi chi tiếng vang, thanh âm này giống như là thân thể không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt mới có thể phát ra. Nhưng Diệp Thần Phong trong lòng rõ ràng, theo lý tới nói, hắn một chiêu này dã man va chạm là giết không chết cấp thánh đỉnh phong cao thủ, hắn chỉ là muốn để Thi Thánh cùng Quỷ Thánh đồng thời bị thương. Đợi đến mảng lớn hỏa diễm từ từ tản đi thời điểm, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi hơi sững sờ, chỉ thấy trong ngọn lửa Quỷ Thánh đã sớm là không thấy tăm hơi rồi,
về phần thi thánh thân thể được thiêu thành cho tàn, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu vi vi trên mặt đất nhấp nhô, thi thánh Triệu Vô Cực cứ thế mà chết đi. Diệp Thần Phong, thật có của ngươi hai tay, nếu không phải đáp ứng rồi Triệu Vô Cực không động thủ, ta đều có chút muốn cùng ngươi vui đùa một chút rồi. Không biết lúc nào, quỷ thánh Hoàng Xung Thiên thân ảnh sớm liền xuất hiện tại phía ngoài 10 mét địa phương, trên người của hắn quần áo màu đen không có bất kỳ đốt cháy khét dấu hiệu, nói cách khác này Hoàng Xung Thiên trong nháy mắt tránh qua Diệp Thần Phong một chiêu này dã man va chạm. Liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng không biết Hoàng Xung Thiên là như thế nào tránh thoát, cái này quỷ thánh Hoàng Xung ngày tốc độ rốt cuộc muốn nhanh bao nhiêu. Diệp Thần Phong không kịp đi suy nghĩ quỷ thánh tốc độ kinh người rồi. Lấy quỷ thánh trong lời nói có ý tứ là này thi thánh Triệu Vô Cực còn chưa chết. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di đám người dồn dập đưa mắt tập trung vào, trên mặt đất cách đó không xa thi thánh cái đầu kia thượng. Chỉ thấy thi thánh cái đầu kia cũng không hề bị ngọn lửa vết bỏng vết tích, hơn nữa thi thánh ánh mắt còn tại nháy đến nháy đi, trong chớp mắt, ầm. Một tiếng, hai phía ngoài 10 mét một bộ du đãng zombie đầu đột nhiên nổ tung rồi. Bộ kia thi thể không đầu nhanh chóng hướng về thi thánh Triệu Vô Cực đầu lâu bay qua, Triệu Vô Cực cả viên đầu lâu trực tiếp cùng bộ kia thi thể không đầu nối liền với nhau. Này thi thánh Triệu Vô Cực chính là nửa người nửa thi, trái tim của hắn cùng các loại trong thân thể khí quan sớm tự đình chỉ vận tác, chỉ cần đầu của hắn không bị đánh nổ, như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Trải qua một loạt nghiên cứu sau đó thi thánh Triệu Vô Cực nghiên cứu ra một loại đặc dị linh hồn chi thuật vô hạn hồi sinh. Nơi này dù đáng hết thảy zombie đều là nghe Triệu Vô Cực khống chế, Triệu Vô Cực có thể nắm đầu của chính mình lắp đặt tại đây chút zombie trên cổ, cho nên chỉ cần đầu lâu không hủy, này Triệu Vô Cực sẽ không chết. Một lần nữa đã lấy được một thân thể Triệu Vô Cực, chỉ thấy đầu của hắn đang cùng bộ kia thi thể không đầu nhanh chóng khép lại, rất nhanh, đầu của hắn rồi cùng bộ kia thi thể không đầu không có khe nối liền với nhau, thi thánh Triệu Vô Cực sảng khoái bẻ bẻ cổ. Âm trầm con ngươi là nhìn chằm chằm xa xa Diệp Thần Phong, nói ra, đúng vậy, vừa nãy một chiêu kia đủ khiến cấp thánh đỉnh phong cao thủ bị thương nặng rồi, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta Triệu Vô Cực. Diệp Thần Phong nhìn xem một lần nữa phục sinh Triệu Vô Cực, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy không lành, mà một bên Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy được Triệu Vô Cực vô hạn hồi sinh, này để cho bọn họ cũng là từng cái trợn to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ này thi thánh Triệu Vô Cực quả thực so với trong tưởng tượng yếu vướng tay chân hơn nhiều. Triệu Vô Cực hai tay nhẹ nhàng vung lên, trong cổ họng một trận nói nhỏ, chung quanh zombie liền đều không có súng lại lên đây. Triệu Vô Cực tiếp tục nói, lần trước tại du thuyền coi trọng ta không có rảnh chơi với ngươi, yên tâm, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không chết ở trên tay ta, thiếu chủ cũng nhanh yếu đuổi tới nơi này, ngươi cho là mình sẽ là đế cấp sơ kỳ cường giả đối thủ sao? Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu, trong quá trình chiến đấu nếu như tâm tình rối loạn, như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào thảm bại kết cục. Diệp Thần Phong lập tức đem các loại tạp niệm bài trừ ở não bên ngoài, hắn bây giờ đối thủ chỉ có một, cái kia chính là thi thánh Triệu Vô Cực. Diệp Thần Phong chân phải đột nhiên hướng phía trước một bước, dưới chân lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp, bóng người hướng về thi thánh Triệu Vô Cực nhanh chóng lao đi rồi, làm Hứa Hồng Văn mấy người cũng muốn yếu thượng đi giúp một tay thời điểm. Bôi đen bóng ngăn cản đường đi của bọn họ, này bôi đen bóng chính là quỷ thánh Hoàng Ngất Trời, hắn thuận miệng nói ra, đối thủ của các ngươi là ta, bất quá, ba người các ngươi thực lực quá yếu, cùng các ngươi chiến đấu, quả thực cùng đại nhân cùng tiểu hài tử đánh nhau không có gì khác nhau. Nhìn thấy quỷ thánh chặn lại rồi đường đi của bọn họ, Hứa Hồng Văn đám người là gương mặt nghiêm nghị, quỷ này thánh sở dĩ xưng là quỷ vương, không phải là hắn vẻn vẹn đeo một cái mặt nạ quỷ đơn giản như vậy. Quỷ này vương tốc độ phi thường nhanh, xa xa dẫn trước ở vậy cấp thánh đỉnh phong cao thủ, quỷ này thánh ở trong chiến đấu thời điểm, đối thủ phi thường khó nắm chắc tung ảnh của hắn, quỷ thánh hình bóng thủy chung là lơ lửng không cố định. Bằng tốc độ nhanh nhất đến đem đối thủ giải quyết mất, bởi vì hắn này giống như quỷ mị hình bóng, lâu dần, người khác liền cho hắn lấy như thế một cái quỷ thánh biệt hiệu. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này. Bọn hắn lấy tam giác xu thế đem quỷ thánh Hoàng Xung Thiên cho vây lại rồi, đồng thời ba người đồng thời hướng về Hoàng Xung Thiên công kích, muốn dùng này đến để Hoàng Xung Thiên không ứng phó kịp. Mà khi Hứa Hồng Văn ba người quyền cước công kích tại Hoàng Xung Thiên trên người lúc, tay chân của bọn họ từ Hoàng Xung ngày trong thân thể xuyên qua, đây chỉ là một đạo Hoàng Xung Thiên tàn ảnh mà thôi,
này làm cho Hứa Hồng Văn đám người không khỏi biến sắc mặt. Này Hoàng Sung ngày tốc độ so với bọn họ trong dự đoán còn muốn cho người nhìn không thấu. Hoàng Sung thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Hồng Văn phía sau, ngón tay nhanh chóng điểm trúng Hứa Hồng Văn trên người mấy chỗ huyệt đạo, sau đó, hắn lại nhanh chóng điểm trúng Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di trên người mấy chỗ huyệt đạo. Ba người này được Hoàng Sung thiên điểm trụ huyệt đạo, sau đó ba người bọn hắn thân thể là mềm nhũn hướng trên mặt đất co quắp ngồi xuống. Giờ khắc này, ngoại trừ nói chuyện bên ngoài, Hứa Hồng Văn các loại ba cái căn bản không làm được chuyện rồi khác. Hoàng Sung Thiên thuận miệng nói ra, các loại thiếu chủ đến rồi, khiến hắn tự mình xử trí các ngươi, hiện tại chúng ta trước tiên thật tốt thưởng thức một trận chiến đấu, các ngươi nói Diệp Thần Phong có thể chiến thắng Triệu Vô Cực sao? Xem này Hoàng Sung Thiên ngữ khí bình thản lạ kỳ, bởi vậy có thể suy đoán này Hoàng Sung Thiên căn bản không có chút nào lo lắng cuộc chiến đấu này. Hay là này Hoàng Sung Thiên cho rằng Diệp Thần Phong căn bản là không gây thương tổn thi thánh Triệu Vô Cực, yếu không phải là không thể đủ trực tiếp giết Diệp Thần Phong, e sợ Hoàng Sung Thiên cho rằng Diệp Thần Phong đã sớm muốn chết tại Triệu Vô Cực trên tay rồi. Diệp Thần Phong bóng người đang nháy đến Triệu Vô Cực trước mặt lúc, Triệu Vô Cực không có tránh né ý tứ, một tiếng, trực tiếp để Diệp Thần Phong một quyền công đánh vào trên lồng ngực của hắn, tại Triệu Vô Cực ngực đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết bỏ ra đến. Bất quá, này Triệu Vô Cực trên mặt lại là mang theo cực kỳ hí hành hạ nụ cười, nói ra, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nói xong, Triệu Vô Cực hai tay của liền hướng Diệp Thần Phong tóm tới. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân vội vã hung hăng lùi về sau, này nửa người nửa thi Triệu Vô Cực thật là quỷ dị một ít, hắn không dám cam đoan bên trong đan điền hồng sắc khí thể có thể hay không hóa giải này hóa thi bệnh độc. Cho nên có thể không bị Triệu Vô Cực móng vuốt chảo thương, Diệp Thần Phong hay là muốn tận lực tránh khỏi. Lui về phía sau mấy bước Diệp Thần Phong, trong đầu hắn thần kinh trước sau nằm ở căng thẳng trạng thái, bây giờ hắn biết muốn giết chết Triệu Vô Cực, như vậy chỉ có đem Triệu Vô Cực đầu cho đánh bể. Trong lòng có ý nghĩ này, sau đó Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực bắt đầu áp xúc lên, bóng người lần thứ hai hướng về Triệu Vô Cực xông tới quá rồi. Triệu Vô Cực nhưng là cười lạnh nói, mặc kệ nhiều lần. Cuối cùng vẫn là một kết quả, người Diệp Thần Phong đời này cũng không giết chết ta Triệu Vô Cực. Xem ra Triệu Vô Cực căn bản không lưu ý Diệp Thần Phong công kích, này làm cho Diệp Thần Phong thủ trưởng trực tiếp đặt tại Triệu Vô Cực trên bụng, trong miệng chợt quát lên, linh hồn phá. Một tiếng, từ cái bụng bắt đầu, Triệu Vô Cực chỉnh cái thân thể của con người trong nháy mắt bị tạc được chia năm xẻ bảy rồi, mà đầu của hắn cũng lại độ lăn rơi đến trên mặt đất. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cơ hội rồi, thân thể hắn bên trong đem tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, chân phải đột nhiên hướng về Triệu Vô Cực đầu lâu đạp xuống, một tiếng, óc phân tán hình ảnh chưa từng xuất hiện, tại thừa nhận lấy Diệp Thần Phong này toàn lực một cước sau đó này Triệu Vô Cực đầu dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Được Diệp Thần Phong đạp ở dưới bàn chân Triệu Vô Cực đầu lâu, hắn dĩ nhiên há mồm nói chuyện, Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi này điểm lực lượng cũng muốn dẫm bạo ta thi thánh Triệu Vô Cực đầu. Đầu của ta chính là ta sống sót căn bản, ta đem chỗ có thể tăng lên đầu độ cứng phương pháp đều dùng rồi, hiện tại coi như là đế cấp sơ kỳ cao thủ muốn dẫm bạo đầu của ta, bọn hắn chỉ sợ cũng nhất định muốn đánh đổi một số thứ, chớ nói chi là ngươi Diệp Thần Phong rồi. Chương 1166, trồng chất linh hồn chi thuật. Ngồi liệt tại cách đó không xa Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Linh cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong có thể thuận lợi dẫm bạo thi thánh Triệu Vô Cực đầu, nhưng ai biết, Diệp Thần Phong một cước này đạp xuống đi, này thi thánh Triệu Vô Cực đầu dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Này làm cho Hứa Hồng Văn các loại trong lòng người bắt đầu lo lắng. Nếu như không đem thi thánh Triệu Vô Cực đầu cho dẫm nát, như vậy thi thánh Triệu Vô Cực đem vô hạn hồi sinh, Diệp Thần Phong căn bản không khả năng giết chết Triệu Vô Cực rồi. Huống chi còn có một cái không hề động thủ quỷ thánh Hoàng Sung Thiên, lần sau Thiên Minh thiếu chủ Nghiêm Thiên Giác cũng đang chạy tới nơi này rồi. Nếu như Nghiêm Thiên Giác thật sự đột phá đến đế cấp sơ kỳ tầng thứ, để Nghiêm Thiên Giác chạy tới nơi này lời nói, như vậy tại Hứa Hồng Văn đám người xem ra lần này bọn hắn thực sự là yếu cửu tử nhất sinh rồi. Đứng ở Hứa Hồng Văn đám người bên cạnh quỷ thánh Hoàng Sung Thiên, bởi vì hắn mặt được mặt nạ quỷ che lấp rồi. Người bên ngoài không nhìn ra hắn giờ khắc này trên mặt biểu lộ, bất quá, hắn cái kia một đôi con mắt bên trong vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, liếc nhìn Hứa Hồng Văn đám người,
Nói ra, Diệp Thần Phong thực lực thật là không tệ, chỉ là tôn cấp đỉnh phong tầng thứ, nếu như vậy cấp thánh đỉnh phong cao thủ gặp gỡ hắn, chỉ sợ cũng phải là một phen khổ chiến, đáng tiếc Triệu Vô Cực là phổ thông cấp thánh đỉnh phong cao thủ sao? Các ngươi nhìn xem nơi này có bao nhiêu có du đãng zombie, chỉ cần Triệu Vô Cực đầu lâu không bị phá hủy, hắn có thể đủ ở nơi này hồi sinh tốt mấy ngàn lần, đến lúc đó cho dù Triệu Vô Cực một lần đều không động thủ, này Diệp Thần Phong cũng sẽ bị hao tổn chết rồi, còn có lẽ nào các ngươi cho rằng thi thánh Triệu Vô Cực liền chút thực lực này sao? Hắn căn bản vẫn không có quyết tâm. Co quắp ngồi dưới đất Hứa Hồng Văn đám người, bọn hắn khi nghe đến quỷ thánh Hoàng Sung ngày lời nói sau, trong con ngươi của bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn biết quỷ thánh nói một chút cũng không sai, trừ phi Diệp Thần Phong có thể dẫm bạo thi thánh Triệu Vô Cực đầu, bằng không cuối cùng cho dù thi thánh không động thủ, Diệp Thần Phong cũng sẽ thua trận. Triệu Vô Cực, ngươi cũng đùa không sai biệt lắm, là thời điểm để Diệp Thần Phong mở mang thực lực của ngươi rồi, bằng không hắn còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái cung người huấn luyện bao cát rồi. Ngược lại, quỷ thánh Hoàng Sung Thiên rồi hướng thi thánh Triệu Vô Cực gọi một câu. Một tiếng. Dù đãng tại cách đó không xa một bộ zombie đầu đột nhiên bạo liệt ra, tiếp lấy, cái này cụ thi thể không đầu liền hướng về Triệu Vô Cực đầu lâu bay qua, chuẩn xác không có sai sót cùng Triệu Vô Cực đầu nối liền với nhau. Triệu Vô Cực hai tay của nhanh chóng bắt được Diệp Thần Phong dẫm lấy đầu hắn chân phải, đột nhiên đi lên lôi kéo, Diệp Thần Phong chân cái kế tiếp không đứng vững, bước chân lui về phía sau ba bước. Từ dưới đất đứng lên thi thánh Triệu Vô Cực, uốn éo nhúc nhích một chút cái cổ, nói ra, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi liền chút bản lãnh này sao? Thiệt thòi ta trả đối với ngươi có chỗ chờ mong đây. Nếu như ngươi thật sự liền chút thực lực này, như vậy ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi xong, để cho ta trước đem ngươi bắt lại, các loại thiếu chủ đến nơi này, lại để cho thiếu chủ tự mình ngươi giải quyết đi. Nói xong, Triệu Vô Cực hai tay đột nhiên đi lên duỗi một cái, trong cổ họng khàn giọng gầm rú một tiếng, a hát. Tiếp lấy, dù đãng tại trên đất trống này vài ngàn chiếc zombie đều ngừng lại, trên người bọn hắn thi khí tại không ngừng mà hướng về thi thánh Triệu Vô Cực hội tụ, làm cho Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi rồi. Hơn nữa Triệu Vô Cực khí thế trên người cũng lại độ tăng mạnh, dày đặc vô cùng tanh tưởi từ Triệu Vô Cực trên người không ngừng tản mát ra. Bỗng nhiên, Triệu Vô Cực chân phải khẽ động, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Này dày đặc vô cùng mùi hôi thối, có thể trong thời gian ngắn tê liệt thần kinh người, tại Diệp Thần Phong phản ứng đến đây thời điểm, Triệu Vô Tê hai bàn tay đã chộp vào trên vai của hắn, xé tan. Xé tan, hai tiếng, Diệp Thần Phong trên bả vai quần áo được xé nát, mấy đạo vết máu xuất hiện tại Diệp Thần Phong hai bờ vai, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân nhưng là một trận lùi gấp. Xa xa quỷ vương Hoàng Sung Thiên thấy cảnh này sau, hắn lập tức nhắc nhở, Triệu Vô Cực. Ngươi xem không nên đem Diệp Thần Phong cho chơi chết rồi, đến lúc đó không tốt cùng thiếu chủ bàn giao. Thi thánh Triệu Vô Cực cười nói, yên tâm đi, tiểu tử này lây nhiễm của ta hóa thi bệnh độc, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không chết được, chỉ cần hắn không có hoàn toàn biến thành zombie, ta liền có biện pháp khiến hắn khôi phục thành nhân loại bình thường, dù sao thiếu chủ cũng chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong biến thành zombie. Hóa thi bệnh độc thông qua trên bả vai vết máu là tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể, này làm cho Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên co quắp một trận, thân trong thân thể có loại cực kỳ nồng nặc cảm giác ác tâm, phốc. Một tiếng, một ngụm máu lớn trực tiếp từ trong miệng của hắn phun đi ra, theo lý tới nói hóa thi bệnh độc không thể cảm hóa nhanh như vậy, chỉ bất quá, Triệu Vô Cực ngưng tụ nồng đậm như vậy thi khí, trên người của hắn hóa thi bệnh độc không biết muốn so phổ thông hóa thi bệnh độc mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Xa xa Hứa Hồng Văn đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong trạng thái như thế này, bọn hắn càng thêm là đem cau mày lên, lấy tình huống bây giờ đến xem, Diệp Thần Phong hay là liền một cái thi thánh đều không giải quyết được, càng bị nói là đi chiến thắng quỷ thánh rồi. Tại một ngụm máu lớn từ trong miệng phun đi ra sau, Diệp Thần Phong cảm giác được bên trong đan điền hồng sắc khí thể lần thứ hai vận chuyển, xem ra này hồng sắc khí thể có thể hóa giải hóa thi bệnh độc. Này làm cho Diệp Thần Phong là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn không có ý định nhanh như vậy tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng bên trong, bây giờ hắn tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, này cũng chỉ có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một cấp độ, để thực lực của hắn chân chính có thể cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ so sánh. Nhưng hắn vẫn không có nắm chắc đem Triệu Vô Cực đầu cho đánh nổ,
lần sau có thể khống chế trạng thái nổi khùng có thời gian hạn chế, đang suy nghĩ nhiều phương diện sau, bất luận xuất phát từ điểm nào, chí ít bây giờ còn không phải Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng thời điểm. Cao đẳng linh hồn chi thuật vạn tiễn xuyên tâm tiêu hao quá lớn, chỉ có trung đẳng linh hồn chi thuật linh hồn phá có thể liên tục thi triển, thế là, Diệp Thần Phong trong thân thể lần thứ hai ép co lên linh hồn lực đến. Cách đó không xa thì Thánh Triệu Vô Cực, hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực biến hóa sau, hắn nói ra, Diệp Thần Phong, vô dụng, hiện tại ta sẽ không chơi với ngươi, cho nên ngươi chạm đều không đụng tới ta. Thi Thánh Triệu Vô Cực lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong vào tới, tốc độ kia nhanh chóng là người ánh mắt không cách nào phân biệt khác. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong bóng người vi vi lóe lên, ở hai bên người hắn hai bên phân đừng xuất hiện một đạo cùng bản thể giống nhau như đúc ảo ảnh. Sau đó, bản thể cùng hai đạo ảo ảnh trong lúc đó không ngừng luân phiên vị trí, khiến người ta phân biệt không ra cái nào là bản thể. Cái nào mới là ảo ảnh? Diệp Thần Phong một lần nữa thi triển ra lâu không gặp U Minh Quỷ Bước, bây giờ hắn nghiễm nhiên là có thể phân ra hai đạo vô cùng chân thật ảo ảnh đến rồi, này ngược lại là để Thi Thánh Triệu Vô Cực hơi sững sờ. Mà như vậy cái ngây người công phu, ba cái Diệp Thần Phong đồng thời hướng về Triệu Vô Cực vào tới, Triệu Vô Cực cười lạnh nói, trò mèo, cũng muốn đến dọa người. Triệu Vô Cực hai tay hướng về bên trái cùng trung gian cái kia Diệp Thần Phong tóm tới, bàn tay trong nháy mắt từ hai cái Diệp Thần Phong thân trong thân thể xuyên qua, cho nên nói hai cái này Diệp Thần Phong đều là ảo ảnh, bên phải mới là thật Diệp Thần Phong, làm Triệu Vô Cực lần nữa muốn công kích thời điểm, đây đã là chậm một bước. Diệp Thần Phong tay trái cùng tay phải đồng thời đặt tại Triệu Vô Cực trên ót, miệng quát linh hồn phá. Diệp Thần Phong trong tay trái trước tiên thả ra cường hãn linh hồn lực đến, tiếp lấy, bàn tay phải của hắn bên trong lập tức cũng thả ra linh hồn lực đến, cái này hai cỗ cực kỳ cường hãn linh hồn lực ngưng tụ tới đồng thời, tại Triệu Vô Cực trên đầu nổ tung ra. Một đạo tiếng nổ mạnh từ Triệu Vô Cực trên ót vang vọng ra. Triệu Vô Cực trên đầu xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu, này Diệp Thần Phong là đồng thời thi triển hai lần linh hồn phá, đem cái này hai lần linh hồn phá cho chồng chất lên, kỳ uy lực không sánh vai các loại linh hồn chi thuật kém bao nhiêu, bất quá, linh hồn lực tiêu hao nhưng là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Xa xa quỷ thánh Hoàng Sung Thiên, hắn biết linh hồn này phá là thiên minh trung đẳng linh hồn chi thuật, nhưng hắn chả chưa từng thấy có ai có thể đem linh hồn chi thuật cùng cộng lại thi triển. Trong này trình độ khó khăn nhưng không phải lớn một cách bình thường, làm cho không khéo ngược lại sẽ đem chính mình cho chấn thương. Hơn nữa lấy Diệp Thần Phong vừa vặn thi triển dáng vẻ đến xem, Hoàng Sung Thiên suy đoán đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất thi triển trồng chất linh hồn chi thuật, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp thi triển thành công. Này làm cho quỷ thánh Hoàng Sung Thiên âm thầm tặc lưỡi Diệp Thần Phong yêu nghiệt thiên phú, không khỏi đối Diệp Thần Phong vài phần kính trọng, trong lòng thầm nghĩ, nếu như người này không chết, thành tựu tương lai sẽ không ở minh chủ bên dưới AH. Chương 1167, màu đỏ sẫm địa viêm tinh power. Ngược lại, quỷ thánh Hoàng Sung Thiên lại nhận thức vì ý nghĩ này của mình thực sự có phần buồn cười, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong đích thật là tiềm lực vô hạn, có thể coi là Diệp Thần Phong lại làm sao yêu nghiệt, hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới thần cấp tầng thứ sao. Cho nên một cái sẽ phải chết yêu nghiệt thiên tài. Như vậy liền thật sự không có gì đáng sợ, quỷ thánh Hoàng Sung Thiên trong lòng đã kết luận lần này Diệp Thần Phong thì không cách nào sống sót rời đi nơi này được rồi. Diệp Thần Phong đang sử dụng suốt một đòn trồng chất linh hồn phá sau, dưới chân hắn bước chân lui về phía sau 5 bước, nhìn xem Thi Thánh Triệu Vô Cực trên ót đạo kia có thể thấy rõ ràng vết máu, hắn cũng không nghĩ đến chính mình đồng thời thi triển hai cái linh hồn phá, dĩ nhiên hội trồng chất lại với nhau. Hơn nữa power cũng không sánh vai các loại linh hồn chi thuật không sai biệt bao nhiêu. Bất quá, nhìn thấy Thi Thánh Triệu Vô Cực trên ót chỉ xuất hiện một đạo vết máu, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng thán phục Triệu Vô Cực đầu thật sự là quá cứng rắn, chẳng trách Triệu Vô Cực dám nói coi như là đế cấp sơ kỳ cường giả muốn đánh nổ đầu của hắn, cái này cũng là nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Trên đầu thừa nhận lấy một đòn trồng chất linh hồn phá Thi Thánh Triệu Vô Cực, hắn nghiêng người sang thể. Con mắt chăm chú như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, tay trái sờ sờ của mình sau gáy, làm hắn nhìn thấy trên bàn tay tiên huyết lúc, vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn lên, trên trán bạo khởi từng cái gân xanh, trong miệng phát ra cực kỳ làm người ta sợ hãi tiếng cười lạnh, ha ha ha,
có bao nhiêu năm không có ai để đầu của ta chảy máu. Hôm nay đầu của ta lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho đánh ra một đạo vết máu. Được, rất tốt, Diệp Thần Phong, ngươi thành công đem ta Triệu Vô Cực cho chọc giận. Nơi xa cảm giác được Triệu Vô Cực trên người thi thể Đại Thịnh Hoàng Xung Thiên, hắn âm thầm cảm thấy không lành, hắn biết Triệu Vô Cực nội tâm nhưng là một cái tương đương tự phụ người, đặc biệt là đối đầu hắn độ cứng rắn, vừa vặn Triệu Vô Cực chỉ là tại bồi tiếp Diệp Thần Phong vui đùa một chút. Mà bây giờ này thi thánh Triệu Vô Cực rõ ràng cho thấy yếu quyết tâm được rồi, này làm cho quỷ thánh Hoàng Xung Thiên làm sao có thể không khẩn trương, hắn gấp vội mở miệng nói ra, Triệu Vô Cực, người bình tĩnh một điểm, Diệp Thần Phong là thiếu chủ muốn tự tay giết chết người. Người cũng không nên phạm bị hồ đồ rồi. Thi thánh Triệu Vô Cực không nhìn được liếc nhìn Hoàng Xung Thiên, quát lên, chuyện này không dùng tới ngươi tới quản, minh chủ chỉ nói yếu giữ lại Diệp Thần Phong người sống. Ta tự nhiên sẽ để cho Diệp Thần Phong lưu lại một khẩu khí, nếu như ngươi muốn nhúng tay ngăn cản, ta không ngại cùng ngươi so so chiêu. Nhìn xem Triệu Vô Cực cái kia rơi vào điên cuồng biểu lộ. Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Triệu Vô Cực tính khí, bây giờ là ai cũng khuyên không được Triệu Vô Cực rồi, cho nên Hoàng Xung Thiên cũng chỉ có thể đủ tùy theo Triệu Vô Cực đi rồi. Hắn lạnh nói Triệu Vô Cực, đây là ngươi hành vi của mình. Đến lúc đó cấp trên truy cứu xuống đến, ngươi cũng không nên đem ta kéo xuống nước. Thi thánh Triệu Vô Cực không có trả lời nữ hoàng ngất trời, hắn hai bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, bên trong thân thể là cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực bão táp, lại tăng thêm nồng nặc thi khí lượn lờ tại chung quanh hắn, này Triệu Vô Cực sức chiến đấu có thể nói là hoàn toàn vượt qua phổ thông cấp thánh đỉnh phong cao thủ. Mà đứng tại cách đó không xa Diệp Thần Phong, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vừa vặn một chiêu kia trồng chất linh hồn phá, hắn có 90% trở lên nắm chắc vẫn có thể triển khai ra, nhưng là lấy thi thánh Triệu Vô Cực đầu lâu độ cứng rắn đến xem, trừ phi Diệp Thần Phong có thể liên tục 6 đến 8 lần, đem trồng chất linh hồn phá công kích tại Triệu Vô Cực đầu lâu thượng, này mới có thể trực tiếp đem Triệu Vô Cực đầu lâu bắn cho bạo. Nhưng vừa đến vừa vặn Triệu Vô Cực đã bị thiệt thòi, đối với Diệp Thần Phong phòng bị đem tăng lên trên diện rộng. Diệp Thần Phong muốn yếu công kích lần nữa đến Triệu Vô Cực, vậy thì vô cùng khó khăn, thứ hai liên tục thi triển 6 đến 8 lần trồng chất linh hồn phá, này không thể nghi ngờ sẽ đem Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Dù sao một bên còn có một cái nhìn chằm chằm quỷ thánh Hoàng Xung Thiên. Tại Diệp Thần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách ứng đối thời điểm, thì thánh Triệu Vô Cực đã là triển khai công kích, bóng người cực kỳ nhanh chóng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Tại tốc độ cùng về sức mạnh, Triệu Vô Cực hoàn toàn là vượt qua Diệp Thần Phong. Trừ phi Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, hắn mới có cùng Triệu Vô Cực liều mạng thực lực. Lúc này, Triệu Vô Cực liền để Diệp Thần Phong thi triển U Minh Quỷ Bước cơ hội cũng không lưu, hắn một quyền đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực, một quyền trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong má trái trên má, Diệp Thần Phong thân thể dường như bao tải bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết đến. Xa xa Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong một chiêu đã bị thi thánh Triệu Vô Cực cho đánh bay, ba người bọn hắn không khỏi đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Ngược lại là một bên quỷ thánh Hoàng Xung Thiên nhất phó không có việc gì dáng dấp, nói ra, Diệp Thần Phong đến cùng chỉ là một cái tôn cấp tầng thứ tột cùng người, hắn lại tại sao có thể là thi thánh Triệu Vô Cực đối thủ. Triệu Vô Cực nghiêm túc, Diệp Thần Phong liền Triệu Vô Cực một chiêu đều không tiếp được. Thân thể ngã xuống đất thượng Diệp Thần Phong, hắn song trưởng chống đất, cật lực nửa ngồi xổm ở trên mặt đất, hắn muốn thi triển có thể khống chế trạng thái nổi khùng rồi, bất quá, một bên còn có một cái quỷ thánh, này có thể khống chế trạng thái nổi khùng một khi thi triển, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói chẳng khác gì là chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Mà khi Diệp Thần Phong linh hồn lực mới vừa tiến vào trong không gian giới chỉ, muốn đem áp chế hồng sắc khí thể thủ vòng tay lấy ra, lần trước tại du thuyền thượng tuy rằng được Nghiêm Thiên Giác đạp nát một cái vòng tay, bất quá, Diệp Thần Phong trong không gian giới chỉ chả có mấy cái dự phòng thủ vòng tay, mà khi Diệp Thần Phong đang muốn đưa tay vòng tay nắm lúc đi ra, hắn nội thị trong không gian giới chỉ chất đầy địa viêm tinh, hắn đưa mắt như ngừng lại màu đỏ sẫm địa viêm tinh thượng. Này màu đỏ sẫm địa viêm tinh nhưng là liền hắn cũng không cách nào cầm lên. Nếu như đem bên trong hỏa thuộc tính năng lượng kích phát đi ra. Diệp Thần Phong trong lòng nhất thời có một cái không sai kế sách,
hắn tạm thời buông tha cho thi triển có thể khống chế trạng thái nổi khùng rồi. Nhưng chính lúc thời điểm này, thì Thánh Triệu Vô Cực nhìn thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không theo mặt đất đứng lên, thân ảnh của hắn lần nữa vọt đến Diệp Thần Phong trước mặt, một cước đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong ngực đá tới. Ầm, một tiếng. Tại Triệu Vô Cực chân phải đá vào Diệp Thần Phong trên ngực lúc, Diệp Thần Phong hai tay của vững vàng đem Triệu Vô Cực chân phải bắt được, bất quá, trong miệng của hắn lại là hoa. Một tiếng, một ngụm máu lớn lại từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Diệp Thần Phong bên trong thân thể áp xúc linh hồn lực, tấn mãnh từ bàn tay phải của hắn hướng phát ra, một đòn phổ thông linh hồn phá đem Triệu Vô Cực toàn bộ chân phải đều nổ tan rồi. Không có bất kỳ cảm giác đau Triệu Vô Cực, hắn một cái chân phải bị tạc hư thúi, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng, mà thừa cơ hội này, Diệp Thần Phong lại đem một đòn linh hồn phá đánh vào Triệu Vô Cực trên bụng, làm cho Triệu Vô Cực thân thể toàn bộ chia năm xẻ bảy rồi. Hắn cái đầu kia cũng lăn rơi đến trên mặt đất. Diệp Thần Phong, người đây là tại lãng phí linh hồn lực, tự coi như ngươi lại phát ra vừa vặn chiêu thức, ngươi cũng đừng hỏng yếu tại một hai chiêu bên trong đánh nổ đầu của ta, ngươi chỉ biết càng phát chọc giận ta. Một tiếng, tại Triệu Vô Cực trong khi nói chuyện, cách đó không xa một bộ zombie lần thứ hai đầu nổ tung rồi, thi thể không đầu hướng về Triệu Vô Cực đầu lâu nhanh chóng bay tới. Mà Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong cũng nhiều thêm một khối màu đỏ sẫm địa viêm tinh, bởi vì có Diệp Thần Phong tiên huyết khắc chế, địa viêm tinh bên trong năng lượng được chế trụ, Diệp Thần Phong chỉ cần đem tiên huyết rút ra đi ra, lại lợi dụng linh hồn lực thả ra màu đỏ sẫm địa viêm tinh bên trong năng lượng là tốt rồi. Tại thi thể không đầu hướng về Triệu Vô Cực đầu lâu bay đi thời điểm, Diệp Thần Phong cũng vụt xuất hiện ở Triệu Vô Cực đầu lâu trước mặt, này Triệu Vô Cực lần nữa muốn nói chuyện. Khi hắn há mồm ra trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên đem trong tay phải màu đỏ sẫm địa viêm tinh, hướng về Triệu Vô Cực bỏ vào trong miệng đi rồi. Xa xa quỷ thánh Hoàng Xung Thiên, hắn không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong đang sử dụng linh hồn phá, hắn cho rằng Diệp Thần Phong đang dùng nắm đấm oanh kích Triệu Vô Cực đầu, khinh thường nói, Diệp Thần Phong ngược lại cũng đúng là một cái người ngu xuẩn, biết rõ đánh không bạo Triệu Vô Cực đầu, hắn dĩ nhiên còn không hết hy vọng. Quả thực là ngu không thể nói. Hứa Hồng Văn đám người ba người cũng là lo âu buồn phiền nhìn qua Diệp Thần Phong bóng lưng. Diệp Thần Phong thuận lợi đem màu đỏ sẫm địa viêm tinh nhét vào Triệu Vô Cực miệng bên trong, mà cùng lúc đó, bộ kia thi thể không đầu cũng cùng Triệu Vô Cực đầu lâu liên tiếp đồng thời. Diệp Thần Phong biết thời gian không đợi người, hắn vội vàng đem màu đỏ sẫm địa viêm tinh bên trong tiên huyết cho kéo ra đi ra. Lại nhanh chóng dùng linh hồn lực đem màu đỏ sẫm địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng thả ra đồng thời, thân ảnh của hắn đột nhiên sau này lùi ra ngoài. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng, thi Thánh Triệu Vô Cực đầu bị dìm ngập ở lửa cháy hừng hực bên trong, ngọn lửa này màu sắc hết sức quái dị, để xa xa quỷ thánh đều cảm thấy này cỗ hỏa diễm đáng sợ, chỉ nghe trong ngọn lửa truyền đến thi Thánh Triệu Vô Cực tiếng kêu thảm thiết, không, không, cái này không thể nào. Ta thi Thánh Triệu Vô Cực làm sao sẽ, hội. Trong ngọn lửa thi Thánh Triệu Vô Cực thanh âm im bặt đi, Triệu Vô Cực cả viên đầu lâu tại trong ngọn lửa trong nháy mắt biến thành cho tàn. Chấm chấm chấm, chương 1168, san san đến muộn nghiêm thiên giác. Liền ngay cả đế cấp sơ kỳ cường giả cũng không cách nào dễ dàng đánh nổ thi Thánh Triệu Vô Cực đầu, mà bây giờ Triệu Vô Cực đầu lại trực tiếp hóa thành cho bụi. Này làm cho quỷ thánh Hoàng Xung Thiên là không khỏi vi vi há to miệng, hắn không thể tin tưởng tự xem đến tất cả những thứ này. Mà co quắp ngồi dưới đất Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đem thi Thánh Triệu Vô Cực giải quyết, này để trong lòng bọn họ là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần Phong là lần nữa cho ba người bọn hắn đã mang đến kinh hỉ. Về phần bóng người lùi gấp Diệp Thần Phong, tay phải hắn thượng da thịt hoàn toàn bị tổn thương rồi, tại từ màu đỏ sẫm địa viêm tinh bên trong rút ra suốt máu tươi của mình, sau đó lại muốn dùng linh hồn lực phóng thích địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, trong quá trình này Diệp Thần Phong thủ nhất định muốn tiếp xúc màu đỏ sẫm địa viêm tinh. Diệp Thần Phong vừa vặn rõ ràng cảm thấy màu đỏ sẫm địa viêm tinh power, nếu như hắn lại chậm lui về phía sau một hai giây lời nói, chỉ sợ hắn chỉnh chỉ bàn tay phải cũng sẽ bị đốt cháy thành cho bụi rồi. Này làm cho Diệp Thần Phong sau lưng không khỏi một trận mồ hôi lạnh, cũng may này màu đỏ sẫm địa viêm tinh là dùng để đối phó Triệu Vô Cực, nếu như đổi lại là dùng tới đối phó quỷ thánh Hoàng Xung ngày,
vậy thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Nếu như vừa vặn thì Thánh Triệu Vô Cực có tứ chi có thể phản kháng, Diệp Thần Phong là dù như thế nào cũng không cách nào thanh địa viêm tinh nhét vào Triệu Vô Cực miệng trong, cho dù cuối cùng đem địa viêm tinh nhét vào Triệu Vô Cực miệng bên trong, nếu như Triệu Vô Cực kéo Diệp Thần Phong, như vậy kết quả cuối cùng có thể là, hắn và Triệu Vô Cực đồng thời bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi. Sững sờ chỉ chốc lát sau Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên, hắn chậm rãi từ ngây người bên trong phản ứng lại, này Diệp Thần Phong mới là chiêu thức là tầng tầng lớp lớp, khó trách hắn có thể giết chết cấp thánh đỉnh phong Chuông Lập Dương rồi, này làm cho Hoàng Xung Thiên Việt phát giác Diệp Thần Phong hay là còn có thể cất giữ lá bài tẩy, khi hắn ánh mắt âm tình bất định thời điểm. Âm, 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 chỉ nghe chu vi không ngừng vang lên một tiếng âm thanh vang trầm. Tại đây trên đất trống mấy ngàn có zombie dồn dập một bộ bể đầu. Hơn nữa từ trong rừng cây cũng không ngừng truyền đến nổ đầu tiếng, ở mảnh này núi thây thiên đường trong zombie, bọn hắn đều cùng thi thánh Triệu Vô Cực có một tia một luồng liên hệ. Bây giờ thi thánh sau khi chết, những này được thi thánh khống chế zombie không có tổn lý do sống rồi. Thế là liên tiếp đầu tự động nổ tung rồi. Tiếng bạo liệt trọn vẹn vang lên có 7,8 phút, này mới chậm rãi đình chỉ lại. Thiên minh bên trong một đời cường giả thi thánh liền như vậy vẫn lạc tại Diệp Thần Phong trong tay. Diệp Thần Phong bên trong thân thể được một chút nội thương, bây giờ thanh thi thánh Triệu Vô Cực giải quyết xong, trong lòng của hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên. Hắn nhất định phải mau sớm đem Hoàng Xung Trời cũng giải quyết xong, bằng không đợi được Nghiêm Thiên Giác chạy tới nơi này thật có thể phiền toái. Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên. Hắn tại cảm nhận được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, bên trong thân thể của hắn linh hồn lực mơ hồ bắt đầu lăn lộn, mở miệng nói ra, Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi giết chết thi thánh. Ngươi liền cũng có thể giết chết ta, thi thánh hoàn toàn là chết ở chính hắn nếu bất cẩn. Diệp Thần Phong trên tay phải được tổn thương vết thương đang nhanh chóng khép lại, áp chế hồng sắc khí thể thủ vòng tay đã bị hắn đeo tại trên tay phải rồi, trong lỗ tai của hắn cũng nhét một viên cúc áo. Hắn đã chuẩn bị tùy thời tùy chỗ tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng rồi. Mà ngay tại lúc này, nhất cổ cường hãn linh hồn lực mơ hồ từ đằng xa trong rừng cây truyền đến, cảm giác được này cỗ linh hồn lực mọi người biểu lộ khác nhau, Diệp Thần Phong cùng Hứa Hồng Văn các loại trong lòng người đại cảm giác không ổn. Bọn hắn đoán chừng người đến 8-9 phần 10 là Nghiêm Thiên Giác rồi. Mà Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên nhưng là tùy ý uốn éo cổ tay, nói ra, Diệp Thần Phong. Xem ra ta không có cơ hội chơi với ngươi, thiếu chủ đã tới nơi này, ta chờ xem ngươi chết tại thiếu chủ trong tay hình ảnh, ha ha ha. Tại Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, một vệt bóng người liền xuất hiện tại trên đất trống, khi này lau người bóng nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ nhanh chóng vặn vẹo lên, người này chính là lợi dụng đế hồn đan tăng lên tới đế cấp sơ kỳ Nghiêm Thiên Giác rồi. Dọc theo con đường này, hắn xem vào trong rừng cây đều là zombie thi thể, tại đây trên đất trống lại thấy được mấy ngàn có zombie thi thể, này làm cho hắn không khỏi mở miệng hỏi thi thánh Triệu Vô Cực đâu này. Chẳng lẽ hắn được Diệp Thần Phong giết đi? Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên vội vàng trở về nói, thiếu chủ, Triệu Vô Cực đích thật là được Diệp Thần Phong cho giết chết. Nghe vậy, Nghiêm Thiên Giác gật gật đầu, liếc nhìn một bên co quắp ngồi ở trên mặt đất Hứa Hồng Văn đám người, sau đó... Hắn lại đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, thân thể đột nhiên run lên, xé tan. Xé tan, y phục trên người hắn bỗng nhiên bạo liệt ra, lộ ra hắn cái kia hai cái kim loại cánh tay. Nghiêm Thiên Giác trên mặt biểu lộ điên cuồng mà lại hưng phấn, miệng quát, Diệp Thần Phong, ta đường đường thiên minh thiếu chủ, rơi vào bây giờ mức độ này, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng, ta sẽ cho ngươi quỳ cầu ta thống khoái giết chết ngươi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng. Giữa chúng ta chênh lệch, người Diệp Thần Phong vĩnh viễn cũng không khả năng là ta Nghiêm Thiên Giác đối thủ, vĩnh viễn cũng không thể. Gần như điên cuồng Nghiêm Thiên Giác, trên người hắn đế cấp sơ kỳ linh hồn lực mãnh liệt để được đưa lên, trên người từng khối bắp thịt vi vi ngọ nguậy, cực hạn đế cấp sơ kỳ linh hồn lực để một bên Hứa Hồng Văn đám người thay Diệp Thần Phong lo lắng. Dù sao Diệp Thần Phong mới tôn cấp đỉnh phong thực lực, muốn vượt cấp khiêu chiến đế cấp sơ kỳ cường giả hầu như là không thể nào. Nếu như đổi lại là tôn cấp khác đỉnh phong cao thủ đối chiến đế cấp sơ kỳ cường giả, Hứa Hồng Văn đám người liền hầu như cái từ này cũng sẽ không dùng. Trực tiếp sẽ biến thành khẳng định là không thể nào, bây giờ Hứa Hồng Văn đám người đối nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Thần Phong chả ôm một tia hy vọng.
Tại Nghiêm Thiên Giác đem nội thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên sau, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực kích phát rồi trong tai cúc áo, một vài bức khiến hắn tức giận hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn, làm cho hắn bên trong đan điền hồng sắc khí thể trở nên xuẩn xuẩn dục động. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tóc liền biến thành màu đỏ nhạt, quanh thân cũng bị màu đỏ nhạt khí thể cho lượn lờ rồi, thực lực đột nhiên từ tôn cấp đỉnh phong khóa nhập cấp thánh sơ kỳ. Một bên quỷ thánh Hoàng Xung Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong đột nhiên tăng cao thực lực, hắn lúc trước chả cũng không biết Diệp Thần Phong có một chiêu này, đây cũng để trong lòng của hắn là một trận ngạc nhiên, hắn cảm giác được xuất hiện tại Diệp Thần Phong tại khí thế thượng cũng không yếu hơn hắn rồi, này Diệp Thần Phong mới vừa cùng thi thánh đối chiến thời điểm, hắn dĩ nhiên không có sử xuất toàn lực. Này làm cho quỷ thánh là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, thầm nghĩ, Diệp Thần Phong quả thực có chút môn đạo, bất quá, thiếu chủ hiện tại nhưng là đế cấp sơ kỳ cường giả, tại về mặt thực lực nhất định có thể vững vàng mà vượt trên Diệp Thần Phong. Nghiêm Thiên Giác tại cảm thấy được Diệp Thần Phong thực lực tăng lên về sau, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, quát, Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi còn sẽ có trước đây số may như vậy, lần trước ngươi hành hạ ta không phải hành hạ rất thoải mái sao? Sau đó ta muốn đem trên người ngươi xương một cái toàn bộ gõ nát, ta muốn cho ngươi quỳ gọi ông nội ta. Này Nghiêm Thiên Giác cảm xúc hoàn toàn nằm ở trạng thái mất khống chế rồi, phải biết nếu như không phải Diệp Thần Phong xuất hiện, hắn bây giờ vẫn là thiên minh bên trong tiền đồ vô lượng thiếu chủ. Nhưng từ khi Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong phá vỡ Nghiêm Thiên Giác tự tin, phá vỡ Nghiêm Thiên Giác kiêu ngạo, đánh vỡ Nghiêm Thiên Giác tất cả. Mà bây giờ, Nghiêm Thiên Giác vì có thể tự tay giết chết Diệp Thần Phong, hắn không tiếc phục dụng đế hồn đan, làm cho hắn tuổi thọ của mình là còn lại một năm. Cho nên tại Nghiêm Thiên Giác trong mắt, là Diệp Thần Phong tên khốn này phá hủy cuộc đời của hắn, dưới cái nhìn của hắn hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong rút gần uống máu. Từng trận từ trên người Nghiêm Thiên Giác tản ra đế cấp sơ kỳ linh hồn lực, này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy từng luồng vô hình cảm giác một ngạt, này cảm giác một ngạt để Diệp Thần Phong ngực một trận khó chịu, trong lòng hắn biết lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng. Hắn có thể đủ chiến thắng Nghiêm Thiên Giác tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ, bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong ngoại trừ đón đầu sông về phía trước, không có đường lui để cho hắn. Diệp Thần Phong trong cơ thể cũng liều mạng vận chuyển cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực, trong miệng hàm răng là thật chặt cắn, hắn biết chiến đấu chân chính này vừa mới bắt đầu, trận chiến này bại, hắn Diệp Thần Phong sẽ chết, cho nên, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là tuyệt đối không thể thất bại một trận chiến. Trên người của hắn chiến ý nhất thời đột nhiên trưng vọt lên. Chương 1169, không ngừng ngược đãi. Theo, Nghiêm Thiên Giác cùng Diệp Thần Phong dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực tăng lên, hai người bọn họ trên người là sát ý dâng trào, liền ngay cả bốn phía nhiệt độ phảng phất cũng vào đúng lúc này bỗng nhiên giảm xuống. Thực lực tăng lên tới đế cấp sơ kỳ Nghiêm Thiên Giác, trong lòng của hắn là lòng tự tin bành trướng. Hôm nay trận chiến này hắn tuyệt đối không thể lại bại rồi, khả năng bởi tâm tình quá kích động, làm cho Nghiêm Thiên Giác trong cổ họng tiếng gầm gừ đều trở nên khàn giọng. Diệp Thần Phong, hôm nay ta liền yếu từ trên người ngươi cầm lại thuộc về ta Nghiêm Thiên Giác kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi triệt để rõ ràng hai chúng ta ở giữa chênh lệch. Oanh! Kèm theo Nghiêm Thiên Giác cái cuối cùng lạnh lẽo chữ từ trong miệng phun ra, bỗng nhiên, Nghiêm Thiên Giác bàn tay phải hào quang chói lọi. Từng luồng cực kỳ cường hãn linh hồn lực tại bàn tay của hắn bên trên ngưng tụ, rất nhanh một cái lớn vô cùng dấu bàn tay liền ngưng tụ tại trong không khí, Nghiêm Thiên Giác bàn tay phải vi vi hướng phía trước một đống, này cái lớn vô cùng dấu bàn tay nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới rồi. Này cái bàn tay khổng lồ ấn nhanh như báo săn, phàm là dấu bàn tay đi qua mặt đất, trên mặt đất là bụi bặm lăn lộn, từng bộ zombie thi thể không đầu là trong nháy mắt được tịch cuốn thành bột phấn. Này làm cho xa xa quỷ thánh Hoàng Xung Thiên cũng đã biến sắc, hắn có thể cảm giác được suốt nếu như mình đối đầu Nghiêm Thiên Giác một chiêu này, đoán chừng hắn 100% sẽ trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Này cái lớn vô cùng dấu bàn tay là dùng linh hồn lực chỗ ngưng tụ mà thành, phàm là thực lực đến đế cấp tầng thứ sau đó liền không riêng gì phóng ra ngoài linh hồn lực đơn giản như vậy, vẫn có thể để linh hồn lực ở trong không khí ngưng tụ, như vậy power thường thường là có thể tăng lên gấp bội rồi. Một trường này đánh ra, để xa xa Hứa Hồng Văn đám người trong con ngươi trong nháy mắt lấp đầy sợ hãi, bọn hắn rõ ràng cảm giác ra cái kia cự đại thủ trưởng ấn bên trong power, nếu như là thân thể của bọn họ được một trường này đánh trúng,
bọn hắn 8-9 phần 10 sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhìn xem hướng về chính mình kéo tới cái kia cự đại thủ trưởng ấn, Diệp Thần Phong là lông mày nhíu chặt, Hứa Hồng Văn cùng Lâm Hân Di đám người sau lưng hắn phương hướng, nếu như Diệp Thần Phong né tránh một trưởng này lời nói, như vậy một trưởng này không thể nghi ngờ hội đánh vào Hứa Hồng Văn nhóm người trên thân, như vậy Hứa Hồng Văn đám người là chắc chắn phải chết rồi. Lần trước tại du thuyền thượng, Diệp Thần Phong mặc lên người dùng hỏa diễm cự hạt chế thành phòng hộ phục được đánh bể, bất quá, một đầu hỏa diễm cự hạt có thể chế tác thật nhiều bộ phòng hộ phục, giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong quần áo đã sớm lại lần nữa mặc vào một cái hoàn toàn mới phòng hộ phục rồi. Nếu không thể né tránh, như vậy liền chỉ có thể đẩy rồi, Diệp Thần Phong bây giờ chả không cách nào đem linh hồn lực phóng ra ngoài ngưng tụ, hai tay của hắn hướng phía trước bình thân tránh ra. Trong cơ thể không ngừng vận chuyển cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực, làm cho trong cơ thể hắn linh hồn lực đều sôi trào lên. Một tiếng. Cái kia lớn vô cùng thủ trưởng tạm thời được Diệp Thần Phong hai bàn tay cho cản trở lại, bất quá, bàn tay khổng lồ kia cũng không hề lập tức tản đi, trong đó chả đang không ngừng thả ra cường hãn linh hồn lực đến, xé tan. Xé tan, từ Diệp Thần Phong ống tay áo bắt đầu. Diệp Thần Phong y phục trên người là bị này cường hãn linh hồn lực tịch cuốn thành mảnh vỡ, trên người hắn cái này màu lửa đỏ phòng hộ vật lộ ra. Diệp Thần Phong cảm giác được hắn cái kia hai bàn tay thượng thừa nhận lớn vô cùng lực trùng kích, này cỗ lực trùng kích dường như muốn đem hai cánh tay của hắn đều cắn nát bình thường, cuối cùng thật sự chịu không được nguồn sức mạnh này rồi. Diệp Thần Phong hai cánh tay phân biệt hướng về hai bên trái phải bắn ra rồi. Lại là một tiếng vang trầm thấp. Cái kia lớn vô cùng giấu bàn tay trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong cả người trên người, Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào đất chống bốn phía kim loại internet, đem kim loại lưới đều trực tiếp đụng thủng. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong trên người phòng hộ phục trực tiếp xuất hiện từng cái vết rạn nứt, tiếp lấy một tiếng, cả kiện màu lửa đỏ phòng hộ phục trực tiếp ở trong không khí hóa thành bột phấn. Nghiêm Thiên Giác một trưởng này dĩ nhiên trực tiếp đem hỏa diễm cự hạt chế tác mà thành phòng hộ vật cho đánh thành phấn vụn. Có thể thấy được một trưởng này power lớn đến mức nào rồi. Thân thể ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Thần Phong, bộ ngực hắn khó chịu, bên trong thân thể là từng đợt huyết khí dâng lên, nếu như không có ngọn lửa này cự hạt phòng hộ phục, đoán chừng Diệp Thần Phong hiện tại đã tính mạng hấp hối rồi. Xa xa Nghiêm Thiên Giác nhìn thấy từ dưới đất đứng lên Diệp Thần Phong. Này làm cho hắn trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn hắn vừa vặn một trưởng kia đủ khiến cấp thánh đỉnh phong cao thủ ngã xuống đất không dậy nổi rồi, mà Diệp Thần Phong rồi lại từ dưới đất đứng lên rồi. Từ dưới đất đứng lên Diệp Thần Phong, ở bề ngoài nhìn như không có bất cứ chuyện gì tình, kỳ thực ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị một trưởng này cho chấn thương rồi, Diệp Thần Phong xuyên qua kim loại lưới đi trở về trên đất trống. Hắn biết còn tiếp tục như vậy hắn căn bản liền Nghiêm Thiên Giác ngón tay đầu cũng không đụng tới một cái, trong đầu suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, không khỏi nghĩ tới vừa nãy trong lúc vô tình thi triển ra trồng chất linh hồn phá, này làm cho trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái ý nghĩ đến. Ta có thể hay không đủ đem trung đẳng linh hồn chi thuật linh hồn phá, cùng cao đẳng linh hồn chi thuật vạn tiễn xuyên tâm dung hợp được. Tại Diệp Thần Phong não trong sản sinh ý nghĩ này thời điểm, Nghiêm Thiên Giác nhưng là cười lạnh nói. Diệp Thần Phong, không sai, có thể thừa nhận được ta một trưởng, người đúng là không có để cho ta thất vọng, kế tiếp chúng ta có thể thật tốt vui đùa một chút rồi. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Nghiêm Thiên Giác trong cơ thể linh hồn lực dùng một loại cực kỳ phương thức quỷ dị lưu chuyển động, hai tay hướng về hai bên vung mạnh lên, miệng quát, linh hồn xung kích. Trong không khí trong nháy mắt che kín từng đạo do linh hồn lực ngưng tụ mà thành trong suốt lưỡi dao. Những này lưỡi dao dùng mắt thường căn bản vô pháp nhìn đến, này rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao hướng về Diệp Thần Phong bao phủ tới. Xoạt, 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 xoạt. Những này do linh hồn lực ngưng tụ mà thành lưỡi dao, đem Diệp Thần Phong cả người đều bao vây lại, trong không khí là quanh quẩn Diệp Thần Phong da thịt được không ngừng cắt ra làm người ta sợ hãi âm thanh, tiên huyết không ngừng từ được cắt ra trong da chảy xuôi mà ra. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cả người liền biến thành một người toàn máu nhi rồi. Nghiêm Thiên Giác thi triển một chiêu này tên là linh hồn xung kích, này chính là thiên minh cao đẳng linh hồn chi thuật. Linh hồn này xung kích do đế cấp sơ kỳ Nghiêm Thiên Giác triển khai ra, này làm cho Diệp Thần Phong căn bản là không cách nào tránh né. Huống hồ cho dù Diệp Thần Phong có thể tránh né,
hắn cũng không thể lựa chọn tránh né, bởi vì phải thử dung hợp vạn tiễn xuyên tâm cùng linh hồn phá, hắn liền tất cần phải dừng lại không ngừng ngưng tụ trong cơ thể linh hồn lực. Chiêu này linh hồn xung kích kéo dài đến một phút mới ngừng lại, Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới là che kín rậm rạp chằng chịt vết thương, rất nhiều đạo vết thương là sâu thấy được tận xương rồi, khiến người ta nhìn quả thực là không rét mà run. Mà biến thành huyết nhân Diệp Thần Phong, trong miệng hắn là thật chặt hàm răng, quanh thân được nhàn nhạt hồng sắc khí thể lượn lờ, hắn trong lỗ mũi khí tức trở nên suy yếu lên, thế nhưng trong cơ thể hắn lại là tại vận chuyển thi triển vạn tiễn xuyên tâm phương pháp. Tại vạn tiễn xuyên tâm thi triển phương pháp vận chuyển lại sau, hắn lại bắt đầu vận chuyển linh hồn phá thi triển phương pháp. Cho nên, giờ khắc này chỉ cần Diệp Thần Phong linh hồn lực có bất kỳ một tia không chính xác, này đối với hắn mà nói liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại vừa vặn thân thể chịu đựng cái kia linh hồn xung kích bao phủ lúc, Diệp Thần Phong cũng chỉ là gắt gao cắn răng kiên trì, đồng thời không để ý thức của mình mơ hồ, tại hai loại linh hồn chi thuật đồng thời vận chuyển thời điểm. Hắn cảm giác trong cơ thể linh hồn lực lưu động phát sinh ra biến hóa, hơn nữa hai loại linh hồn chi thuật thật giống thật sự đang chậm chậm dung hợp. Xa xa quỷ thánh hoàng sung thiên, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong thật giống chỉ còn một hơi, hắn bẻ bẻ cổ, chuyện đương nhiên nói các ngươi nhìn thấy không. Diệp Thần Phong lại làm sao trâu bò, thiên phú lại làm sao yêu nghiệt, hắn hôm nay cũng nhất định phải chết tại thiếu chủ trên tay rồi. Co quắp ngồi dưới đất Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, đặc biệt là Lâm Hân Di, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong toàn thân được tiên huyết cho thấm ướt, viền mắt của nàng đều ẩm ướt, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, trái tim là từng đợt lo lắng đau đớn. Hứa Hồng Văn cúi đầu, hắn không đành lòng nhìn thấy Diệp Thần Phong được Nghiêm Thiên Giác hành hạ hình ảnh rồi, hắn mở miệng nói ra, chỉ cần Diệp Thiếu vừa chết, chúng ta cũng nghĩ biện pháp tự sát đi. Như vậy dù sao cũng hơn rơi vào thiên minh trong tay người tốt. Nghiêm Thiên Giác nhìn đứng ở nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới Diệp Thần Phong, cảm thụ Diệp Thần Phong trong con ngươi lệ khí, tâm tình của hắn lại càng phát ra tốt, trong miệng nói ra, Diệp Thần Phong, làm sao? Ngươi không phục lời nói liền thử giết chết ta à? Ngươi tên rác rưởi này có thể làm được sao? Chương 1170, dung hợp linh hồn chi thuật. Thần cấp phòng ngự. Bên trong thân thể linh hồn lực tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, gân mạch nhanh chóng mở rộng, còn kèm theo linh hồn lực không ngừng áp xúc, máu me khắp người Diệp Thần Phong, hắn cảm giác thân thể của mình cũng sắp yếu nổ tung rồi. Vạn mã bôn đằng y hệt linh hồn lực từ trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ra ngoài, cùng lúc đó, yết hầu khẩu ngòn ngọt, một ngụm máu lớn từ Diệp Thần Phong miệng bên trong phun đi ra. Cách Diệp Thần Phong gần nhất Nghiêm Thiên Giác, hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Thần Phong biến hóa trên người. Này làm cho hắn không hiểu có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo, gión mũi chân, bóng người hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng lướt tới, miệng quát, Diệp Thần Phong, ngươi đừng mong muốn đùa nghịch hoa dạng, xem ta đem xương cốt toàn thân ngươi trước tiên một cái đập nát. Mà ngay tại lúc này, máu me khắp người Diệp Thần Phong, tay phải hắn ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại lên, trong cổ họng điên cuồng gầm hét lên, Nghiêm Thiên Giác, cho ngươi nếm thử ta một chiêu này dung hợp linh hồn chi thuật. Tại Diệp Thần Phong đầu ngón tay chỉ về Nghiêm Thiên Giác thời điểm, Nghiêm Thiên Giác cảm giác được rõ rệt Diệp Thần Phong cái kia trên đầu ngón tay truyền tới cảm giác ngột ngạt, trong đầu hắn không cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy, dưới chân bước chân lập tức hướng về mặt sau đột nhiên lui đi. Xíu, yêu yêu, 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 xíu, yêu yêu. Tại Nghiêm Thiên Giác dưới chân bước chân lui về phía sau trong nháy mắt. Từ Diệp Thần Phong ngón tay nhọn nhanh chóng thả ra một cái lại một cái mũi tên nhọn, này rậm rạp chằng chịt mưa tên để Nghiêm Thiên Giác căn bản là không cách nào né tránh rồi. Nghiêm Thiên Giác bên trong thân thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực hơi động, thân thể của hắn bốn phía đã bị một tầng lồng phòng hộ cho bao quanh rồi, nếu như vẻn vẹn là chống đỡ vạn tiễn xuyên tâm, hoặc là linh hồn phá lời nói, tầng này lồng phòng hộ hẳn là thừa sức được rồi. Đáng tiếc là một chiêu này chính là vạn tiễn xuyên tâm cùng linh hồn phá kết hợp thể. Tại mũi tên nhọn chạm vào Nghiêm Thiên Giác thân thể bốn phía lồng phòng hộ lúc, ầm, rất hung ác mũi tên nhọn trong nháy mắt nổ tung ra, uy lực nổ tung vô cùng lớn, trong nháy mắt liền đem Nghiêm Thiên Giác lồng phòng hộ cho nổ tung, kết quả là, rất hung ác mũi tên nhọn hướng về Nghiêm Thiên Giác trên người gọi.
được vài gốc hội nổ tung mũi tên nhọn bắn chúng, sau đó Nghiêm Thiên Giác trên người cũng nhất thời trở nên huyết nhục bắt đầu mơ hồ, hắn nhanh chóng đã kéo xuống treo ở trong cổ một cái ngân bạch sắc dây chuyền, tiếp lấy, cảnh tượng khó tin xảy ra, tại Nghiêm Thiên Giác bốn phía xuất hiện lần nữa một tầng lồng phòng hộ, hơn nữa tầng này lồng phòng hộ thượng dĩ nhiên mơ hồ tản ra thần cấp cường giả thật khí thế. Tại đây tầng quái dị lồng phòng hộ xuất hiện, sau đó mảng lớn mũi tên nhọn là ở lồng phòng hộ thượng muốn nổ tung lên, nhưng này lồng phòng hộ nhưng thủy chung là vẫn không nhúc nhích. Lần này tại Nghiêm Thiên Giác rời đi Thiên Minh Thần Đảo thời điểm, cha của hắn Nghiêm Phi Trần đưa cho hắn một sợi dây chuyền, tại sợi dây chuyền này bên trong, Nghiêm Phi Trần rót vào chính hắn thần cấp linh hồn lực, chỉ cần Nghiêm Thiên Giác gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm lúc, đem sợi dây chuyền này cho trực tiếp kéo đứt. Như vậy tại Nghiêm Thiên Giác thân thể bốn phía liền sẽ lập tức xuất hiện một đạo cao thủ thần cấp thi triển lồng phòng hộ. Vừa mới bắt đầu Nghiêm Thiên Giác trả cự tuyệt cha mình hảo ý, bất quá, tại Nghiêm Phi Trần luôn mãi yêu cầu dưới, hắn chỉ có thể thanh sợi dây chuyền này cho nhận, ai biết lần này cùng Diệp Thần Phong đối chiến dĩ nhiên thật sự dùng đến thần cấp phòng ngự. Nếu như không có này thần cấp phòng ngự lời nói, chỉ sợ hắn Nghiêm Thiên Giác sẽ chết tại Diệp Thần Phong trên tay rồi. Đợi đến mảng lớn mưa tên toàn bộ biến mất, sau đó Nghiêm Thiên Giác thân thể bốn phía thần cấp phòng ngự mới chậm rãi biến mất, hắn đem trong tay màu trắng bạc dây chuyền ném tới một bên, này thần cấp phòng ngự chỉ có thể dùng được một lần, vòng cổ này đã là vô dụng. Đồng dạng trở nên máu me khắp người Nghiêm Thiên Giác, trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, nếu như không có này thần cấp phòng ngự, như vậy hắn hiện tại đã biến thành một kẻ đã chết rồi. Này không liền nói rõ thực lực của hắn so với Diệp Thần Phong nhược sao? Này làm cho Nghiêm Thiên Giác làm sao có thể tiếp nhận? Phải biết hắn vì tự tay giết chết Diệp Thần Phong, hắn đã là bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Xa xa Hứa Hồng Văn đám người và Quỷ Thánh Hoàng Sung Trời cũng là nhìn sửng sốt một chút, Hoàng Sung Thiên trong cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển ra một kích kia, nếu như đổi thành là hắn chịu đựng xuống lời nói. Chỉ sợ hắn trực tiếp sẽ bị Diệp Thần Phong một chiêu sẽ đưa đi gặp Diêm Vương gia, thậm chí Hoàng Sung Thiên cảm giác được suốt vừa vặn Diệp Thần Phong một chiêu kia, hoàn toàn là có đủ miểu sát đế cấp sơ kỳ cường giả thực lực, chỉ là cấp thánh sơ kỳ người thậm chí có ngang qua chọn một cái đại tầng thứ miểu sát thực lực của đối. Thủ! Này Diệp Thần Phong thật sự là thật là đáng sợ, nếu như lại để cho hắn như thế tiếp tục trưởng thành, tương lai Thiên Minh thế tất sẽ hủy trên tay hắn. Liền ngay cả Minh Chủ cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn, bất quá, xem ra Diệp Thần Phong là không có cơ hội này, vừa vặn chiêu kia hẳn là đã dùng hết trong cơ thể hắn tất cả linh hồn lực. Quỷ Thánh Hoàng Sung Thiên nhìn phía xa một chân quỳ xuống đất, hai tay chống đất Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là không khỏi nghĩ nói. Máu me khắp người Nghiêm Thiên Giác, tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng hắn đến không có thụ quá nặng nội thương. Huống hồ trong cơ thể hắn linh hồn lực trả phi thường dồi dào, hắn nhìn cách đó không xa một chân quỳ xuống đất Diệp Thần Phong, hắn lần nữa để dâng lên bên trong thân thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực, cả người có phần phong điên quát ta Nghiêm Thiên Giác không thể thua với ngươi Diệp Thần Phong, ta Nghiêm Thiên Giác không thể thua với ngươi Diệp Thần Phong. Nói xong, Nghiêm Thiên Giác lần nữa hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Một chân quỳ xuống đất, hai tay chống mà Diệp Thần Phong. Hắn mũi cùng trong miệng hô hấp vô cùng hỗn loạn, hắn đã là không có sức mạnh từ mặt đất đứng lên rồi, vừa vặn một chiêu kia dung hợp linh hồn chi thuật, đây cơ hồ là đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả linh hồn lực. Một cước, Nghiêm Thiên Giác trực tiếp đá vào Diệp Thần Phong phía bên trên đầu, làm cho Diệp Thần Phong thân thể đi phía trái lăn qua một bên tới, mà Nghiêm Thiên Giác không chút nào dừng tay ý tứ, hắn lại một chân giẫm tại Diệp Thần Phong bả vai trái thượng. Trực tiếp đem Diệp Thần Phong bả vai trái cốt đều đạp vỡ. Tiếp lấy, Nghiêm Thiên Giác lại đem Diệp Thần Phong vai phải cốt, đầu gối trái nắp cùng đầu gối phải nắp toàn bộ đều đạp vỡ, đau Diệp Thần Phong trên trán là nổi gân xanh, bất quá, Diệp Thần Phong trong cổ họng cả cái gì một tiếng hét thảm đều không có phát ra, này làm cho Nghiêm Thiên Giác là càng ngày càng khó chịu, thần sắc hắn cực độ điên cuồng quát Diệp Thần Phong, cho tới bây giờ ngươi còn muốn trang anh hùng. Sau đó xem ta đem tứ chi của ngươi một cái cho kéo xuống thời điểm, ngươi còn có thể hay không thể bình tĩnh như vậy. Nghiêm Thiên Giác, ngươi dừng tay cho ta, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Xa xa Lâm Hân Di bỗng nhiên liều lĩnh gọi kêu lên. Nghiêm Thiên Giác là một mặt không sao cả nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống Diệp Thần Phong, cười nói, Diệp Thần Phong, ngươi nghe một chút,
nữ nhân của ngươi tại đau lòng ngươi rồi. Mà nằm trên mặt đất thượng trong cổ họng chỉ còn dư lại một hơi Diệp Thần Phong, trong miệng của hắn là không ngừng bốc lên tiên huyết đến, trong đầu ý thức đang từ từ mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào ta Diệp Thần Phong liền muốn như vậy chết? Lẽ nào ta Diệp Thần Phong liền thật sự yếu như vậy chết? Cùng lúc đó, lượn lờ tại Diệp Thần Phong bốn phía nhạt hồng sắc khí thể tại co rút lại về trong cơ thể hắn rồi, mà hắn cái kia nhạt mái tóc màu đỏ cũng khôi phục thành màu sắc nguyên thủy, linh hồn lực cũng lại độ lui về tôn cấp đỉnh phong tầng thứ, tại có thể khống chế trạng thái nổi khùng sau khi biến mất, Diệp Thần Phong cả người trạng thái liền biến được càng thêm chênh lệch, thậm chí trong lỗ mũi khí tức cũng bắt đầu trở nên đứt quãng rồi, phảng phất lúc nào cũng có thể ngưng hẳn bình thường. Nhưng mà, ở này có thể khống chế trạng thái nổi khùng biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bên trong đan điền cái kia đóa vạn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên không có dấu hiệu nào xoay tròn, phải biết tại băng tuyết thế giới trong, Diệp Thần Phong chỉ dung hợp 1/3 vạn năm băng tuyết liên hoa, còn có 2/3 không có dung hợp, hẳn là này vạn năm băng tuyết liên hoa cũng không ủng hộ Diệp Thần Phong thực lực, mà giờ khắc này, này vạn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên chủ động xoay tròn. Ý thức mơ mơ màng màng Diệp Thần Phong, đột nhiên có một đạo thanh âm đứt quãng vang vọng ở trong đầu của hắn, hy vọng tương lai ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên có đầy đủ trở thành chủ nhân ta thực lực, yếu, bằng không cho dù cùng ngươi đồng thời hủy diệt, ta cũng sẽ không tán đồng ngươi, hiện tại ta liền cùng ngươi triệt để dung hợp. Này thanh âm đứt quãng nói đến hết sức vất vả, thật giống đi ra từ một cái vừa vặn học biết nói chuyện hài đồng trong miệng. Tại đoạn văn này sau khi nói xong, ý thức mơ mơ màng màng Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, này bỗng nhiên để ý thức của hắn tỉnh táo thêm một chút, hắn phát hiện ý thức của hắn tiến vào bên trong đan điền của mình, giờ khắc này, ý thức của hắn đang ngồi ở trong đan điền cái kia đóa vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên. Chương 1171, linh hồn lực bão táp. Nghiêm Thiên Giác nhìn xem nằm trên đất thoi thóp một hơi Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt cực kỳ vui sướng vẻ mặt. Trong lỗ mũi hít sâu một hơi, cười nói, ta liền nói ta Nghiêm Thiên Giác mới là thiên tài, ta Nghiêm Thiên Giác làm sao có khả năng thua ở ngươi Diệp Thần Phong trên tay. Ngươi Diệp Thần Phong liền cho ta Nghiêm Thiên Giác sách giày tư cách cũng không có. Nói xong, Nghiêm Thiên Giác ngồi xổm người xuống, hai tay hướng về Diệp Thần Phong vai chộp tới, chuẩn bị đem Diệp Thần Phong hai cánh tay cho mạnh mẽ lôi kéo xuống, hắn sẽ không lập tức muốn Diệp Thần Phong mệnh. Hắn đồng dạng muốn cho Diệp Thần Phong biến thành người côn, để Diệp Thần Phong trải nghiệm loại kia sống không bằng chết thống khổ. Nhưng mà, làm tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy Nghiêm Thiên Giác cái kia điên cuồng dáng dấp, cho rằng chuyện ngày hôm nay đã thành chắc chắn thời điểm, lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm, một trận thấu xương lạnh giá cực kỳ nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra, điều này khiến người ta không kiềm hãm được run lên một cái, đặc biệt là khoảng cách Diệp Thần Phong gần nhất Nghiêm Thiên Giác. Này cỗ lạnh giá để động tác của hắn cũng hơi trì hoãn một cái. Nhưng chính là Nghiêm Thiên Giác này một hai giây chậm chạp, chỉ nghe tế vi tiếng vang từ trên người Diệp Thần Phong truyền đến, két, 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 Diệp Thần Phong trên người được kết được một tầng dày đặc băng, cả người hắn trực tiếp bị băng phong ở trong tầng băng. Bất thình lình tất cả, thật ra khiến Nghiêm Thiên Giác hơi ngẩn ngơ, bất quá, Nghiêm Thiên Giác rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đem trong cơ thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, khinh thường nói, Diệp Thần Phong, chết đến nơi rồi, ngươi trả cho ta tới chơi loại hoa này dạng. Không phải là một khối tầng băng ma, xem ta đến đem ngươi khối này tầng băng phá tan. Phá cho ta, phá cho ta, Nghiêm Thiên Giác được linh hồn lực bao quanh nắm tay phải, dường như lưu tinh hướng về Niêm Phong lại Diệp Thần Phong tầng băng đập xuống, làm cho bốn phía không khí đều trở nên rối loạn lên. Có thể thấy được một quyền này bên trong uy lực cực lớn rồi. Một tiếng vang thật lớn, tại trên đất trống từ từ vang vọng ra, chỉ thấy Niêm Phong lại Diệp Thần Phong tầng băng, tại thừa nhận lấy Nghiêm Thiên Giác một quyền này sau, dĩ nhiên chỉ rơi mất linh tinh điểm một chút vụn băng, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, Nghiêm Thiên Giác sắc mặt là đỏ lên một mảnh, trong cổ họng điên cuồng rít gào tiếp tục nói, phá cho ta, phá cho ta, phá cho ta. Nghiêm Thiên Giác quả đấm một cái đánh vào tầng băng bên trên, trong không khí là tràn ngập đế cấp sơ kỳ cao thủ linh hồn lực. Tại Nghiêm Thiên Giác điên cuồng dùng nắm đấm muốn đập ra tầng băng thời điểm. Bị băng phong tại trong tầng băng Diệp Thần Phong, hắn bây giờ chỉ có ý thức tồn tại,
ý thức của hắn ngồi ở bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa thượng, cảm giác vạn năm băng tuyết liên hoa chính không ngừng đem năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Này vạn năm băng tuyết liên hoa chính nỗ lực đang cùng hắn chân chính dung hợp. Này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi lại nghĩ tới vừa vặn mơ mơ màng màng vang vọng khi hắn trong ý thức một câu nói, thầm nghĩ, lẽ nào vừa vặn câu nói kia là này băng tuyết liên hoa truyền đạt cho ta sao? Này đóa băng tuyết liên hoa ở trên thế giới này cũng sinh tồn hơn vạn năm rồi, có lẽ vẫn đúng là sẽ bị mở ra linh trí, hiện tại quản không được nhiều như vậy, nếu vạn năm băng tuyết liên hoa chủ động cùng ta dung hợp, như vậy ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hay là tại triệt để dung hợp này vạn năm băng tuyết liên hoa sau đó thực lực của ta là có thể ngự trị ở nghiêm thiên giác bên trên rồi. Trong lòng thô sơ giản lược nghĩ đến một phen sau đó Diệp Thần Phong liền đem các loại tạp niệm ném ra sau đầu rồi, một lòng một ý bắt đầu hấp thu lên vạn năm băng tuyết liên hoa bên trong cường hãn năng lượng, cực hạn băng thuộc tính năng lượng trong nháy mắt tràn ngập Diệp Thần Phong toàn thân. Này dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa không phải là đem vạn năm băng tuyết liên hoa bên trong năng lượng cho toàn bộ hút khô, là muốn để vạn năm băng tuyết liên hoa cùng Diệp Thần Phong hòa làm một thể, làm cho giữa hai người dù ai cũng không cách nào thoát ly ai. Tại hoàn toàn dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa sau đó một khi này vạn năm băng tuyết liên hoa bị trọng thương, Diệp Thần Phong cũng tương tự hội bị thương nặng. Này cực hạn băng thuộc tính năng lượng nhanh chóng tại Diệp Thần Phong trong cơ thể du tẩu. Diệp Thần Phong hai nơi vai cốt cùng hai nơi xương bánh chè, đây đã là được nghiêm thiên giác cho hoàn toàn đạp vỡ, cho nên cực hạn băng thuộc tính năng lượng tập trung bắt đầu ôn dưỡng lên Diệp Thần Phong bị thương địa phương, được nghiêm thiên giác hoàn toàn đạp vỡ xương, tại dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Đồng thời, đang cùng vạn năm băng tuyết liên hoa dung hợp trong quá trình này, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực cũng tại không ngừng mà bay lên. Diệp Thần Phong tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đã mơ hồ có loại buông lỏng dấu hiệu rồi, tại Diệp Thần Phong xương toàn bộ khép lại sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực thuận lợi khóa nhập cấp thánh sơ kỳ tầng thứ. Tại Diệp Thần Phong không ngừng dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa thời điểm. Nghiêm thiên giác quả đấm đã oanh kích tầng băng không dưới 100 lần rồi, này tầng băng đem Diệp Thần Phong khí tức cho toàn bộ ngăn cách, cho nên người bên ngoài cảm giác không ra Diệp Thần Phong bất kỳ biến hóa nào. Xa xa quỷ thánh Hoàng Sung Thiên, hắn đang nhìn đến nghiêm thiên giác chậm chạp không phá ra được tầng băng sau đó lông mày của hắn hơi nhíu lại, đi tới nghiêm thiên giác bên cạnh, nói ra, thiếu chủ, không bằng để cho ta và ngươi cùng đi phá tan cái này tầng băng đi. Nghiêm thiên giác vừa vặn mỗi một quyền hầu như đều là dùng hết toàn lực, cho nên giờ khắc này trong cơ thể hắn linh hồn lực tiêu hao vô cùng lớn, hắn không có từ chối quỷ thánh, nói ra, được, chúng ta liền cùng đi phá tan này tầng băng. Ta cũng không tin này tầng băng có thể chống đỡ được hai chúng ta công kích. Nghiêm thiên giác cùng Hoàng Sung Thiên đồng thời để dâng lên trong cơ thể linh hồn lực, hai người đồng thời thi triển ra linh hồn phá, phải biết linh hồn này phá là thiên minh trung đẳng linh hồn chi thuật. Này nghiêm thiên giác cùng Hoàng Sung Thiên đương nhiên cũng là hội thi triển rồi. Tại nghiêm thiên giác cùng Hoàng Sung ngày bàn tay đặt tại trên tầng băng thời điểm, chỉ nghe ầm, ầm, hai tiếng, tầng băng trong nháy mắt bạo liệt ra. Nhìn xem nằm trên đất, nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong, nghiêm thiên giác quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi con rùa đen rút đầu, xuất hiện theo ý ta ngươi vẫn có thể chơi xuất điểm trò gian gì đến. Quỷ thánh Hoàng Sung Thiên hắn luôn cảm giác Diệp Thần Phong người này phi thường quỷ quái, hắn vội vàng nói, thiếu chủ, vẫn là mau chóng giải quyết Diệp Thần Phong đi. Tiểu tử này lá bài tẩy nhưng là một tấm tiếp lấy một tấm a hát. Xa xa Hứa Hồng Văn. Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn biết Diệp Thần Phong trong cơ thể có băng tuyết liên hoa tồn tại, vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần Phong được băng nhốt lại, hơn nữa nghiêm thiên giác không cách nào phá mở tầng băng, này ngược lại là để cho bọn họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng hôm nay nhìn thấy tầng băng được nghiêm thiên giác cùng Hoàng Sung Thiên cho đồng thời phá tan rồi, này lần nữa để cho bọn họ lo lắng đề phòng lên. Nghiêm thiên giác hoàn toàn chưa hề đem quỷ thánh Hoàng Sung ngày lời nói coi là chuyện to tát. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chính là một người nửa chết nửa sống rồi, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bóp chết Diệp Thần Phong, đối với một người như vậy cho dù bày trò đến, chẳng lẽ còn có thể ngược lại đưa hắn nghiêm thiên giác giết đi sao? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, vừa lúc đó, nằm dưới đất Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở ra hai con mắt, từ hắn cặp mắt kia bên trong tránh qua một vệt màu trắng lạnh giá ánh sáng, này tầng băng không phải là được nghiêm thiên giác cùng Hoàng Sung Thiên phá vỡ. Là bị Diệp Thần Phong chính mình cho phá vỡ,
phải biết này vạn năm băng tuyết liên hoa kết ra tầng băng cũng không phải là trưng cho đẹp. Mở to hai con mắt Diệp Thần Phong, thân thể hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, này làm cho Nghiêm Thiên Giác cùng Hoàng Xung Thiên đốn lúc cả kinh, dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau hai bước, này Diệp Thần Phong vai cốt cùng xương bánh chè không phải đều bị đạp vỡ sao? Hắn là làm sao từ dưới đất đứng lên, đầu gối của hắn cốt làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Diệp Thần Phong trên người bị che kín từng tia ý lạnh, này từng tia ý lạnh là đem Diệp Thần Phong linh hồn lực cho che lại. Đi ngang qua ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó Nghiêm Thiên Giác cười lạnh nói, có ý tứ, lúc này mới có ý tứ ma. Bằng không ta nhưng bạch bạch tăng lên tới đế cấp sơ kỳ rồi, Diệp Thần Phong, để cho ta trở lại thật tốt vui đùa một chút ngươi. Nghiêm Thiên Giác, ngươi xác định này thật sự làm có ý tứ. Lát nữa ngươi lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương ra rồi. Trên người tỏa ra từng tia ý lạnh Diệp Thần Phong, hắn tùy ý nhún nhún vai nói ra. Đứng ở Nghiêm Thiên Giác bên cạnh Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên, tuy rằng Diệp Thần Phong trên người hàn khí thập phần quỷ dị, thế nhưng hắn cảm thấy Diệp Thần Phong công việc này quả thực buồn cười, Diệp Thần Phong làm sao có thể sẽ là đế cấp sơ kỳ Nghiêm Thiên Giác đối thủ. Hoàng Xung Thiên quát lạnh, Diệp Thần Phong, ngươi quá không tự lượng sức, thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin. Tự tin của ta bắt nguồn từ thực lực của chính ta. Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên run lên, trên người hàn khí từ từ tiêu tán, tại lạnh khí tiêu tán nháy mắt, oanh. Một tiếng, nhất cổ cực hạn linh hồn lực bỗng nhiên từ trên người hắn phóng lên trời, vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong linh hồn lực cường độ dừng lại tại tôn cấp đỉnh phong, rất nhanh tiến vào cấp thánh sơ kỳ, lại lập tức tiến vào cấp thánh trung kỳ, cuối cùng trực tiếp ngừng lưu tại cấp thánh đỉnh phong. Này cực kỳ cường hãn linh hồn lực hướng về Nghiêm Thiên Giác cùng Hoàng Xung Thiên ép tới, làm cho hai người này là thay đổi sắc mặt, ngực có một loại không nói ra được khó chịu cảm giác, con ngươi chừng lớn dường như đèn lồng giống như lớn nhỏ. Nghiêm Thiên Giác cùng Hoàng Xung Thiên không thể tin được trước mặt cảm nhận được tất cả những thứ này, này Diệp Thần Phong lại đang ngăn ngắn một hồi thời điểm thực lực đột phá đến cấp thánh đỉnh phong. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Chương 1172, 7 tấm bản đồ tập hợp. Từ tôn cấp đỉnh phong ngang qua chọn một cái đại tầng thứ tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong. Điểm này là Diệp Thần Phong cũng không có nghĩ tới, cảm giác trong cơ thể dồi dào vô cùng linh hồn lực, Diệp Thần Phong lúc này là hoàn toàn đem vạn năm băng tuyết liên hoa cho dung hợp, thực lực vừa vặn như thế tấn mãnh tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực chấn động chả cực kỳ không ổn định. Diệp Thần Phong là sợ Nghiêm Thiên Giác đối Lâm Hân Di đám người động thủ, cho nên hắn mới sớm phá phong mà ra, chuẩn bị trước đem Nghiêm Thiên Giác cùng Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên giải quyết. Lại đem trong cơ thể hắn cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực hoàn toàn vững chắc xuống. Diệp Thần Phong tùy ý giãn ra một thoáng cánh tay, ánh mắt hí hành hạ nhìn chằm chằm Nghiêm Thiên Giác cùng Hoàng Xung Thiên, cười nghi vấn đạo, bây giờ còn cho là ta là không tự lượng sức sao? Bây giờ còn cho rằng có thể đem ta đưa đi thấy Diêm Vương ra sao? Bây giờ Diệp Thần Phong cấp thánh đỉnh phong bực này thực lực, giống như là phổ thông đế cấp trung kỳ cao thủ, này Nghiêm Thiên Giác cùng Hoàng Xung Thiên gộp lại cũng hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên đột nhiên hít mũi một cái, tim đập không hăng hái tăng nhanh tốc độ, cặp kia mặt nạ quỷ dưới trong con ngươi tránh qua hai bôi vẻ kinh hoàng, dưới chân hắn bước chân lần thứ hai không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Trên cổ là hầu kết rung động, Diệp Thần Phong đáng sợ sâu đậm chấn động hắn. Phải biết Diệp Thần Phong mới vừa mới lúc đến nơi này, Diệp Thần Phong là phí sức khí lực mới giết chết thi thánh Triệu Vô Cực, vào lúc đó Hoàng Xung Thiên nhưng vẫn là chưa hề đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt, thẳng đến Nghiêm Thiên Giác đến, cục diện hầu như hướng về Nghiêm Thiên Giác nơi này nghiêng về một phía, Diệp Thần Phong bị ngược đãi liền sức đánh trả cũng không có. Này Hoàng Xung Thiên là càng thêm chắc chắn Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Nhưng cho người không nghĩ tới chính là từ trong tầng băng phá phong mà ra Diệp Thần Phong, thực lực dĩ nhiên quỷ dị tăng lên chọn một cái đại tầng thứ, này làm cho Hoàng Xung Thiên cảm giác bây giờ Diệp Thần Phong muốn giết chết hắn, hẳn là phi thường chuyện dễ dàng. Về phần Nghiêm Thiên Giác đã sớm là sững sờ ngay tại chỗ, đầu không ngừng vi vi lay động, trong miệng nói ra, không thể. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Ta Nghiêm Thiên Giác là đế cấp sơ kỳ cao thủ, tự coi như ngươi Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong thì lại làm sao? Ngươi sẽ không là ta Nghiêm Thiên Giác đối thủ, mãi mãi cũng không phải là.
Nghiêm Thiên Giác không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này, bên trong thân thể đế cấp sơ kỳ linh hồn lực tiêu thăng đến cực hạn. Lần nữa liều lĩnh đối Diệp Thần Phong triển khai công kích. Thực lực tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong Diệp Thần Phong, bây giờ dưới cái nhìn của hắn Nghiêm Thiên Giác tốc độ chậm vô cùng, thân thể hắn vi vi một bên, hắn liền tránh qua Nghiêm Thiên Giác quả đấm, trong miệng nói ra tốc độ quá chậm, chỉ sợ ngươi đời này đều là ta bại tướng dưới tay Diệp Thần Phong rồi, ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta có nhảy nhảy cơ hội rồi. Diệp Thần Phong đang trốn mở Nghiêm Thiên Giác công kích thời điểm. Trong cơ thể hắn linh hồn lực đã sớm là áp xúc lên, bàn tay phải thật nhanh đặt tại Nghiêm Thiên Giác trên bụng, miệng quát linh hồn phá. Ầm, một tiếng, nhất cổ cực hạn linh hồn lực xông vào Nghiêm Thiên Giác bên trong thân thể, tiếp lấy. Nghiêm Thiên Giác cái bụng liền hung mãnh nổ tung ra, một cái cự đại lỗ máu xuất hiện Nghiêm Thiên Giác trên bụng, tiên huyết không ngừng từ Nghiêm Thiên Giác trên bụng chảy ra, liền ngay cả Nghiêm Thiên Giác nội tạng đều hiện ra ở trong không khí rồi. Nghiêm Thiên Giác dưới chân bước chân một cái ghế tựa, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn xem trên bụng mình bị phá ra đại lỗ máu, trong miệng hắn mãnh liệt thở hổn hển, biểu lộ dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, miệng quát, Diệp Thần Phong, ta sẽ không thua ngươi. Ta sẽ không thua ngươi. Được rồi, ta cũng không giống như ngươi thích hoan dằn vặt kẻ địch, hiện tại ngươi có thể lên đường. Này Nghiêm Thiên Giác nếu như vừa bắt đầu liền dùng hết toàn lực, e sợ Diệp Thần Phong đã sớm chết ở trên tay hắn rồi, cho nên sinh tử đối chiến trong quá trình nhất định phải mau sớm đem địch nhân đưa xuống địa ngục, bằng không cũng không ai biết trên đường có thể hay không có cái gì bất ngờ phát sinh. Diệp Thần Phong lời nói truyền vào Nghiêm Thiên Giác trong tai sau, Nghiêm Thiên Giác nhất thời là hoảng hồn, trong miệng hắn ru ru thì thầm nói, ta vẫn không thể chết, ta vẫn không thể chết, Diệp Thần Phong, ta còn muốn đem ngươi đạp ở dưới chân, ta còn muốn đem ngươi đạp ở dưới chân đây. Vừa vặn ngông cuồng tự đại đè lên Diệp Thần Phong công kích Nghiêm Thiên Giác, giờ khắc này, hoàn toàn thay đổi một bộ dáng dấp, nơi nào chả có bất kỳ một điểm đế cấp cao thủ phong độ. Mắt thấy Diệp Thần Phong quả đấm cách đầu của mình càng ngày càng gần, Nghiêm Thiên Giác quát ta không cam lòng. Ta không cam lòng a hát, Diệp, một tiếng, Nghiêm Thiên Giác trong cổ họng thanh âm im bặt đi, đầu ở trong không khí bạo liệt ra, tiên huyết cùng óc chất hỗn hợp tung tóe Diệp Thần Phong một tay. Diệp Thần Phong tùy ý vẩy vẩy bàn tay, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quỷ thánh Hoàng Xung Thiên. Được Diệp Thần Phong ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Hoàng Xung Thiên thân chịu áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, hắn liếc nhìn xa xa Lâm Hân Di đám người, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hắn biết chỉ có đem Lâm Hân Di đám người làm con tin, hắn hôm nay mới có thể sống sót rời đi nơi này rồi. Dưới chân hắn bước chân khẽ động, bóng người liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Quỷ này Thánh Hoàng Xung Thiên đối tốc độ của mình vẫn là vô cùng có tự tin. Tại Hoàng Xung Thiên thân ảnh xuất hiện tại Lâm Hân Di đám người trước mặt sau, trong lòng của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, mà khi hắn đem Lý Gỗ Lim từ trên mặt đất bắt lại, xoay người lại thời điểm, Diệp Thần Phong dĩ nhiên biến mất ở trước mắt của hắn, này làm cho hắn âm thầm cảm thấy không lành. Đột nhiên, nhất cổ cảm giác một ngạt xông tới trước mặt. Chính lúc Hoàng Xung Thiên muốn yếu lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Xung Thiên trước mặt, tay phải nhanh chóng vỗ vào Hoàng Xung Ngày trên trán. Diệp Thần Phong trong tay một cái ngân châm là trực tiếp chui vào Hoàng Xung Ngày trong đầu. Này Hoàng Trung Thiên mắt mở thật to, trong ánh mắt hoàn toàn hào vô sinh cơ rồi, có thể nói này Hoàng Xung Thiên là bị Diệp Thần Phong một đòn mất mạng, nói liên tục câu di ngôn cơ hội cũng không có. Diệp Thần Phong như ý tay vịn chặt Lý Gỗ Lim. Đem Lý Gỗ Lim trên người huyệt đạo giải khai, sau đó, hắn lại giúp Lâm Hân Di cùng Hứa Hồng Văn cũng mở ra huyệt đạo, đang mở ra huyệt đạo sau đó Diệp Thần Phong tại quỷ thánh Hoàng Xung Thiên trên người tìm tòi lên, hắn thuận lợi tại Hoàng Xung Thiên trên người tìm tới một tờ bản đồ. Về phần thi thánh Triệu Vô Cực, thân thể của hắn sớm đã bị phá hủy, bản đồ này là lấy đặc thù chất liệu chế tác mà thành, cho dù thân thể bị hủy, bản đồ này cũng hẳn sẽ không bị hủy, bất quá. Diệp Thần Phong tại đây trên đất trống cũng không nhìn thấy có bản đồ giải rác, thế là, Diệp Thần Phong suy đoán thi thánh Triệu Vô Cực bản đồ rất có thể không có thả ở trên người, hắn liếc nhìn trước mặt cái kia một tòa hai tầng lầu cao phòng ở, đối với Lý Gỗ Lim đám người nói, thi thánh trên người bản đồ rất có thể tại trong phòng. Các ngươi tiến vào siêu tầm một chút đi, ta còn muốn củng cố một cái thực lực của ta. Nói xong, Diệp Thần Phong liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Bắt đầu củng cố trong cơ thể cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực rồi. Hứa Hồng Văn,
Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di ba người này, bọn hắn căn bản vẫn không có từ trong khiếp sợ phản ứng lại, này Diệp Thần Phong đột nhiên đem thực lực tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong. Đột nhiên giết chết Nghiêm Thiên Giác, đột nhiên giết chết Hoàng Sung Thiên, tất cả những thứ này hết thảy đều để ba người bọn hắn là trố mắt ngoác mồm. Nhìn xem ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, Lý Gỗ Lim cười khổ lắc lắc đầu, nói ra, Hồng Văn, tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là đi theo Diệp Thiếu đến đả tương du? Từ đầu tới cuối căn bản là không có ba người chúng ta chuyện gì a hát. Cấp thánh đỉnh phong, không nghĩ tới Diệp Thiếu nhanh như vậy liền tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong. Hứa Hồng Văn là tự mình lẩm bẩm, hắn đã đến bây giờ cũng là mới cấp thánh trung kỳ tầng thứ, không nghĩ tới Diệp Thần Phong lập tức liền đã vượt qua bọn hắn. Lâm Hân Di đôi mắt đẹp là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lâm Hân Di nói ra, Hứa Thúc, Lý Thúc, các ngươi đi trong phòng tìm bản đồ đi. Ta ở nơi này trông coi Diệp Thần Phong. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim gật gật đầu liền đi vào thi thánh triệu vô cực trong phòng, ước chừng nửa giờ sau, Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim từ trong phòng đi ra, đồng thời Hứa Hồng Văn trong tay cầm một tờ bản đồ. Hắn đối với Lâm Hân Di nói ra, thì thánh triệu vô cực bản đồ tìm tới, quả nhiên là tại trong phòng này, bây giờ 7 tấm bản đồ đều tìm đủ, chúng ta có thể đối với thiên minh tam đế động thủ. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong nhanh như vậy tốc độ phát triển sau, Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim đối với diệt trừ thiên minh sự tình là tự tin tràn đầy, bọn hắn thậm chí tin tưởng không tốn thời gian dài, Diệp Thần Phong tự có khả năng bước vào thần cấp tầng thứ. Mà thần cấp đối với bọn hắn tới nói, có thể là cả đời cũng không cách nào bước vào đẳng cấp. Chương 1173, đã đến kinh thành có bọn hắn đẹp mắt. 7 tấm bản đồ kim bộ tập hợp. Diệp Thần Phong cũng đem trong thân thể cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực hoàn toàn củng cố. Lần này Diệp Thần Phong bọn hắn ngồi máy bay hồi kinh thành sự tình, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng bọn người là biết rồi. Ai biết máy bay lại nửa đường thay đổi đường biển đáp xuống này núi Thây Thiên Đường rồi, chuyện lớn như vậy, e sợ cách xa ở kinh thành Diệp lão gia tử đám người cũng biết. Thế là, Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái điện thoại di động, này núi Thây Thiên Đường cơ hồ là không có bất kỳ tín hiệu, bất quá, Diệp Thần Phong cái này điện thoại là Diệp lão gia tử đưa cho hắn, cái này điện thoại chính là một cái nào đó ngành đặc biệt chuyên dùng di động, mặc kệ tại cái gì hẻo lánh địa phương. Cũng là có thể thông qua vệ tinh gọi xuất điện thoại. Làm Diệp Thần Phong mới vừa mới mở ra điện thoại, vừa vặn điện thoại di động của hắn liền chấn động lên, Diệp Thần Phong vừa nhìn là gia gia của mình Diệp Trấn Hồng đánh tới, lập tức liền nhấn xuống chuyển được khóa, trong điện thoại truyền đến Diệp lão gia tử thanh âm lo lắng, Thần Phong, các ngươi không có sao chứ? Ta vừa vặn nhận được tin tức, nghe nói một chiếc bay đi kinh thành máy bay tạm thời thay đổi đường biển rồi. Có phải hay không là các ngươi cưỡi chiếc phi cơ kia? Diệp Thần Phong hồi đáp, ra ra, chúng ta đều không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không cần căn dặn ban ngành liên quan rồi, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, như vậy chúng ta nên rất nhanh có thể đủ tiếp tục làm máy bay trở về kinh thành sân bay rồi. Bên đầu điện thoại kia Diệp lão gia tử khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn này mới an tâm xuống, nói ra, như vậy cũng tốt. Thần Phong, chúng ta ở phi trường chờ ngươi trở về. Ra ra, ngươi nên sẽ không nói cho ta, lần này các ngươi lại là một đám người tới đón cơ a. Không cần khiến cho lộ liễu như vậy, Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ nói. Được rồi, Thần Phong, chúng ta tự do đúng mực, lại nói những cái này lão đầu tử vừa nghe nói ngươi phải quay về, bọn hắn đều đề nghị muốn tới nhận điện thoại, chờ ngươi trở về chúng ta ông cháu hai lại cẩn thận tâm sự đi. Nói xong câu đó, bên đầu điện thoại kia Diệp Trấn Hồng liền cúp điện thoại. Kinh thành phi trường quốc tế bên ngoài. Một chiếc gia trường bản hồng kỳ xe con là cực kỳ làm người khác chú ý. Tại đây chiếc hồng kỳ xe con chu vi đứng đầy từng cái cầm trong tay hỏa lực võ khí binh sĩ. Những binh sĩ này thời khắc chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay dùng này cũng có thể thấy được ngồi ở hồng kỳ trong ghế xe tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Phiên bản dài hồng kỳ xe con nhiễm. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng. Vũ lão gia tử Vũ An Quốc, Bạch lão gia tử Trắng Hồng Phương, Dư lão gia tử Dư Năm được mùa cùng Dương lão gia tử Dương Viễn đều tại, bọn hắn từng cái trên mặt đều là cười ha hả, vừa vặn trong điện thoại đối thoại một cái chúng lão gia tử đều là nghe được, Vũ An Quốc cười nói Thần Phong tiểu tử này liền là ưa thích điệu thấp, nếu như đổi lại kinh thành cái khác những kia thằng nhóc con,
biết được chúng ta những lão già này muốn tới nhận điện thoại, bọn hắn nhất định phải vui mừng. Bất quá, tại toàn bộ Hoa Hạ quốc cũng chỉ có Thần Phong có thể làm cho chúng ta những lão già này tâm cam tình nguyện ở phi trường bên ngoài chờ rồi. Dư lão gia tử Dư Năm được mùa cũng thở dài, nói ra, nếu như như Thần Phong ưu tú như vậy thanh niên lại nhiều hơn chút cái kia thì tốt biết bao a hát. Bạch lão gia tử trắng hồng phương bĩu môi nói ra, lão Dư, ngươi cũng đừng có nằm mộng ban ngày rồi, Thần Phong đã không thể đủ xưng là ưu tú, ta có thể 100% mà nói như Thần Phong như thế yêu nghiệt người, đây tuyệt đối là không thể phục chế. Tại một đám lão gia tử bầu không khí hòa hợp nói chuyện trời đất, núi thây thiên đường bên trong. Diệp Thần Phong tại nghe trong điện thoại truyền đến tút 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 bể bộn âm sau, hắn liền đưa điện thoại di động thả lại rồi. Trong túi đối với Hứa Hồng Văn đám người nói, Hứa Thúc, chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Ta nghĩ ban ngành liên quan người cũng đã chạy tới nơi này rồi, máy bay rất nhanh có thể đủ một lần nữa bay lên. Chính như Diệp Thần Phong nói như vậy, núi thây thiên đường rừng cây trung ương. Tại Diệp Thần Phong đem Triệu Vô Cực giết chết thời điểm, dù đáng ở phi cơ chung quanh zombie cũng toàn bộ nổ đầu mà chết, giờ khắc này, một nhóm lớn cầm trong tay hỏa lực võ khí binh sĩ xuất hiện tại đây xem đến mặt đất thượng cái kia từng bộ thi thể không đầu, những binh sĩ này cũng đồng dạng là dồn dập thay đổi sắc mặt. Về phần trốn ở phi cơ thượng Quách Nguyên, Lịch Sử Kỳ cùng Chu Hiểu Mỹ đám người, bọn hắn đang nhìn đến nhóm lớn binh sĩ sau khi xuất hiện, bọn hắn cũng ngay đầu tiên đi máy bay hạ cánh. Bởi núi thây thiên đường không có tín hiệu, ở nơi này phổ thông điện thoại căn bản gọi không ra điện thoại, Quách Nguyên lại đi sau khi xuống phi cơ, hắn lập tức hướng về binh sĩ nói ra thân phận của mình, đồng thời hướng về binh sĩ cho mượn một cái đặc thù thông tin thiết bị, tiếp lấy hắn lập tức bấm một số điện thoại. Tại điện thoại tiếp thông biết sau, hắn cực kỳ nịnh nọt gọi một tiếng, Chu Thúc Thúc. Bên đầu điện thoại kia Quách Nguyên khẩu bên trong Chu Thúc Thúc tên là Chu Xuân Hoa. Bây giờ vừa lúc ở kinh thành phát triển, hiện tại nhậm chức địa phương Mỗ võ trang bộ bộ trưởng, tuần này Xuân Hoa cùng phụ thân của Quách Nguyên xem như là nhiều năm bạn tốt, đang kêu một tiếng Chu Thúc Thúc sau, Quách Nguyên lại đem phát sinh ở trên người hắn sự tình cực kỳ khuếch đại một lần, cuối cùng lại cường điệu, Chu Thúc Thúc, ta xem chuyện lần này tuyệt đối cùng tiểu tử này không tránh khỏi có quan hệ, tiểu tử này suýt chút nữa làm hại chúng ta trên phi cơ người toàn bộ tử vong. Chu Thúc Thúc ngài nhất định phải làm chủ cho ta a hát. Tiểu Nguyên, nếu như sự tình thật sự như ngươi nói như vậy, Chu Thúc Thúc ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ, ta hiện tại liền lập tức đi hướng kinh thành phi trường quốc tế, ta ở phi trường bên ngoài chờ ngươi. Bên đầu điện thoại kia Chu Xuân Hoa nói ra. Khi chiếm được Chu Xuân Hoa trả lời sau đó Quách Nguyên trên mặt tất cả đều là nụ cười đắc ý, bất quá, nhìn thấy đầy đất thi thể không đầu, này làm cho sắc mặt hắn vẫn còn có chút vi vi trắng bệch. Quách Nguyên đi trở về Lịch Sử Kỳ bên cạnh. Nói ra, Lịch Sử Kỳ, sự tình đều làm tốt rồi, hoặc là bọn hắn không nên quay lại rồi, chỉ phải quay về tung khiến thân thủ của bọn họ có như thế nào tuyệt vời, chỉ cần trở về kinh thành, liền có bọn hắn đẹp mắt. Lịch Sử Kỳ cũng không nghi ngờ Quách Nguyên năng lượng, phải biết phụ thân của Quách Nguyên giao thiệp vẫn là vô cùng rộng đích, tại mới đầu lo lắng qua đi, hắn cũng đồng ý Quách Nguyên cách nhìn, gật đầu nói, Quách Nguyên, nếu muốn làm, như vậy chúng ta thẳng thắn xông muốn làm tuyệt. Tuyệt đối không thể để bốn người kia còn sống, đến vào trong đó người phụ nữ kia, chúng ta đúng là có thể trước tiên hưởng thụ một phen. Quách Nguyên cũng cười nói, Lịch Sử Kỳ, ta cũng vừa hay là ý này, người phụ nữ kia trên mặt lạnh như băng, như nữ nhân như vậy mới là cực phẩm a hát. Nếu như người phụ nữ kia thức thời, như vậy chúng ta đúng là có thể tha cho nàng một mạng, bực này sắc đẹp mỹ nữ, ta Quách Nguyên vẫn đúng là không đành lòng không thương hương tiếc ngọc đây. Tại Quách Nguyên đám người dương dương đắc ý thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bọn hắn cũng về tới núi thây thiên đường trung ương, bởi Diệp lão gia tử biết được Diệp Thần Phong không sao rồi, hắn cũng không có dặn dò người phía dưới làm những gì rồi, cho nên ở đây những binh sĩ này là không nhận ra Diệp Thần Phong. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong bọn hắn xuất hiện ở đây sau đó lập tức có hai tên lính tới vặn hỏi một phen, Diệp Thần Phong biết đây là binh sĩ theo lệ công tác, hắn cũng là hết sức phối hợp. Tại đơn giản trả lời vài câu sau đó cái kia hai tên lính tự ly khai rồi. Mà cách đó không xa Quách Nguyên đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong đoàn người xuất hiện sau đó Quách Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, bất quá, hắn cũng không có làm chàng tức giận, vừa đến hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong,
hai tới nơi này binh sĩ không nghe chỉ huy của hắn, hắn chỉ có đem cơn giận này nhẫn đến kinh thành lại phát tiết ra ngoài rồi. Ước chừng gần 10 phút sau, một tên dẫn đầu binh sĩ, hắng giọng một cái quát, các ngươi có thể một lần nữa ngồi lên phi cơ rồi, chúng ta lần này dẫn theo một tên phi công lại đây, hơn nữa máy bay chúng ta cũng kiểm tra rồi một lần, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chỗ dùng các ngươi vẫn cứ có thể bay thẳng kinh thành phi trường quốc tế, dọc theo con đường này chúng ta sẽ an bài 20 tên lính bảo vệ các ngươi, dùng này đến phòng ngừa lại có thêm hắn bất ngờ phát sinh. Khi nghe đến máy bay có thể một lần nữa cất cánh sau, Quách Nguyên đám người là lập tức đi lên máy bay, tại Quách Nguyên đám người đi lên phi cơ sau đó tên kia dẫn đầu binh sĩ, hắn một mực hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tại nhìn chăm chú tốt sau một hồi lâu, hắn rốt cục vẫn là đi lên, ngữ khí thập phần hòa hoãn mà hỏi, xin hỏi ngươi là Diệp Thần Phong Diệp thiếu sao? Diệp Thần Phong cũng không có phủ nhận, nghi ngờ gật gật đầu, nói ra ta là Diệp Thần Phong, ngươi là... Ngươi đúng là Diệp Thiếu. Lúc trước tập thành bộ đội đặc chủng trao đổi thi đấu thời điểm, ta cũng may mắn đi quan sát qua, Diệp Thiếu người của ngài tay đúng là để cho ta bội phục không thôi a hát. Còn có Diệp Thiếu ngài khai sáng gió vệ đội, bây giờ khắp nơi đều là vang dội đó a. Rất nhiều người chen vỡ đầu cũng không chen vào được. Tên này dẫn đầu binh sĩ một mặt sùng kính nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Đúng rồi, Diệp Thiếu, đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Tôn Dương. Người có thể gọi ta Tiểu Dương. Tôn Dương trên mặt lộ ra cười khúc khích, thân đi đâu còn có một chút binh sĩ bộ dáng, giống như là ở gia trưởng trước mặt tiểu hài tử. Bất quá, đã đi lên phi cơ Quách Nguyên đám người là không nhìn thấy tình cảnh này rồi, bằng không bọn hắn trống trơn từ tình cảnh này thượng, chỉ sợ bọn họ cũng có thể nhìn ra Diệp Thần Phong cũng không phải tiện tay có thể nắm quả hồng mềm rồi. Chương 1174, trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Quách Nguyên, Lịch Sử Kỳ cùng Chu Hiểu Mỹ đám người, bọn hắn nhưng vẫn là ngồi ở khoang hạng nhất bên trong. Mà Diệp Thần Phong đám người thì là không có đi khoang hạng nhất tham gia náo nhiệt, Diệp Thần Phong bọn hắn lựa chọn ngồi ở trong khoang phổ thông. Này Tôn Dương khi biết thân phận của Diệp Thần Phong sau đó hắn là tự mình mang theo 19 tên lính lên máy bay, đồng dạng máy bay cũng đang 5 phút đồng hồ trước đó bay lên. Đi theo Tôn Dương lên máy bay 19 tên khác binh sĩ. Bọn hắn từ Tôn Dương trong miệng biết được thân phận của Diệp Thần Phong sau, bọn hắn từng cái cũng đúng Diệp Thần Phong lộ ra sùng kính ánh mắt, Tôn Dương cung kính mà hỏi, Diệp Thiếu, ngài xem ta có thể hay không đủ gia nhập ngài gió vệ đội. Cháu ta Dương tuyệt đối là không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể để cho ta gia nhập ngài gió vệ đội, ta bất kỳ gian khổ huấn luyện đều tiếp tục kiên trì được. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, chỉ cần thân phận của ngươi trải qua xét duyệt không có bất cứ vấn đề gì. Còn ngươi nữa có thể thông qua gia nhập gió vệ đội thử thách, như vậy gió vệ đội bất cứ lúc nào đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó 19 tên khác binh sĩ cũng biến thành nhao nhao muốn thử lên, từng cái bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói ra, Diệp Thiếu, chúng ta cũng có thể gia nhập sao? Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, chỉ muốn thông qua thử thách, các ngươi đều có thể gia nhập. Tôn Dương là hít sâu một hơi. Bình phục thoáng một chút tâm tình nói ra, Diệp Thiếu, lần này cùng ngươi đồng thời trở lại kinh thành, chúng ta có thể hay không lập tức tiếp thu gió vệ đội thử thách? Có thể, Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Quách Nguyên, Lịch Sử Kỳ cùng Chu Hiểu Mỹ ba người này, bọn họ là đi vào khoang phổ thông, nhìn xem những binh sĩ này không có ngồi vào khoang hạng nhất đi, Quách Nguyên đám người cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Trái lại Quách Nguyên cho rằng hiện tại có những binh sĩ này ở đây, Diệp Thần Phong nên không dám bắt bọn họ làm sao được rồi. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi có phần thân thủ là có thể như vậy chảnh rồi, ngươi có biết hay không, chết, chữ là làm sao viết. Phàm là đắc tội ta Quách Nguyên người toàn bộ không có kết quả tốt, nếu như ngươi bây giờ cho ta dập đầu xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ làm cho ngươi nếm chút khổ sở. Ngươi thấy thế nào? Quách Nguyên chỉ cao khí ngang nói ra. Tiểu tử, có lúc nên cúi đầu thời điểm liền muốn cúi đầu, lẽ nào ngươi cho rằng thân thủ tốt là có thể đả biến thiên hạ sao? Đáng tiếc là thân thủ được, không bằng sinh được, chúng ta năng lượng sau lưng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Lịch Sử Kỳ cũng gấp bận bịu phụ họa nói. Về phần Chu Hiểu Mỹ nhưng là một mặt xem thường, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần chống đỡ một chút đạt kinh thành sân bay.
Diệp Thần Phong bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quả ngon để ăn được rồi, người khinh thường nói, một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa. Nghe xong Quách Nguyên đám người liên tiếp lời nói, Diệp Thần Phong trên mặt đúng là không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, mà Tôn Dương các loại một bọn binh lính nhưng là không làm nữa, phải biết Diệp Thần Phong là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, là trong lòng bọn họ sùng bái nhất người. Sao có thể đủ khiến những này ngớ ngẩn nhục nhã? Chính lúc Tôn Dương đám người muốn đứng lên cho Quách Nguyên bọn hắn dừng lại giáo huấn thời điểm, Diệp Thần Phong cho bọn họ nháy mắt, này làm cho Quách Nguyên đám người lần thứ hai đem tức giận trong lòng đè ép trở lại. Nhìn thấy Diệp Thần Phong không có để ý đến mình ý tứ, Quách Nguyên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngu vãi cả L, ta xem ngươi vẫn có thể trang khóc tới khi nào. Nói xong Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ đám người hướng về khoang hạng nhất đi đến. Tại Quách Nguyên đám người sau khi rời đi, Tôn Dương vội vàng nổi giận đùng đùng hỏi, Diệp Thiếu. Ngươi vừa vặn làm sao không cho ta giáo huấn bọn hắn? Diệp Thần Phong tùy ý nói ra, bọn hắn đối với ta mà nói chỉ là mấy con kiến nhỏ mà thôi, trên thế giới con kiến nhiều như vậy, nếu như gặp phải vài con đã nổi giận, chỉ sợ ta sớm cũng sẽ bị tức chết rồi, làm một cái cường giả, dưỡng khí công phu cũng nhất định muốn về đến nhà, phải đem trong lòng cái cỗ này hỏa khí khống chế thỏa đáng. Thế nhưng, nếu như nên có chút con kiến nhỏ quá đáng muốn bỏ đến trên người ngươi lúc, đây cũng không phải là dạy dỗ một trận đơn giản như vậy, ngươi có thể trực tiếp đem bọn họ ép chết. Ở phi cơ thượng động thủ chỉ biết làm ô uế máy bay mà thôi. Tôn Dương đám người nghe được Diệp Thần Phong này một lời nói sau, bọn họ là hung hăng gật đầu, đối Diệp Thần Phong sùng kính là càng cao hơn rồi, Tôn Dương tức giận từ từ biến mất rồi, cười khúc khích chào cái đầu. Nói ra, Diệp Thiếu, ngài nói lời nói này có đạo lý, ta sẽ một mực nhớ. Ngược lại, Tôn Dương rồi hướng 19 tên lính, nói ra các ngươi cũng cho ta một mực nhớ kỹ Diệp Thiếu lời nói này. Đối với cái này Diệp Thần Phong chỉ có thể im lặng lắc đầu rồi, lời nói này hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như thế mà thôi. Sau một tiếng, kinh thành phi trường quốc tế bên ngoài, Chu Xuân Hoa mang theo chừng 10 tên cảnh sát vũ trang xuất hiện tại đây, làm hắn nhìn thấy một nhóm lớn trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, cùng với kia chiếc xe bản dài bản hồng kỳ xe con lúc, trên mặt hắn lập tức lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, một mực cung kính hướng về cái kia một bọn binh lính đi tới. Nói rõ thân phận của mình, để một tên trong đó binh sĩ đi thông báo một tiếng. Rất nhanh, hồng kỳ xe con cửa xe liền mở ra, một bọn binh lính cho Chu Xuân Hoa nhường ra một con đường. Chu Xuân Hoa đang nhìn đến xe con người các vị lão ra sau, hắn lập tức cung kính chào một cái, đồng thời thăm hỏi một tiếng. Tiểu Chu, người tại sao lại ở chỗ này? Tuần này Xuân Hoa từng ở Vũ An Quốc dưới tay trải qua một trận, cho nên Vũ An Quốc đối Chu Xuân Hoa vẫn là hiểu rất rõ. Chu Xuân Hoa thành thật trả lời, ta là tới nơi này tiếp một vị bằng hữu nhi tử, đồng thời nghe nói một khung máy bay tạm thời cải biến đường biển, nghe ta vị bằng hữu này chất tử nói, hắn đã biết kẻ cầm đầu rồi, hơn nữa tên này kẻ cầm đầu cũng đang trên chiếc phi cơ này, ta thuận tiện dẫn người đến đem tên kia kẻ cầm đầu lùng bắt dưới. Vừa vặn Diệp Trấn Hồng cho Diệp Thần Phong gọi điện thoại, Diệp Trấn Hồng không hỏi rõ ràng chi tiết tình huống, cho nên Vũ An Quốc cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng về Chu Xuân Hoa phất phất tay, nói ra, người đi giúp người chính mình sự tình đi. Chúng ta cũng là đến sân bay tiếp người. Nghe vậy, Chu Xuân Hoa một trận ngạc nhiên, từ từ thối lui ra khỏi chu vi binh sĩ phạm vi bên trong, hắn không biết là người nào mới có thể khiến những này lão gia tử cùng một chỗ ra tay. Lại qua nửa giờ, một khung máy bay vững vàng rơi xuống kinh thành phi trường quốc tế. Ở phi cơ hạ xuống sau đó Quách Nguyên, Lịch Sử Kỳ cùng Chu Hiểu Mỹ các loại cả đám là không kịp chờ đợi trước tiên đi xuống, Diệp Thần Phong đám người là không nhanh không chậm đi máy bay hạ cánh. Quách Nguyên đang đi ra sân bay nhìn thấy Chu Xuân Hoa cùng với Chu Xuân Hoa bên người chừng 10 tên cảnh sát vũ trang lúc, trên mặt của hắn lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, quay đầu về Diệp Thần Phong đám người nói, Diệp Thần Phong, lúc này ngươi nhất định phải chết, xem ta chờ sẽ như thế nào trừng trị ngươi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tôn Dương, nói ra, Diệp Thiếu, hiện tại cũng không dùng nhìn chứ. Hiện tại cũng sẽ không làm bẩn máy bay rồi. Diệp Thần Phong gật đầu cười, nói ra, này mấy con kiến cũng nhảy nhảy quá vui mừng rồi. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Tôn Dương cùng 19 tên khác binh sĩ nụ cười trên mặt trán thả lỏng đến.
Tôn Dương nói ra, các anh em, các ngươi còn chờ cái gì? Tôn Dương cùng 19 tên lính nhanh chóng hướng về Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ vào tới, đầu tiên trực tiếp đối Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ dừng lại ra sức đánh. Tôn Dương miệng quát, các ngươi những này ngớ ngẩn, các ngươi quả thực là đầu óc nước vào rồi, liền Diệp Thiếu cũng dám nhục mạ. Theo Tôn Dương, cho dù Quách Nguyên đám người có phần thân phận thì lại làm sao? Thân phận của bọn họ có thể rất lớn qua Diệp Thiếu sao? Diệp Thiếu nhưng là kinh thành thứ thiệt thái tử gia. Chu Hiểu Mỹ cùng với khác người, bọn họ là được Tôn Dương đám người hành vi cho giật mình, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, Chu Hiểu Mỹ quát, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi làm cái gì vậy? Xa xa Chu Xuân Hoa cũng nhìn thấy Quách Nguyên, đang nhìn đến Quách Nguyên bị đánh, Chu Xuân Hoa vội vàng tiểu chạy tới, bị đánh Quách Nguyên nhìn thấy Chu Xuân Hoa tại chạy sau đó đi tới. Hắn đem hô, Chu thúc thúc, cứu ta, cứu ta, những người này khẳng định cũng là cùng tiểu tử kia cùng nhau. Quách Nguyên bị đánh đã không cố được nhiều như vậy, trong miệng là tùy tiện mò mẫm. Nơi xa ngồi ở Hồng Kỳ trong ghế xe Diệp Lão Gia Tử cùng Dư Lão Gia Tử đám người cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, Diệp Lão Gia Tử mấy người cũng đi xuống xe, tại một bọn binh lính hộ tống dưới. Bọn hắn cũng hướng về Diệp Thần Phong phương hướng đi đến. Ngừng tay, các người đây là đang làm gì? Chu Xuân Hoa mở miệng quát lên. Tôn Dương đám người này mới thỏa mãn ngừng lại, mà bị đánh như một đầu heo tựa như Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ. Hai người bọn họ chiến nguy nguy từ trên mặt đất đứng lên, Quách Nguyên chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra, Chu thúc thúc, đều là người này, tất cả mọi chuyện đều là người này làm. Chu Xuân Hoa cảm giác Diệp Thần Phong dáng dấp có phần quen thuộc, này làm cho lông mày của hắn là nhíu lại, lần sau hắn lại nhìn thấy một đám lão gia tử tại hướng về này vừa đi tới rồi. Thân thể của hắn đột nhiên run lên một cái, trong đầu linh quang lóe lên, này, đây là Diệp lão gia tử cháu trai Diệp Thiếu. Liên quan với Diệp Thần Phong sự tích đã sớm ở kinh thành lưu truyền sôi sùng sục được rồi, bây giờ Diệp Thần Phong nghiễm nhiên là kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ nhất, những này lão gia tử nhất định là tới đón Diệp Thần Phong, này làm cho Chu Xuân Hoa sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Nhìn xem sưng mặt sưng mũi Quách Nguyên là một mặt căm ghét, mà này Quách Nguyên trên mặt vào lúc này vẫn còn lộ ra một vệt nụ cười đến, này làm cho Chu Xuân Hoa là càng cho hơi vào hơn rồi, trực tiếp một cước đá vào Quách Nguyên trên bụng. Quát, ngươi cái không có mắt đồ vật, có ngươi như thế chỉ vào Diệp Thiếu đấy sao? Mà ngay tại lúc này, Diệp lão gia tử các loại cả đám cũng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, dồn dập cười cùng Diệp Thần Phong chào hỏi, đồng dạng nhìn về phía Quách Nguyên một nhóm người thời điểm, Diệp lão gia tử các loại cả đám cũng dồn dập nhíu mày đến. Trên bụng được đạp một cước Quách Nguyên, hắn chính mơ hồ đây. Đột nhiên nhìn thấy này từng cái chỉ có tại Tân Văn Thượng mới có thể nhìn đến mặt. Hơn nữa những này lão gia tử đều là cùng Diệp Thần Phong vừa nói vừa cười, Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ đám người là triệt để sợ ngây người, chân cái kế tiếp không đứng vững, đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất, trong đũng quần không khỏi chảy ra chất lỏng màu vàng đến. Diệp Thần Phong liếc nhìn Quách Nguyên đám người, khom người nói, vừa nãy các ngươi có câu lời nói không sai, thân thủ rất như có được, đã quên nói cho các ngươi biết, ta là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong. Tiếp lấy Diệp Thần Phong rồi hướng Chu Xuân Hoa nói ra, đem chuyện nơi đây xử lý, thuận tiện lại để cho ban ngành liên quan thanh những người này của cải tra một chút, không nên nỗ lực làm việc thiên tư, bằng không người biết kết quả chứ. Một đám lão gia tử chả muốn hỏi gì, Diệp Thần Phong không muốn tại đám rác rưởi này trên người lãng phí thời gian, hắn thuận miệng nói ra, được rồi, các vị lão gia, chúng ta vừa đi vừa nói. Tại Diệp Thần Phong đám người và một đám lão gia tử sau khi rời đi. Chu Xuân Hoa thầm kêu suối quẩy, đối với co quắp ngồi dưới đất Quách Nguyên, lạnh nói các ngươi đắc tội ai không tốt. Một mực phải đắc tội Diệp Thiếu, các ngươi ở đây những người này đều nhớ cho kỹ, nếu như nhà các ngươi sạch sẽ cũng vẫn được, nếu như không sạch sẽ, các ngươi tự đợi đến trừng phạt đi. Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ một nhóm người đã sớm là sợ đến ngây dại, đồng dạng bọn hắn cũng biết thân phận của Diệp Thần Phong. Bắt bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận cùng thân phận của Diệp Thần Phong so với, đây quả thực là một chuyện cười, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong ở giữa chênh lệch là trời cùng đất ở giữa khoảng cách, Diệp Thần Phong nhưng là thứ thiệt kinh thành thái tử gia. Chương 1175, máy bay trực thăng giống như tăng lên. Đế cấp, này Quách Nguyên cùng Lịch Sử Kỳ đám người sự tình, đối với Diệp Thần Phong tới nói chỉ là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm mà thôi.
như tiểu nhân vật như vậy Diệp Thần Phong căn bản không có để ở trong lòng. Diệp Thần Phong cùng một đám lão gia tử đồng thời ngồi lên rồi Hồng Kỳ xe con, về phần Lâm Hân Di, Lý Gỗ Linh cùng Hứa Hồng Văn ba người này, bọn hắn nhưng là ngồi lên rồi một khác chiếc xe con. Tại Hồng Kỳ bài xe con chậm rãi khởi động sau đó bên trong xe một đám lão gia tử là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ Diệp Thần Phong chỉ có thể cùng những này lão gia tử nói một lần. Hắn mấy ngày này chuyện đã xảy ra, những này lão gia tử mỗi một cái đều là nghe được tụ tinh hội thần. Hơn một giờ sau, Hồng Kỳ bài xe con là chậm rãi lái vào phòng vệ doanh bên trong, mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại một đám nữ nhân đã sớm tại phòng vệ doanh chờ ở trong, đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi xuống xe sau đó Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người, các nàng lập tức tụ họp tới đối Diệp Thần Phong một trận hỏi han ân cần. Đang cùng Tôn Mỹ Cầm đám người hàn huyên vài câu sau đó Diệp Thần Phong liền đi tới Diệp Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng đám người trước mặt, Lâm Khang Thắng tại cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực đã tại cấp thánh đỉnh phong tầng thứ sau, hắn trong con ngươi lộ ra không dám tin vẻ mặt, rõ ràng rời đi kinh thành thời điểm, Diệp Thần Phong mới chỉ là tôn cấp đỉnh phong thực lực, lần này trở về làm sao tiêu thăng đến cấp thánh đỉnh phong. Thần Phong, thực lực của ngươi tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong. Lâm Khang Thắng không khỏi nghi vấn đạo. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, đúng, hôm nay mới vừa vặn đột phá đến cấp thánh đỉnh phong. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó đứng ở Lâm Khang Thắng bên cạnh Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn từng cái là không bình tĩnh rồi. Trình Đại Hổ hỏi, Thần Phong, lần này các ngươi ở bên ngoài phải hay không lại có kỳ ngộ? Sớm biết ta cũng cùng đi rồi. Đang lúc này, Lý Gỗ Lim, Hứa Hồng Văn cùng Lâm Hân Di cũng đi tới, Hứa Hồng Văn nói ra, Đại Hổ, lần này chúng ta bốn người xuất đi nơi nào có kỳ ngộ gì? Có mấy lần còn thiếu chút nữa thật sự muốn chết rồi, mượn chuyện ngày hôm nay tới nói đi. Nếu không phải Diệp thiếu một hơi từ tôn cấp đỉnh phong tăng lên tới cấp thánh đỉnh phong, sợ là chúng ta là muốn chết ở Nghiêm Thiên Giác cùng Quỷ Thánh trong tay rồi, bất quá, cuối cùng, Nghiêm Thiên Giác, Quỷ Thánh cùng Thi Thánh đều bị Diệp thiếu giải quyết. Bảy tấm bản đồ chúng ta cũng đều gọp đủ. Nghe vậy, Lâm Khang Thắng là hơi sững sờ, tại sững sờ quá rồi sau đó con ngươi của hắn đột nhiên phóng to, ngạc nhiên tiếng là bật thốt lên, cái gì? Hồng Văn, ngươi nói Thần Phong là hôm nay một lần từ tôn cấp đỉnh phong đột phá đến cấp thánh đỉnh phong. Này, này tốc độ tăng lên. Về phần một bên Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn chỉ có một mực cười khổ phần rồi. Nhớ rõ lúc trước bọn hắn mới vừa quen Diệp Thần Phong thời điểm, tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực cũng rất mạnh, nhưng cùng bọn họ đều tại sàn sàn với nhau, nhưng mới qua thời gian bao lâu. Bọn họ là được Diệp Thần Phong càng vung việt viễn, càng vung càng xa, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng không đuổi kịp Diệp Thần Phong bước tiến rồi. Diệp Thần Phong đem trong không gian giới chỉ bảy tấm bản đồ lấy ra, đưa cho Lâm Khang Thắng, nói ra, dừng phó minh chủ. Người đem bản đồ này nhiều photocopy suốt vài phần đến, ta khả năng yếu bế quan tu luyện mấy ngày. Lâm Khang Thắng nhận lấy Diệp Thần Phong đưa tới 7 tấm bản đồ, hắn bây giờ đã không biết nên nói cái gì. Nhớ tới Thiên Minh 10 tôn là Diệp Thần Phong giải quyết. Thiên Minh Ngũ Thánh lại là được Diệp Thần Phong giải quyết, thật giống từ đầu tới cuối đều không có bọn hắn diệt Thiên Minh chuyện gì. Hiện tại Lâm Khang Thắng hầu như hoài nghi, hay là không có bọn hắn diệt Thiên Minh này cỗ trợ lực. Diệp Thần Phong dựa vào hắn chính mình một người cũng có thể đem Thiên Minh cho diệt trừ. Tại đem 7 tấm bản đồ đưa cho Lâm Khang Thắng sau đó Diệp Thần Phong đối Tôn Mỹ Cầm cùng một đám lão gia tử chào hỏi một tiếng sau đó hắn liền chính mình một người hướng về phòng tu luyện đi đến. Bây giờ tăng cao thực lực đối với Diệp Thần Phong tới nói mới là trọng yếu nhất. Tại triệt để dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa sau đó Diệp Thần Phong tổng cảm giác thân thể của mình có một chút đặc thù biến hóa. Hắn yếu chính mình một người lẳng lặng tìm tòi một phen. Lâm Khang Thắng nhìn xem Diệp Thần Phong chậm rãi đi xa bóng lưng, hắn nói ra, được rồi, Thần Phong mới đột phá đến cấp thánh đỉnh phong, hắn là hẳn là muốn hảo hảo tự mình tìm tòi cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực, chúng ta đi đem 7 tấm bản đồ chắp phá đi ra, lại kế hoạch kế tiếp hành động đi. Tại phong vệ doanh trong, gió vệ đội thành viên vì Diệp Thần Phong đơn độc kiến tạo ra một gian cực kỳ rộng rãi phòng tu luyện. Diệp Thần Phong lại đi tiến phòng tu luyện sau, hắn đem môn cho phản khóa lại, trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên mặt đất,
ý thức lần nữa tiến vào bên trong đan điền, hắn bây giờ là càng phát khốn hoặc, này hồng sắc khí thể cùng vạn năm băng tuyết liên hoa đều thật là quỷ dị, nhưng hắn hiện tại trong lúc nhất thời lại tìm tòi không ra đồ vật gì đến. Ý thức khi tiến vào bên trong đan điền của mình sau, Diệp Thần Phong quan sát chốc lát cũng không có quan sát xuất dấu vết nào đến, mà ở hắn mở mắt ra, ý thức lui ra đan điền thời điểm, trong cơ thể hắn linh hồn lực không tự chủ được dẫn dắt tiến bên trong nhẫn không gian, đem 90 mấy đóa phổ thông băng tuyết liên hoa từ trong không gian giới chỉ dẫn dắt đi ra. Diệp Thần Phong tại băng tuyết thế giới bên trong tổng cộng đã nhận được 150 mấy đóa băng tuyết liên hoa, trừ đi cho Diệt Thiên Minh thành viên gió êm dịu vệ đội thành viên hấp thu, Diệp Thần Phong trong không gian giới chỉ còn sót lại này 90 mấy đóa, nguyên bản hắn tính toán đợi còn lại gió vệ đội thành viên đột phá đến vương cấp đỉnh phong cho hắn thêm nhóm hấp thu. Này 90 mấy đóa băng tuyết liên hoa đột nhiên từ trong không gian giới chỉ đụng tới, này làm cho Diệp Thần Phong là khẽ cau mày, nhưng còn không có đợi Diệp Thần Phong nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra thời điểm. Hắn bên trong đan điền cái kia đóa vạn năm băng tuyết liên hoa lại chính mình xoay tròn. Theo, vạn năm băng tuyết liên hoa xoay tròn, này 90 mấy đóa phổ thông băng tuyết liên hoa, chúng nó nhất thời bay lên trời, một đóa bản xoáy ở Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu, tại Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu tạo thành một cái cự đại vòng tròn, cũng chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Ầm. Tại Diệp Thần Phong được đột nhiên xuất hiện cảnh tượng làm cho Vi Vi ngây người thời điểm, xoáy chuyển cho hắn đỉnh đầu cái kia 90 mấy đóa băng tuyết liên hoa đột nhiên nổ tung ra, vô số băng chưa một mạch che trùm lên Diệp Thần Phong trên người. Tại đây chút băng chưa bao trùm tại Diệp Thần Phong trên người đồng thời, nhất cổ dường như muốn đem Diệp Thần Phong cóng đến thân thể trực tiếp nứt toác lạnh giá, tại trong khoảnh khắc trào vào trong thân thể của hắn, kèm theo này cỗ lạnh giá ăn mòn, còn có một cỗ cực hạn băng thuộc tính năng lượng. Này làm cho Diệp Thần Phong lập tức tăng lên khởi cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực đến chống cự. Ta lại giúp ngươi một tay. Hy vọng ngươi nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, ta, chủ nhân của ta cũng không làm được nhỏ yếu như run rế. Thanh âm đứt quãng lần nữa vang vọng ở Diệp Thần Phong trong ý thức, này làm cho Diệp Thần Phong khẳng định đây chính là cái kia vạn năm băng tuyết liên hoa đang nói chuyện, này vạn năm băng tuyết liên hoa rõ ràng cho thấy đang giúp hắn tăng cao thực lực. Diệp Thần Phong cũng yên lòng đi đến hấp thu này cực hạn băng thuộc tính năng lượng. Này 90 mấy đóa phổ thông băng tuyết liên hoa hợp lại băng thuộc tính năng lượng cũng không phải đùa giỡn, lại tăng thêm vạn năm băng tuyết liên hoa cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa không có trợ giúp hắn chống đỡ này cỗ lạnh giá, cho nên Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào chính mình đến chi chịu đựng được. Cực hạn băng thuộc tính năng lượng tại Diệp Thần Phong trong gân mạch một vòng du tẩu. Mà Diệp Thần Phong cả người trên người cũng bị che kín một tầng màu trắng xương lạnh. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Diệp Thần Phong là điên cuồng hấp thu trong gân mạch băng thuộc tính năng lượng, cho dù hắn ra trên người tại một tấc nứt toác ra, nhưng hắn không chút nào dừng lại ý tứ, tại cực hạn băng thuộc tính năng lượng không ngừng bị hấp thu sau đó trong cơ thể hắn cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực đạt tới một cái đỉnh cao nhất, đã đem là chạm vào tầng kia lá chắn rồi. Chỉ cần một mạch phá tan tầng bình chướng này, như vậy Diệp Thần Phong là có thể chân chính bước vào đế cấp sơ kỳ tầng thứ. Sau một tiếng, Diệp Thần Phong trên người nứt toác trong da không ngừng chảy ra tiên huyết đến. 2 giờ sau, Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã là không có một khối hoàn chỉnh da. Sau 3 tiếng, Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên gia tăng mãnh liệt, hắn cái kia nứt toác ra thì tại dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại. A hát, Diệp Thần Phong trong cổ họng đột nhiên trầm thấp quát một tiếng, hắn bốn phía không khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không thể tả, ở xung quanh hắn tạo thành vô số không khí vòng xoáy, trong cơ thể hắn tràn ra tới linh hồn lực là tràn ngập ở cả gian trong phòng tu luyện. Diệp Thần Phong phi thường thuận lợi khóa nhập đế cấp sơ kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong vào hôm nay mới một mạch từ tôn cấp đỉnh phong đột phá đến cấp thánh đỉnh phong, bây giờ lại từ cấp thánh đỉnh phong khóa nhập đế cấp sơ kỳ. Chuyện này quả thật là ngồi trực thăng giống như tăng lên rồi, khiến người khác biết rồi chỉ có là ước ao ghen tị phần rồi. Chương 1176, ta chả chưa từng bại. Màn đêm sớm đã là chậm lại. Lúc tháng 10 kinh thành nhiệt độ đang từ từ thấp xuống, loại kia nóng rực nhiệt độ là không tồn tại nữa. Phong vệ doanh, Diệp Thần Phong phòng tu luyện trước. Lâm Khang Thắng thân ảnh xuất hiện tại cửa vào, tiếp lấy, Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim.
Lâm Hân Di cùng Thẩm Minh Hiên đám người bóng người cũng dồn dập xuất hiện, bọn hắn nhìn xem phòng tu luyện đóng chặt cửa lớn, cảm thụ từ trong phòng tu luyện truyền tới đế cấp sơ kỳ cường hãn linh hồn lực chấn động, này làm cho Thẩm Minh Hiên không khỏi hỏi, Lâm Thúc Thúc, chuyện gì thế này? Lâm Khang Thắng đã trầm mặc chốc lát, nói ra, nếu như chúng ta đều không có cảm ứng sai lầm, hay là Thần Phong hiện tại đã là đột phá đến đế cấp sơ kỳ rồi, chỉ là Thần Phong đột phá tốc độ cũng quá nhanh đi. Hôm nay hắn mới một hơi đột phá đến cấp thánh đỉnh phong, bây giờ hắn lại. Lâm Khang Thắng là không dám tin tưởng lắc đầu, lúc trước lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong mới chỉ là tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, lúc này mới quá rồi mấy tháng, Diệp Thần Phong liền một lần khóa nhập đế cấp sơ kỳ tầng thứ. Loại này tăng cao thực lực tốc độ để người bên ngoài chỉ có đuổi theo không kịp phần rồi. Thẩm Minh Hiên một nhóm người sớm đã là được Diệp Thần Phong khiếp sợ chết lặng. Thẩm Minh Hiên nói ra, Lâm Thúc Thúc, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem Thần Phong? Lâm Khang Thắng lập tức lắc lắc đầu, nói ra, Thần Phong vừa vặn đột phá đến đế cấp sơ kỳ tầng thứ, hắn yêu cầu chính mình thật tốt củng cố linh hồn lực, hiện tại chúng ta không thể đi quấy rầy hắn, cũng không thể để cho người khác quấy rầy hắn, chúng ta ở này phòng tu luyện bên ngoài trông coi đi. Thẳng đến Thần Phong từ trong phòng tu luyện tự đi ra ngoài. Tại Diệp Thần Phong một mạch đột phá đến đế cấp sơ kỳ tầng thứ thời điểm. Thiên Minh Thần Đảo một tòa xa hoa bên trong cung điện. Thiên Minh Tam Đế Chu Bá Luân, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa ba người này, bọn họ là đồng thời xuất hiện tại trong cung điện. Bởi vì bọn họ vừa vặn nhận được tin tức, Nghiêm Thiên Giác, thì Thánh Triệu Vô Cực cùng Quỷ Thánh Hoàng Xung Thiên toàn bộ đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, như hôm nay Minh Mười Tôn cùng Ngũ Thánh diệt sạch. Này làm cho thiên minh này tam đế cũng không thể bình tĩnh. Trong đó đế cấp trung kỳ Mã Lương Tài, hắn ban đầu ở y đấu thi đấu thượng cùng Diệp Thần Phong từng có tiếp xúc, khi đó Diệp Thần Phong ở trong mắt hắn chỉ là một con tiện tay có thể bóp chết con kiến, nhưng hôm nay mới qua ngăn ngắn mấy tháng, Diệp Thần Phong không chỉ giết thiên minh 10 tôn, chả giết thiên minh ngũ thánh, thậm chí ngay cả thực lực tăng lên tới đế cấp sơ kỳ tầng thứ Nghiêm Thiên Giác cũng bị Diệp Thần Phong giết đi. Này không phải là nói bây giờ Diệp Thần Phong đầy đủ có thực lực và hắn Mã Lương Tài đánh một trận sao? Này làm cho Mã Lương Tài càng phát cảm giác bất an, còn như vậy để Diệp Thần Phong tiếp tục trưởng thành, còn không biết hội xảy ra chuyện gì đây? Mã Lương Tài, ba người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi và Diệp Thần Phong tiếp xúc qua, này Diệp Thần Phong rốt cuộc là cái gì người? Đế cấp đỉnh Phong Chu Bá Luân nghi vấn đạo. Mã Lương Tài sắc mặt âm trầm nói, tại mấy tháng cái trước Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử mà thôi, hắn tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Sớm biết lúc trước ta liền tính liều mạng nửa cái mạng cũng phải đem tiểu tử này cho ách sát. Đế cấp sơ kỳ Hàn Côn Hoa cũng nói, bây giờ 10 tôn cùng ngũ thánh bị giết. Ba chúng ta tòa đế đảo phương vị được Diệp Thần Phong bọn hắn biết rồi, e sợ Diệp Thần Phong bọn hắn bước kế tiếp liền muốn đối với chúng ta động thủ. Bất quá, Diệp Thần Phong có thể giết chết thiếu chủ, cái này cũng không đại biểu cái gì, ba người chúng ta bên trong có ai mà không có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn Diệp Thần Phong không phải người bình thường, lẽ nào chúng ta chính là người bình thường sao? Chỉ cần Diệp Thần Phong dám bước lên của ta đế đảo, ta bảo đảm khiến hắn có đi mà không có về. Chu Bá Luân cũng tán đồng gật gật đầu, nói ra, Hàn Côn Hoa, ngươi nói không sai, là chúng ta quá mức khẩn trương rồi. Này Diệp Thần Phong cho dù lại làm sao yêu nghiệt, hắn cũng không khả năng tại ngăn ngắn trong vòng mấy tháng có thể chiến thắng chúng ta. Các ngươi có phần tự tin này là chuyện tốt. Một đạo âm trầm âm thanh vang vọng ở bên trong đại điện phía trước nhất chính giữa trên ghế không biết lúc nào đã ngồi một người, người này không phải là Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần ma. Nghiêm Phi Trần đem vừa vặn Mã Lương Tài đám người đối thoại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói thật hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể giải quyết thi thánh, quỷ thánh cùng con trai của hắn Nghiêm Thiên Giác, này Diệp Thần Phong vẫn đúng là vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Thiên Minh Tam Đế đang nhìn đến ngồi trên ghế giữa Nghiêm Phi Trần sau, ba người bọn hắn không hẹn mà cùng cung kính hô, Minh Chủ. Nghiêm Phi Trần đáp một tiếng, trên mặt không nhìn ra có bất kỳ biểu lộ đến, trong đại điện bầu không khí tại yên lặng năm sau 6 phút. Nghiêm Phi Trần mới lại mở miệng nói, các ngươi không cho là này làm có ý tứ sao? Diệp Thần Phong muốn diệt trừ chúng ta thiên minh, như vậy liền cứ việc khiến hắn đến được rồi, ta đã rất lâu không có nhận được thú vị như vậy khiêu chiến,
cuối cùng ta sẽ để Diệp Thần Phong biết hắn làm như vậy là cỡ nào buồn cười cùng vô tri. Oanh! Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Từ Nghiêm Phi Trần trên người đột nhiên tản ra nhất cổ khí thế cường hãn, luồng khí thế này trực tiếp đụng vào đại điện một cái tráng kiện màu vàng trên cây cột, làm cho này cây cột thượng là lập tức che kín rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt. Mà Tam Đế Chu Bá Luân bọn người ở tại cảm giác được luồng khí thế này sau, ba người bọn hắn cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh một mảnh, trên trán toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Nghiêm Phi Trần thật khí thế so với trước đây cường hãn hơn rồi, bây giờ Nghiêm Phi Trần e sợ có thần cấp đỉnh phong thực lực. Chúc mừng Minh Chủ, chúc mừng Minh Chủ đột phá đến thần cấp đỉnh phong. Chu Bá Luân cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại chúc, Mã Lương Tài cùng Hàn Côn Hoa cũng lập tức theo ở phía sau chúc mừng. Nghiêm Phi Trần ở bề ngoài mặc dù không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, nhưng là từ cử động của hắn thượng có thể thấy được, trong lòng của hắn là hoàn toàn nổi giận, nếu như Diệp Thần Phong không rơi xuống trên tay hắn cũng còn tốt, nếu như Diệp Thần Phong rơi xuống trên tay của hắn, e sợ Diệp Thần Phong kết cục sẽ phi thường bi thảm. Nghiêm Phi Trần phất phất tay, nói ra, ba người các ngươi hôm nay trước tiên ở tại thần đảo đi. Ngày mai ta còn có chuyện dặn dò các ngươi, xuất hiện tại các ngươi đi xuống trước đi. Trên trời Minh Tam Đế Chu Bá Luân đám người rời đi đại điện, sau đó Nghiêm Phi Trần thân ảnh cũng biến mất ở trong đại điện. Ước chừng sau 5 phút, Thiên Minh Thần Đảo mỗ chỗ bí ẩn trong địa lao. Nghiêm Phi Trần nhìn xem bị giam tại trong địa lao Diệt Thiên Minh Minh Chủ Thẩm Kinh Vũ, hắn nói ra, Thẩm Kinh Vũ, Diệp Thần Phong tiểu tử kia khá tốt không được đây. Không chỉ đem con trai của ta giết đi, bây giờ còn đem ta Thiên Minh Ngũ Thánh cho toàn bộ giết. Bị giam tại trong địa lao, trên tay cùng trên chân cột kim loại dây xích Thẩm Kinh Vũ, tình huống của hắn phi thường gay gâu, cả người thật giống trong cổ họng chỉ có một hơi, trên người gầy da thịt đều dán vào xương rồi. Hắn khi nghe đến Nghiêm Phi Trần lời nói sau, hắn lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu lên, âm thanh hư nhược nói ra, Nghiêm Phi Trần, ngươi chờ xem. Lần này là Thiên Minh Ngũ Thánh bị giết, về sau liền muốn đến phiên ngươi. Nghiêm Phi Trần không nóng không lạnh lắc lắc đầu, nói ra, Thẩm Kinh Vũ, ta thừa nhận Diệp Thần Phong thiên phú xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ngươi cho rằng Diệp Thần Phong có thể giết chết ta sao? Ngươi không cần si nhân nằm mơ. Nghiêm Phi Trần đột nhiên đem trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực bên ngoài phóng ra, một mặt hí hành hạ nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Vũ. Thẩm Kinh Vũ tại cảm giác được Nghiêm Phi Trần thần cấp đỉnh phong linh hồn lực sau, hắn nhất thời có loại được trêu chọc cảm giác, trong miệng nói ra, ngươi, ngươi, ngươi. Phốc, liền chẳng hề nói một câu hoàn chỉnh, một ngụm máu lớn liền từ Thẩm Kinh Vũ miệng bên trong phun ra tung tóe rồi, cảnh này khiến Thẩm Kinh Vũ trạng thái trở nên càng thêm chênh lệch. Trong cổ họng phát ra cực kỳ ồ ồ tiếng thở. Thẩm Kinh Vũ, người yếu bảo trọng thân thể a hát, ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy tự chết rồi, ngươi không phải là thanh hy vọng đều ký thác vào Diệp Thần Phong trên người sao? Ta muốn tại trước mặt ngươi đem hy vọng của ngươi cho triệt để nát tan, ta muốn tại trước mặt ngươi thật tốt dằn vặt Diệp Thần Phong, khiến hắn thống khổ rời đi thế giới này. Nghiêm Phi Trần nhìn thấy Thẩm Kinh Vũ miệng phun tiên huyết, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên khá hơn. Nghiêm Phi Trần, tự coi như ngươi thực lực đột phá đến thần cấp đỉnh phong thì lại làm sao? Ta vẫn tin tưởng Thần Phong nhất định có thể diệt trừ Thiên Minh, hắn nhất định được. Thẩm Kinh Vũ trong miệng khí tức hư nhược nói ra. Thẩm Kinh Vũ, bất kể là một đời trước, vẫn là đời này, ta Nghiêm Phi Trần chả chưa từng bại, lần này cũng không ngoại lệ, Diệp Thần Phong chỉ là cho ta cuộc sống bình thản bỏ thêm vào một ít lạc thú. Chỉ đến thế mà thôi, hắn không thể ở trong tay ta nổi lên bọt nước tới. Nghiêm Phi Trần vừa nói, một bên rời khỏi dưới đất nhà tù. Chương 1177, sáng tạo linh hồn chi thuật. Cực hạn phá. Kinh thành. Phong vệ doanh, Diệp Thần Phong trong phòng tu luyện. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn song quyền nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể đế cấp sơ kỳ cường hãn linh hồn lực. Khóe miệng hắn vi vi hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, nguyên bản hắn tiến vào trong phòng tu luyện, hắn chỉ là muốn thăm dò bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể. Ai biết tại băng tuyết liên hoa dưới sự giúp đỡ, hắn dĩ nhiên cứ như vậy thuận lợi đột phá đến đế cấp sơ kỳ. Thế là, Diệp Thần Phong ý thức lần nữa tiến vào bên trong đan điền, nỗ lực muốn dụng ý nhận thức cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, hồng sắc khí thể câu thông, đáng tiếc là câu thông đã hơn nửa ngày.
ý thức của hắn bên trong cũng không có vang lên nữa bất kỳ tiếng nói chuyện rồi, cho nên Diệp Thần Phong cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, trong đầu hồi tưởng khoảng thời gian này phát sinh các loại, đặc biệt là hồng sắc khí thể bên trong bóng trắng cùng bóng đen người trước sau để Diệp Thần Phong trong lòng cục xúc bất an. Nếu như trên thế giới này thật sự tồn tại phi thiên độn địa người, như vậy hắn Diệp Thần Phong, hoặc là Thiên Minh Nghiêm Phi Trần thật sự liền cái chả là cái cóc khô gì rồi. Mà ở vạn năm băng tuyết liên hoa đều sinh ra linh trí sau đó này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm đã tin tưởng, hay là trên thế giới này thật sự tồn tại bóng đen cùng bóng trắng người cường giả như vậy. Trong đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không có bất kỳ kết quả sau đó Diệp Thần Phong trong miệng tự nói, được rồi, không suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, diệt trừ Thiên Minh mới là chuyện quan trọng nhất. Đã đến đế cấp linh hồn lực sau đó linh hồn lực là có thể phóng ra ngoài ngưng thật, Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, trong cơ thể không ngừng áp xúc linh hồn lực. Tại bàn tay phải của hắn thượng rất nhanh sẽ xuất hiện một cái dường như quả cầu thủy tinh y hệt hình tròn vòng xoáy, cái này hình tròn vòng xoáy liền là linh hồn phá rồi. Tại đế cấp trước đó thi triển linh hồn phá. Chỉ là tại trong bàn tay xuất hiện từng đạo linh hồn lực khí lưu, mà ở đến đế cấp sau thi triển linh hồn này phá, linh hồn này lực tại trong bàn tay được ngưng tụ thành một không ngừng xoay tròn hình tròn vòng xoáy. Diệp Thần Phong không khỏi nghĩ đến tại núi Thây Thiên Đường cùng thi thánh triệu vô cực đối kháng thời điểm, lúc đó Diệp Thần Phong tay phải cùng trong tay trái đồng thời thi triển ra linh hồn phá, cuối cùng hai cái này linh hồn phá dĩ nhiên chồng chất lên, này làm cho Diệp Thần Phong tâm trong sản sinh một cái ý nghĩ. Hắn yếu chính mình sáng tạo ra một môn càng cường đại hơn linh hồn chi thuật đến. Diệp Thần Phong nhìn xem bàn tay phải bên trong xoay tròn hình tròn vòng xoáy, trong cơ thể hắn lần nữa áp xúc linh hồn lực. Bàn tay trái bên trong cũng xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy, Diệp Thần Phong đem trong tay trái hình tròn vòng xoáy chậm rãi hướng về trong tay phải hình tròn vòng xoáy tới gần. Tại hai cái này hình tròn vòng xoáy tiếp xúc thời điểm, trong không khí phát ra rõ ràng chi chi. Âm thanh. Nếu để cho Lâm Khang Thắng nhìn thấy Diệp Thần Phong hành động này, hắn nhất định sẽ trước tiên ra tay ngăn cản Diệp Thần Phong, trước đó tại núi Thây Thiên Đường, Diệp Thần Phong trong lúc vô tình đem linh hồn phá chồng chất lên. Hắn còn đem vạn tiễn xuyên tâm cùng linh hồn phá cho dung hợp phát huy ra, có thể nói Diệp Thần Phong đối với linh hồn lực điều khiển là phi thường tinh chuẩn. Bất quá, đế cấp cường giả ngưng tụ sau linh hồn lực không phải là dễ dàng như vậy điều khiển được rồi. Làm cho không khéo liền sẽ phát sinh cực kỳ nghiêm trọng nổ tung, mà Diệp Thần Phong không chút nào đi muốn những thứ này hậu quả, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào bàn tay của chính mình bên trên. Tay trái điều khiển tại trong lòng bàn tay xoay tròn hình tròn vòng xoáy, từ từ hướng về trong tay phải hình tròn vòng xoáy đè xuống. Tại hai cái hình tròn vòng xoáy chậm rãi dung hợp thời điểm, không khí chung quanh hiện ra phải vô cùng cáu kỉnh. Trong cả phòng tu luyện hết thảy khí lưu phảng phất đều lấy Diệp Thần Phong trong tay hình tròn vòng xoáy làm trung tâm đang lưu động rồi. Ước chừng sau 5 phút, Diệp Thần Phong trong tay trái hình tròn vòng xoáy thuận lợi cùng trong tay phải hình tròn vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, bất quá. Hai cái hình tròn vòng xoáy triệt để dung hợp được sau đó nó hình dạng cũng không có thay đổi đại. Chỉ là cái này hoàn toàn mới hình tròn vòng xoáy bên trong linh hồn lực trở nên càng thêm nóng nảy. Không đứng ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay phải xoay tròn hình tròn vòng xoáy, này làm cho Diệp Thần Phong thủ trưởng vi vi cảm giác thấy hơi đâm nhói. Diệp Thần Phong nhìn xem trong tay phải hình tròn vòng xoáy, trong miệng hắn không khỏi nói ra có thể hay không lại dung hợp đi vào một cái linh hồn phá. Nếu như linh hồn này phá có thể không ngừng dung hợp, cái kia cuối cùng uy lực này đến cùng có thể nhiều đến bao nhiêu? Nói xong, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực liền lần nữa áp xúc lên. Bàn tay trái bên trong lại xuất hiện một cái xoay tròn hình tròn vòng xoáy, khi hắn lần nữa thanh trong tay trái hình tròn vòng xoáy hướng về bàn tay phải tâm đến gần thời điểm, trên trán của hắn không khỏi rịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi, dù sao đây là muốn cực kỳ tinh chuẩn điều khiển tốt linh hồn lực, Diệp Thần Phong cũng có thể cảm giác được, một khi hắn điều khiển linh hồn lực thời điểm có chút sơ suất, tại trong bàn tay hắn trong lòng hình tròn vòng xoáy có cực lớn có thể sẽ trực tiếp muốn nổ tung. Lên! Tại tay trái trong lòng bàn tay cái thứ hai hình tròn vòng xoáy tới gần trong tay phải hình tròn vòng xoáy thời điểm, bởi linh hồn lực mới vừa vặn đột phá đến đế cấp sơ kỳ tầng thứ, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực quá mức cương mãnh rồi, trong lúc nhất thời không có khống chế xong, trong không khí không ngừng phát ra chi chi. Thanh âm,
tiếp lấy Diệp Thần Phong hai bàn tay bên trong hình tròn vòng xoáy có loại phải biến đổi hình bộ dáng. Diệp Thần Phong biết này hình tròn vòng xoáy hiếu nổ tung, hắn vội vàng đem trong bàn tay hình tròn vòng xoáy hướng về trên mặt đất nhanh chóng đẩy một cái, trong bàn tay hắn hình tròn vòng xoáy lập tức hướng xuống đất thượng bay đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn tại trong phòng tu luyện vang vọng ra. Đang tu luyện cửa phòng bên ngoài chờ đợi Lâm Khang Thắng, Hứa Hồng Văn, Lâm Hân Di cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn khi nghe đến này tiếng nổ, cùng với trong phòng tu luyện truyền đáng sợ hơn linh hồn lực chấn động sau, ngoại trừ thần cấp sơ kỳ Lâm Khang Thắng mặt không biến sắc bên ngoài, những người còn lại dồn dập là sắc mặt trắng bệch, bởi vì tại Hứa Hồng Văn đám người cảm ứng bên trong, này cố cường hãn linh hồn lực chấn động đầy đủ đem bọn hắn đánh thành cho tử rồi. Lâm thúc thúc, Thần Phong tại trong phòng tu luyện làm gì? Chúng ta thật sự không muốn tiến đi xem một chút sao? Thẩm Minh Hiên một mặt lo lắng hỏi. Lâm Khang Thắng lợi dụng linh hồn lực cảm ứng một thoáng trong phòng tu luyện tình huống, hắn nói ra, không cần đi vào, Thần Phong có thể là đang tu luyện, hắn khí tức bây giờ nhưng vẫn là vô cùng cường thịnh, Thần Phong sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trong phòng tu luyện, Diệp Thần Phong nhìn mình trước mặt cái kia có tới 3 mét sâu hố, hắn là không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, nếu như vừa vặn bàn tay kia bên trong hình tròn vòng xoáy tại trong bàn tay của hắn nổ tung, e sợ Diệp Thần Phong cho dù bất tử, điều này cũng cần phải muốn được nội thương nghiêm trọng rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong trong lòng chả là cực kỳ mừng rỡ, chiêu thức này power càng lớn, tương lai khi hắn cùng Thiên Minh Tam Đế đối chiến thời điểm, hắn miểu sát đối phương tỷ lệ lại càng cao. Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta có thể dung hợp 4 cái hình tròn vòng xoáy, 5 cái hình tròn vòng xoáy, 6 cái hình tròn vòng xoáy, thậm chí là 10 cái hình tròn vòng xoáy, như vậy trong đó uy lực nổ tung đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Diệp Thần Phong tay trái cùng tay phải đồng thời một phen, hai cái hình tròn vòng xoáy nhất thời xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên sau đó Diệp Thần Phong đem trong tay trái thứ một cái hình tròn vòng xoáy, dung hợp tiến trong tay phải hình tròn vòng xoáy trong, này vẫn là vô cùng thuận lợi. Sát theo đó, Diệp Thần Phong tay trái lần thứ hai một phen, trong tay trái xuất hiện lần nữa một cái xoay tròn hình tròn vòng xoáy, có vừa vặn thất bại lần trước sau đó Diệp Thần Phong là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí rồi, đem trong cơ thể linh hồn lực là khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Tại tay trái bên trong hình tròn vòng xoáy tiếp xúc được trong tay phải hình tròn vòng xoáy lúc, Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi, trong không khí lần nữa phát ra có phần chói tai chi chi âm thanh. Mắt thấy hai cái hình tròn vòng xoáy không có dung hợp xu thế, thật giống lần nữa yếu biến hình, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể linh hồn lực khống chế càng thêm tinh chuẩn rồi, tinh chuẩn đến khiến người ta giận sôi mức độ, sau đó, hai cái hình tròn vòng xoáy lập tức đình chỉ biến hình, bắt đầu từ từ rung lên. Sau một phút, Diệp Thần Phong nhìn xem trong tay phải hình dạng vẫn không có lớn lên, nhưng trong đó linh hồn lực trở nên càng để cho người tim đập nhanh hình tròn vòng xoáy. Diệp Thần Phong trong miệng hơi hơi thở ra một hơi, này ba cái linh hồn phá dung hợp tại một lần hình tròn vòng xoáy. Tại Diệp Thần Phong bàn tay phải trong lòng là xoay tròn càng tăng nhanh hơn rồi, thậm chí thanh Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay ra cũng có chút ma lau sạch. Diệp Thần Phong tự nhủ, đúng vậy, ý nghĩ này quả nhiên là có thể được. Về sau chiêu này không thể kêu nữa linh hồn phá rồi, làm như vậy giòn tự kêu là cực hạn phá đi. Nói xong, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực ép một chút co lại, tại tay trái của hắn bên trong lại xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy, hắn chuẩn bị đem trong tay trái cái thứ ba hình tròn vòng xoáy cũng dung hợp đi vào. Chương 1178, điên cuồng tới cực điểm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Liền cả mặt đất cũng bắt đầu có chút run chuyển động. Muốn một mực duy trì khống chế linh hồn lực tinh chuẩn, đây là một kiện cực kỳ hao tâm tổn sức sự tình, này không, tại dung hợp trong tay trái ba cái hình tròn vòng xoáy thời điểm, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực chỉ hơi hơi có một tia không vững vàng, trong bàn tay hắn hình tròn vòng xoáy liền một lần nữa nổ tung ra. Cũng may Diệp Thần Phong năng lực phản ứng nhanh vô cùng, hắn trước tiên đem trong tay hình tròn vòng xoáy cho đẩy đi ra. Này hình tròn vòng xoáy tại Diệp Thần Phong bên trái vị trí nổ tung ra, lúc này trên mặt đất trọn vẹn sinh ra một cái hơn 5 thước sâu hố, liền ngay cả Diệp Thần Phong y phục trên người đều bị nổ tung hình tròn vòng xoáy cho lan đến gần rồi, chỉ thấy Diệp Thần Phong y phục trên người là xuất hiện một đạo vết xước. Diệp Thần Phong nhưng cũng không phải một cái nguyện ý phục người thua,
trong miệng hắn nói ra, này chả không phải của ta cực hạn, tiếp đó, ta nhất định phải tại mọi thời khắc đều duy trì tinh chuẩn linh hồn lực khống chế, chiêu này cực hạn phá, khó nhất vượt qua chính là tinh chuẩn linh hồn lực, chỉ cần linh hồn lực khống chế xong, ta là có thể để hình tròn vòng xoáy vô hạn số lượng dung hợp. Hô, trong miệng Vi Vi thở ra một hơi, sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể lần thứ hai ép co lên linh hồn lực đến. Tại tay phải của hắn cùng bàn tay trái trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cái xoay tròn hình tròn vòng xoáy, cực kỳ nguy hiểm dung hợp lại một lần nữa bắt đầu tiến hành rồi. Sau 7 tiếng, ánh sáng mặt trời chậm rãi từ đông phương được đưa lên, đứng ở Diệp Thần Phong cửa phòng tu luyện Lâm Khang Thắng đám người, bọn hắn từng cái cũng có vẻ hơi tiểu tụy, này suốt cả một buổi tối, ngoại trừ Diệp Thần Phong khôi phục linh hồn lực thời điểm. Này trong phòng tu luyện là không ngừng truyền ra cực kỳ kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chấn động đến mức Lâm Khang Thắng các loại màng nhĩ của người ta đều vang lên ong ong rồi. Tại tối ngày hôm qua bởi vì nghe được không ngừng tiếng nổ mạnh. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng, Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ bọn người tới nơi này qua, đang nghe Lâm Khang Thắng nói Diệp Thần Phong là đang tu luyện, không thể đi quấy rầy, cùng với Lâm Khang Thắng bảo đảm Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không có chuyện sau đó cuối cùng Diệp lão gia tử bọn người mới từng cái rời khỏi. Lâm thúc thúc. Thần Phong còn muốn tại trong phòng tu luyện ở lại bao lâu? Hắn làm ra động tĩnh cơ hồ là dòng dã một buổi tối không có ngừng quá rồi. Thẩm Minh Hiên trong lòng cũng phi thường hiếu kỳ Diệp Thần Phong tại trong phòng tu luyện đến cùng đang tu luyện cái gì? Trong phòng tu luyện, Diệp Thần Phong y phục trên người đã sớm là rách rách dưới dưới dơ giấy bẩn thỉu không thể tả được rồi. Suốt cả đêm một mực nằm ở tìm tòi cực hạn phá chiêu này bên trong, Diệp Thần Phong chẳng những không có vẻ mệt mỏi. Trái lại khóe miệng hắn là mang theo cực kỳ hưng phấn nụ cười, chỉ thấy bàn tay phải của hắn bên trong xoay tròn một cái hình tròn vòng xoáy. Cái này hình tròn vòng xoáy tốc độ nhanh đến mắt thường đều nhanh không cách nào phân biệt. Từng trận đáng sợ linh hồn lực chấn động từ nơi này hình tròn vòng xoáy bên trong khoách tán ra đến. Cái này hình tròn vòng xoáy là 5 cái linh hồn phá dung hợp mà thành. Trải qua một buổi tối liên tục tìm tòi, Diệp Thần Phong là đem 5 cái linh hồn phá thành công dung hợp. Chỉ từ phòng tu luyện trên mặt đất cái kia từng cái rậm rạp chẳng chịt hố. Liên biết Diệp Thần Phong này một buổi tối dung hợp là khó khăn cỡ nào rồi. Cái kia xoay tròn cấp tốc hình tròn vòng xoáy, làm cho Diệp Thần Phong bàn tay phải trong lòng da thịt là nứt ra, từng tia tiên huyết không ngừng từ nứt ra trong vết thương tràn ra tới. Bất quá, Diệp Thần Phong không để ý chút nào điểm này, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, đem 5 cái linh hồn phá dung hợp. Này gần như đã đến cực hạn của ta rồi, ta đang thử dung hợp một lần thứ 6 linh hồn phá, lần này lại không thành công, như vậy liền tạm thời quên đi. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong tay trái vừa lật. Một cái hình tròn vòng xoáy liền xuất hiện tại tay trái của hắn lòng bàn tay, tại đem bàn tay trái trong lòng hình tròn vòng xoáy không ngừng gần bàn tay phải tâm thời điểm. Cho dù Diệp Thần Phong lại làm sao cẩn thận từng ly từng tí. Bàn tay trái trong lòng hình tròn vòng xoáy cùng trong lòng bàn tay phải hình tròn vòng xoáy đụng vào nháy mắt, hai cái này hình tròn vòng xoáy liền nhanh chóng cải biến hình dạng, căn bản chưa kịp để Diệp Thần Phong làm ra bất kỳ cái gì bổ cứu biện pháp. Này 5 cái linh hồn phá dung hợp mà thành cực hạn phá, lại thêm một cái bình thường linh hồn phá đồng thời nổ tung, này nhưng thật không phải là đùa giỡn, Diệp Thần Phong đột nhiên đưa bàn tay bên trong hình tròn vòng xoáy đẩy đi ra. Diệp Thần Phong trong bàn tay hình tròn vòng xoáy vừa vặn rơi vào cửa phòng tu luyện cách đó không xa vị trí. Oanh, một tiếng vang vọng chân trời nổ vang, tại trong phòng tu luyện vang vọng lái tới, dưới đất là cực kỳ đung đưa kịch liệt, ầm. Một tiếng, phòng tu luyện cái kia phiến cửa sắt trực tiếp được chấn động đến mức rơi vào trên mặt đất. Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, hắn là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, xem ra bây giờ dung hợp 5 cái linh hồn phá chính là ta cực hạn. Muốn dung hợp càng nhiều hơn linh hồn phá, hẳn là chỉ có chờ thực lực lần nữa tăng lên. Đứng đang tu luyện thất ngoài cửa Lâm Khang Thắng đám người, bọn hắn được này nổ vang đúng là sợ hết hồn, tại cửa sắt rơi xuống sau đó ánh mắt của bọn họ là nhìn hướng trong phòng tu luyện, đang nhìn đến trong phòng tu luyện cái kia rậm rạp chẳng chịt hố, cùng với Diệp Thần Phong cái kia loạn xì ngầu dáng dấp sau, Trình Đại Hổ trước tiên mở miệng nói ra Thần Phong, ngươi ngày hôm qua một buổi tối đến cùng đang làm gì? Kỳ thực, Diệp Thần Phong tối ngày hôm qua linh hồn lực cũng chú ý tới ngoài phòng tu luyện Lâm Khang Thắng đám người, hắn sảng khoái vươn người một cái, từ trong phòng tu luyện đi ra, bàn tay phải thượng được hình tròn vòng xoáy làm ra vết thương,
đã là được trong cơ thể linh hồn lực khép lại, Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra ta tối ngày hôm qua tại chính mình sáng tạo một loại mới linh hồn chi thuật. Đứng ở Trình Đại Hổ bên cạnh Thẩm Minh Hiên, hắn tuy rằng hôm qua đã dùng linh hồn lực cảm thấy Diệp Thần Phong đế cấp sơ kỳ thật khí thế, nhưng bây giờ mặt đối mặt nhìn thấy Diệp Thần Phong, thật sự xác định Diệp Thần Phong thật sự đến đế cấp sơ kỳ sau, trong lòng của hắn cảm xúc vẫn là một trận khó mà bình phục, khổ mở miệng cười nói ra, Thần Phong, ngươi thật sự đột phá đến đế cấp sơ kỳ. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, tối ngày hôm qua không cẩn thận liền lại đột phá. Không cẩn thận liền lại đột phá. Này làm cho Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người từng cái than thở, này đế cấp linh hồn lực là tùy tiện là có thể đột phá sao? Bây giờ Thẩm Minh Hiên các loại người trẻ tuổi liền cấp thánh linh hồn lực đều vẫn không có đột phá đến, về phần Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim bọn hắn nhưng là tu luyện đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ cũng đều tại cấp thánh linh hồn lực bồi hồi, mà Diệp Thần Phong cũng tại một ngày ngắn ngủi bên trong đã vượt qua bọn hắn, đây thật là người so với người làm người ta tức chết a hát. Lâm Khang Thắng đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, hỏi Thần Phong, ngươi ngày hôm qua chính mình sáng tạo ra một loại mới linh hồn chi thuật. Ngươi sáng tạo linh hồn chi thuật thuộc về đẳng cấp nào? Diệp Thần Phong hồi đáp, rừng phó minh chủ, ta cái này sáng tạo linh hồn chi thuật, chỉ là tại thiên minh trung đẳng linh hồn chi thuật linh hồn phá thượng làm một chút cải biến, ta còn không biết ta cái này cải biến linh hồn chi thuật thuộc về đẳng cấp nào. Nghe được chỉ là tại thiên minh trung đẳng linh hồn chi thuật linh hồn phá thượng làm một chút cải biến, này làm cho Lâm Khang Thắng nội tâm có phần thất vọng, bất quá, hắn trên miệng lại nói, Thần Phong, ngươi đối với ta thi triển ngươi một chút chiêu này linh hồn chi thuật, ta đem linh hồn lực áp chế đến đế cấp đỉnh phong để ngăn cản. Dừng phó minh chủ, này e sợ không hay lắm chứ. Diệp Thần Phong tuy rằng không biết hắn chiêu này cực hạn phá thuộc về đẳng cấp nào. Thế nhưng hắn biết chiêu này cực hạn phá power tuyệt đối không kém. Thần Phong, người yên tâm thi triển được rồi, người tuy rằng đột phá đến đế cấp sơ kỳ, có cùng đế cấp đỉnh phong cao thủ một trận chiến thực lực, thế nhưng coi như là một tên đế cấp đỉnh phong cao thủ thi triển cao đẳng linh hồn chi thuật, ta cũng chắc chắn đem thực lực áp chế đến đế cấp đỉnh phong sau, thanh đối phương cao đẳng linh hồn chi thuật cho hoàn toàn kế tiếp. Lâm Khang Thắng tràn đầy tự tin nói. Kỳ thực Diệp Thần Phong trong lòng cũng muốn biết chiêu này cực hạn phá power có bao nhiêu, tại Lâm Khang Thắng nhiều lần kiên trì dưới, nếu là hắn lại thoái thác, vậy thì khó tránh khỏi có chút không tốt lắm, thế là, hắn nói ra, được, dừng phó minh chủ, vậy ta liền thi triển một lần, chính ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, Lâm Khang Thắng trên mặt là không nhúc nhích biểu lộ, Diệp Thần Phong thiên phú tuy rằng cường hãn, thế nhưng Lâm Khang Thắng không cho là mình đem thực lực áp chế đến đế cấp đỉnh phong sau. Hắn liền không cách nào đỡ lấy Diệp Thần Phong chính mình sáng tạo chiêu này linh hồn thuật, nếu như lấy thần cấp sơ kỳ tầng thứ đi đón chiêu, Diệp Thần Phong không nói cái gì, Lâm Khang Thắng chính mình cũng sẽ cảm thấy mặt đỏ, dù sao Diệp Thần Phong bây giờ thực lực chân chính mới đế cấp sơ kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong ở trong người áp xúc linh hồn lực, hai bàn tay bên trong xuất hiện một cái hình tròn linh hồn vòng xoáy, đem trong tay trái hình tròn vòng xoáy hướng về trong tay phải hình tròn vòng xoáy đến gần thời điểm. Lâm Khang Thắng đột nhiên trợn to hai mắt, hắn nhưng phi thường rõ ràng loại hành vi này có nguy hiểm cỡ nào, hắn vội vàng nói, Thần Phong, lập tức dừng lại. Nhưng tại Lâm Khang Thắng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, hai cái hình tròn vòng xoáy đã là hoàn toàn dung hợp, này làm cho Lâm Khang Thắng là trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng mà, tại Lâm Khang Thắng rơi vào trong kinh ngạc thời điểm, Diệp Thần Phong trong tay trái xuất hiện lần nữa một cái hình tròn vòng xoáy. Hắn lại đem trong tay trái này cái thứ hai hình tròn vòng xoáy hướng về lòng bàn tay phải đến gần rồi. Lâm Khang Thắng đột nhiên tỉnh táo lại, trong miệng nói lầm bầm, điên cuồng, quá điên cuồng, Thần Phong, không nên lại thử dung hợp ngươi trong bàn tay hình tròn vòng xoáy rồi. Theo Lâm Khang Thắng, Diệp Thần Phong là đứng ở sát mép vách núi, Diệp Thần Phong trong tay hình tròn vòng xoáy lúc nào cũng có thể tại dung hợp thời điểm sản sinh nổ tung, cho nên Diệp Thần Phong loại hành vi này, theo Lâm Khang Thắng quả thực là điên cuồng tới cực điểm. Chương 1179, cực hạn phá sơ hiển uy. Diệp Thần Phong đối với Lâm Khang Thắng lời nói là thờ ơ không động lòng, hoặc là nói cách khác Diệp Thần Phong hiện tại hoàn mỹ trở về đáp Lâm Khang Thắng, chỉ cần hắn hơi chút có một chút phân tâm, trong bàn tay hình tròn vòng xoáy lúc nào cũng có thể phát sinh nổ tung.
Diệp Thần Phong đem trong cơ thể linh hồn lực lưu động khống chế đã đến trạng thái tốt nhất, đem trong tay trái cái thứ hai hình tròn vòng xoáy thận trọng dung hợp tiến trong tay phải hình tròn trong nước xoáy, có tối hôm qua cả đêm kinh nghiệm sau đó rất nhanh, trong tay trái cái thứ hai hình tròn vòng xoáy cũng dung hợp tiến vào bàn tay phải trong hình tròn trong nước xoáy. Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong hình tròn vòng xoáy xoay tròn càng tăng nhanh hơn rồi, đem Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay ra từng khối ma cọ xuống, Diệp Thần Phong cũng không hề làm chút nào dừng lại, trong cơ thể hắn lần thứ hai ép co lên linh hồn lực, tay trái nhẹ nhàng một phen, cái thứ ba hình tròn vòng xoáy nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần Phong liên tiếp dung hợp ba cái linh hồn phá, bây giờ tại dung hợp cái thứ tư linh hồn phá rồi, hơn nữa ba cái đầu linh hồn phá lại bị Diệp Thần Phong thuận lợi dung hợp thành công. Lâm Khang Thắng trong miệng đã không biết nên nói cái gì, chính hắn lúc trước chả chưa từng làm như thế điên cuồng sự tình, liền ngay cả Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần, tại Lâm Khang Thắng hiểu biết tình huống trong, hai người kia cũng không có đem linh hồn chi thuật dung hợp được qua, hơn nữa còn là điên cuồng như thế liên tiếp dung hợp, đây quả thực là không thanh tính mạng của mình coi là chuyện to tát. Bất quá, Lâm Khang Thắng nhìn thấy Diệp Thần Phong cái kia nhận thức thật là cẩn thận dáng dấp. Hắn biết mình là không cách nào ngăn cản Diệp Thần Phong rồi, nếu như lại mở miệng chỉ biết quấy rầy Diệp Thần Phong, làm cho Diệp Thần Phong trong bàn tay hình tròn vòng xoáy nổ tung khả năng tăng lớn, cho nên Lâm Khang Thắng chỉ có thể câm miệng ở một bên yên tĩnh đã chờ đợi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên phải chừng 10 thước xa Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim, bọn hắn cảm nhận được Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay hình tròn vòng xoáy tản mát ra linh hồn lực sau. Này để hai người bọn họ dưới chân bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau hai bước, ngược lại là Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người là mặt không đổi sắc, bởi vì bọn họ vẫn không có chân chính nắm giữ một môn linh hồn chi thuật, bọn hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong loại hành vi này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Đây chính là La Phong chế tạo ra linh hồn chi thuật. Cảm giác lên đi vô cùng như a hát, ta thậm chí cảm giác Thần Phong trong tay hình tròn vòng xoáy đánh vào trên người ta. Ta căn bản không có một tia còn sống khả năng, hôm nào để Thần Phong thanh chiêu này truyền thụ cho ta. Trình Đại Hổ trong miệng là lầm bầm nói. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn đang nghe được Trình Đại Hổ lời nói sau, trong con ngươi của bọn họ cũng tránh qua khác thường hào quang, xem ra bọn hắn cùng Trình Đại Hổ là động đồng dạng đầu óc. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim nhìn xem Thẩm Minh Hiên đám người biểu tình biến hóa. Hai người bọn họ sắc mặt lập tức hơi đổi, trong đó Hứa Hồng Văn nhỏ giọng, hắn sợ quấy rầy đã đến Diệp Thần Phong, trong miệng nói ra, Đại Hổ, người cũng không nên ăn nói linh tinh, người biết loại hành vi này có nguy hiểm cỡ nào sao? Từ trước đây đến bây giờ ta vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể dung hợp linh hồn chi thuật, hơn nữa còn là như thế liên tục hòa vào, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta Diệt Thiên Minh Minh Chủ cùng Thiên Minh Minh Chủ cũng không làm nổi. Tại Hứa Hồng Văn sau khi nói xong, Lý Gỗ Lim lập tức tiếp tới, nói ra, Hồng Văn nói không sai a hát. Các ngươi hẳn là cảm giác được Diệp Thiếu trong bàn tay kia hình tròn vòng xoáy đáng sợ năng lượng chứ. Thế nhưng, chỉ cần Diệp Thiếu khống chế linh hồn lực có chút sai lầm, e sợ này hình tròn vòng xoáy liền sẽ tại trong bàn tay hắn tự động muốn nổ tung lên rồi, trong này hậu quả các ngươi hẳn có thể tưởng tượng được chứ. Nếu như các ngươi cho là mình có Diệp Thiếu thiên phú như thế, như vậy các ngươi cứ việc có thể đi thử nghiệm. Khi nghe đến Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim lời nói này sau, Thẩm Minh Hiên bọn người mới biết Diệp Thần Phong là đang làm gì sự tình. Cảm thụ Diệp Thần Phong trong bàn tay kia hình tròn vòng xoáy khiến người ta run sợ sóng năng lượng, tưởng tượng thấy nếu như này hình tròn vòng xoáy tại bàn tay mình bên trong nổ tung, điều này không khỏi làm Thẩm Minh Hiên đám người sau lưng là toát ra một trận mồ hôi lạnh. Lâm Hân Di một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong, thuận miệng nói ra, Hứa Thúc. Vậy chúng ta làm gì không ngăn cản Diệp Thần Phong, điều này cũng quá nguy hiểm một điểm. Hứa Hồng Văn lắc lắc đầu, nói ra, ngăn trở không ngừng được, trừ phi Diệp Thiếu chính mình dừng lại, bằng không chúng ta chỉ có thể ở một bên kiên nhẫn nhìn xem. Bất quá, Diệp Thiếu cũng không phải là người bình thường, nói không chắc bọn hắn có thể làm ra để cho chúng ta mở rộng tầm mắt sự tình. Tại Hứa Hồng Văn đám người nói chuyện giữa, Diệp Thần Phong trong tay trái cái thứ ba hình tròn vòng xoáy cũng thuận lợi dung hợp. Trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi Diệp Thần Phong, miệng hắn bên trong nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi, trong cơ thể linh hồn lực vi vi áp xúc, bàn tay trái bên trong xuất hiện cái thứ tư hình tròn vòng xoáy, đem cái này hình tròn vòng xoáy cũng dung hợp vào,
như vậy liền hoàn toàn là đem 5 cái linh hồn phá cho dung hợp, cái này cũng là Diệp Thần Phong bây giờ cực hạn vị trí. Tay trái từ từ hướng về tay phải tới gần, giờ khắc này Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong đã sớm là vỡ nứt ra rồi từng cái vết thương, tại tay trái bên trong hình tròn vòng xoáy tiếp xúc được trong tay phải hình tròn vòng xoáy thời, không khí bên trong lại vang lên chi chi. Thanh âm chói tai, hơn nữa từng trận cường hãn linh hồn lực chấn động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, này làm cho không chỉ có để Hứa Hồng Văn đám người nhìn không chớp mắt nín thở, liền ngay cả Lâm Khang Thắng hô hấp cũng hơi có chút dừng lại. Tại Lâm Khang Thắng đám người lo lắng đề phòng thời điểm, Diệp Thần Phong trong tay hai cái hình tròn vòng xoáy tại mới đầu hơi có chút không ổn định sau, cuối cùng vẫn là thuận lợi dung hợp lại cùng nhau. Từ đầu tới cuối Diệp Thần Phong trong tay phải hình tròn vòng xoáy cũng không có thay đổi lớn, chỉ là tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, tại 5 cái linh hồn phá hoàn toàn dung hợp sau đó bởi tốc độ xoay tròn quá nhanh, Lâm Khang Thắng đám người hầu như thấy không rõ lắm Diệp Thần Phong trong tay hình tròn vòng xoáy rồi. Mà Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong da thịt nứt toác chính là càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng từ trong bàn tay của hắn tràn ra tới. Diệp Thần Phong bàn tay phải hơi khẽ nâng lên, cảm thụ trong bàn tay cái kia cuồng bạo năng lượng, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Sau đó, Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Lâm Khang Thắng, nói ra, dừng Phó Minh Chủ, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ta cũng muốn nhìn một chút chiêu này power đến cùng có như thế nào to lớn. Diệp Thần Phong chân phải đột nhiên đạp đất, bàn tay phải nhắm ngay Lâm Khang Thắng, cả người hướng về Lâm Khang Thắng lướt tới, miệng quát cực hạn phá. Lâm Khang Thắng không nghĩ tới Diệp Thần Phong dễ dàng như vậy liền dung hợp 5 cái linh hồn phá, hắn giờ khắc này chả lún xuống tại trong khiếp sợ, bỗng nhiên nhìn thấy xông tới Diệp Thần Phong, hắn lập tức đem linh hồn lực tăng lên tới đế cấp đỉnh phong, hắn vẫn không có khiến ra bản thân thực lực chân chính thần cấp sơ kỳ, tuy rằng hắn cũng cảm giác Diệp Thần Phong một chiêu này rất mạnh, thế nhưng hắn suy đoán Diệp Thần Phong lấy một chiêu này hẳn là không cách nào đánh tan phòng ngự của hắn. Tại Lâm Khang Thắng thân thể bốn phía xuất hiện một tầng trong suốt ô dù, đây chính là đế cấp cường giả đỉnh cao phòng ngự. Mà Diệp Thần Phong bóng người xuất hiện tại Lâm Khang Thắng trước mặt sau, hắn không chút do dự đem bàn tay phải hướng về Lâm Khang Thắng thân thể bốn phía tầng kia ô dù thượng đè xuống, trong không khí trong nháy mắt vang lên răng rắc. Răng rắc, răng rắc, thanh âm rất nhỏ, tiếp lấy, Lâm Khang Thắng đế cấp đỉnh phong phòng ngự tầng thượng xuất hiện từng cái vết nứt. Cuối cùng, ầm. Một tiếng, toàn bộ tầng phòng hộ trong nháy mắt tan vỡ rồi, mắt thấy Diệp Thần Phong tay phải yếu đặt tại Lâm Khang Thắng trên ngực lúc, Lâm Khang Thắng trong lúc nhất thời cũng không cách nào kịp phản ứng. Ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Diệp Thần Phong thân thể một bên, nhanh chóng đem bàn tay phải bên trong vẫn không có tiêu hao hết tất hình tròn vòng xoáy, hướng về một bên phòng tu luyện ném tới. Tại Diệp Thần Phong trong tay hình tròn vòng xoáy ném vào phòng tu luyện sau đó có thể là này hình tròn vòng xoáy đánh chúng vào trong phòng tu luyện đòn rông, ầm ầm. Ầm ầm, hai tiếng, chỉnh người tu luyện thất trong nháy mắt than sụp xuống. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Một bên Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim đám người trong cổ họng là liều mạng nuốt nước miếng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong chiêu này cực hạn phá. Dĩ nhiên không tốn sức chút nào đem Lâm Khang Thắng phòng ngự cho phá tan rồi. Tuy rằng Lâm Khang Thắng đem thực lực áp chế đã đến đế cấp đỉnh phong, thế nhưng Diệp Thần Phong mới đế cấp sơ kỳ tầng thứ, hơn nữa Diệp Thần Phong dùng cực hạn phá đến phá tan Lâm Khang Thắng phòng ngự không khỏi quá khinh buông lỏng một chút chứ. Lâm Khang Thắng sửng sốt có chừng 10 giây sau đó hắn mặt già đỏ lên, hắn không nghĩ tới phòng ngự của mình tại Diệp Thần Phong trước mặt như vậy không đỡ nổi một đòn. Trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, Thần Phong, ngươi chiêu này hoàn toàn đã vượt qua cao đẳng linh hồn chi thuật phạm vi, bằng không tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy phá tan phòng ngự của ta. Chương 1180, trong lịch sử long trọng nhất hôn lễ. Đã vượt qua cao đẳng linh hồn chi thuật phạm trù. Nghe vậy, Thẩm Minh Hiên cùng Trình Đại Hổ đám người ngược lại là vô cùng háo kỳ nhìn hướng Lâm Khang Thắng, này làm cho Lâm Khang Thắng kiên nhẫn giải thích lên. Nói ra, chúng ta Diệt Thiên Minh bên trong tốt nhất cũng chỉ có cao đẳng linh hồn chi thuật. Ta nghĩ Thiên Minh bên trong đồng dạng không sẽ vượt qua cao đẳng linh hồn chi thuật bí tịch. Lấy Thần Phong vừa vặn một chiêu kia power phán đoán, này muốn so cao đẳng linh hồn chi thuật uy lực lớn thượng thật nhiều lần, bằng không cũng không khả năng đem phòng ngự của ta lập tức cho đánh tan. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, dừng Phó Minh Chủ,
ngươi vẫn không có sử xuất toàn lực, ta nghĩ ngươi nếu như dùng thần cấp sơ kỳ thực lực để ngăn cản, ta một chiêu này cực hạn phá nhất định là không gây thương tổn ngươi. Lâm Khang Thắng có phần không được tự nhiên cười cười, nói ra, Thần Phong, dùng thần cấp sơ kỳ thực lực để ngăn cản công kích của ngươi, ta còn thực sự không mặt mũi ở lại nơi này rồi, thần phong của ngươi phát triển tốc độ so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn, bây giờ ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tới đế cấp đỉnh phong là tốt rồi, bởi vì ngươi trong tay có cực phẩm nguyên tâm quả, cho nên đối với ngươi mà nói thần cấp này một cửa ải cơ hồ không tồn tại. Thần Phong, linh hồn phá thi triển phương pháp có thể nói cho ta biết không? Ta cũng muốn thử một lần dung hợp linh hồn phá. Lâm Khang Thắng có chút ngượng ngùng nói ra, tại vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần Phong thuận lợi như vậy dung hợp 5 cái linh hồn phá, sau đó hắn bản năng cho rằng hay là này dung hợp linh hồn phá cũng không vô cùng khó. Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong không gian giới chỉ linh hồn phá bí tịch đưa cho Lâm Khang Thắng, nói ra, rừng phó minh chủ, đây chính là linh hồn phá bí tịch, chính ngươi nhìn một chút đi. Lâm Khang Thắng thân là thần cấp sơ kỳ cao thủ, đối linh hồn chi thuật lại điều nghiên đã nhiều năm như vậy. Cho nên trong lúc này các loại linh hồn chi thuật linh hồn phá, đây đối với Lâm Khang Thắng đến nói không có bất kỳ khó khăn, hắn tại đem linh hồn phá bí tịch nhìn một lần sau. Trong cơ thể hắn linh hồn lực ép một chút co lại, tay phải cùng bàn tay trái thượng lần lượt xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy, làm Lâm Khang Thắng tay trái hướng về tay phải tới gần, hai cái hình tròn vòng xoáy chạm vào thời điểm, trong không khí lập tức quanh quẩn lên đến chi chi thanh âm, tiếp lấy, ầm. Một tiếng, hình tròn vòng xoáy trực tiếp nổ tung ra, bởi Lâm Khang Thắng không nghĩ tới hình tròn vòng xoáy nhanh như vậy liền sẽ nổ tung, phản ứng của hắn chậm chạp một giây đồng hồ. Này đưa đến kết quả chính là Lâm Khang Thắng hai mảnh ống tay áo bị tạc hư thối, cũng còn tốt hắn đúng lúc tăng lên khởi thần cấp linh hồn lực đến chống cự, ngoại trừ dáng dấp có phần chật vật bên ngoài, hắn đúng là không có được bất kỳ thương. Tại tự mình dung hợp quá rồi linh hồn phá sau, Lâm Khang Thắng mới biết điều này cần cỡ nào tinh chuẩn linh hồn lực khống chế. Đây mới là vừa vặn dung hợp cái thứ nhất linh hồn phá, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Này càng về sau đối với khống chế linh hồn lực tinh chuẩn cũng phải cầu càng cao, Lâm Khang Thắng không thể nào tưởng tượng được Diệp Thần Phong khống chế linh hồn lực tinh chuẩn đạt tới trình độ gì. Dưới cái nhìn của hắn e sợ trên thế giới này chỉ có Diệp Thần Phong một người có thể sử dụng tới này cực hạn phá rồi, liền ngay cả Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần cũng không được. Từ trong suy nghĩ sau khi tính hồn lại, Lâm Khang Thắng nhìn mình này dáng dấp chật vật. Hắn là càng thêm cảm thấy lúng túng, trong miệng nói ra, ở trên thế giới này một chiêu này cực hạn phá. Hẳn là chỉ có Thần Phong một người có thể thi triển, đại hổ các ngươi cũng đừng có mù động tâm tư. Bằng không cuối cùng các ngươi rất có thể sẽ tự mình đem mình cho nổ chết. Nhìn thấy Lâm Khang Thắng đều biến thành bộ này dáng dấp chật vật rồi, Thẩm Minh Hiên cùng Trình Đại Hổ đám người nơi nào còn dám động này cực hạn phá suy nghĩ. Trình Đại Hổ cộc lốc cười một tiếng nói, Lâm Thúc. Có người dẫm vào vết xe đổ tại, cho dù Thần Phong buộc ta học, ta cũng chắc chắn sẽ không học. Nghe vậy, Lâm Khang Thắng nét mặt già nua là càng thêm đỏ chót rồi, chính là muốn nói mấy câu đến nói sang chuyện khác thời điểm, Diệp Lão gia tử Diệp Trấn Hồng, Tôn Mỹ Cầm cùng với Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ hướng về bên này đi tới, trong đó Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh đều mang thai, Trần Tư Vũ cái bụng nhô lên lớn nhất, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh mang thai chênh lệch thời gian không nhiều. Cho nên hai nữ nhân này cái bụng một kích cỡ tương đương. Tôn Mỹ Cầm đi tới chính là đối Diệp Thần Phong mắng một trận, nói ra, Thần Phong, người đứa nhỏ này, người vừa vặn trở về liền không yên tĩnh, người cũng không biết bồi tiếp Hiểu Phỉ ta sao của các nàng. Diệp Thần Phong nhìn xem nâng cao bụng lớn Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh, cùng với Ninh Vũ Đình cùng Đường Hân các loại chúng nữ, trong lòng hắn đích thật là hết sức hổ thẹn, không đợi Diệp Thần Phong mở miệng. Tôn Mỹ Cầm là lại nói, Thần Phong, mẹ cũng không phải là muốn nói ngươi, ta biết ngươi có chuyện của ngươi, bất quá, Tư Vũ, Hiểu Phỉ cùng Tuyết Linh, này ba đứa hài tử đều có thai, lẽ nào ngươi chả không chuẩn bị cho các nàng một cái danh phận sao? Chúng ta đã thương lượng qua rồi, ngày mai sẽ giúp ngươi tổ chức một hồi hôn lễ, ngươi thẳng thắn thanh Hiểu Phỉ cùng Hân Nhi những nhà đầu này cho đồng thời lấy, nguyên bản chúng ta ngày hôm qua liền muốn nói cùng ngươi. Nhưng ngươi tiến vào phòng tu luyện sau liền một mực cũng không có đi ra rồi. Một bên Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng, hắn cũng nói, Thần Phong, mẹ ngươi nói không sai, ngươi là nên cho những nha đầu này một cái danh phận rồi, ta
ta Lão Diệp nhà con cháu cũng không làm được làm ra những kia xin lỗi người sự tình a hát. Hôn lễ sự tình ngươi không cần lo lắng, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu, ngày mai ra ra ta bảo đảm giúp ngươi tổ chức một cái thật xinh đẹp hôn lễ. Diệp Thần Phong nghe được mẹ mình cùng lời của ra ra sau, hắn lại nhìn xem Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ từng cái trên mặt thần sắc mong đợi, hắn nguyên bản ý định các loại cổ võ giới kết giới chi cửa mở ra sau, đem Hạ Tử Ninh cũng tiếp đi ra, lại tổ chức một hồi hôn lễ, dù sao Hạ Tử Ninh cũng trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân. Nhưng bây giờ ở tình huống như vậy, Diệp Thần Phong vẫn có thể từ chối sao? Hắn chỉ có thể trước cùng Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người tổ chức một hồi hôn lễ, chẳng qua sau sẽ cùng Hạ Tử Ninh tổ chức một hồi, hắn đã thua thiệt Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người rất nhiều, hắn không thể để Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người thương tâm. Diệp Thần Phong đang suy tư chỉ chốc lát sau, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười nói, mẹ, ra ra, ta đương nhiên nguyện ý cùng Hiểu Phỉ các nàng kết hôn, ngày mai thì ngày mai đi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong nguyện ý sau đó Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từng cái khuôn mặt lộ ra nhảy cẫng hoan hô biểu lộ đến, tuy rằng các nàng sớm đã là Diệp Thần Phong nữ nhân, nhưng các nàng vẫn là chờ mong có thể cùng Diệp Thần Phong có một cái truyền thống nghi thức, hay là theo các nàng chỉ có cử hành cái này nghi thức, các nàng mới coi như chân chính là Diệp gia nàng dâu rồi. Mà đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Lâm Hân Di, người khi nghe đến Diệp Thần Phong ngày mai yếu kết hôn, thân thể của nàng không khỏi khẽ run lên, trái tim thật giống trong nháy mắt được một con sắc nhọn móng vuốt bắt được. Thời khắc này, người chỉ cảm giác buồng tim của mình rất đau, đau liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn lên. Lâm Khang Thắng cũng không hề chú ý tới mình nữ nhi biến hóa, hắn cười đối Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, khoảng thời gian này ngươi cũng một mực tại bận rộn, thừa dịp kết hôn nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt. Dù sao Diệt Trừ Thiên Minh cũng không quan tâm này một hai ngày rồi, còn có 7 tấm bản đồ chúng ta đã chắp phá được rồi. Tại Lâm Khang Thắng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Vũ An Quốc, Trắng Hồng Phương, Dư Năm Được Mùa cùng Dương Viễn các loại một đám lão gia tử cũng từ đằng xa đi tới. Trong đó Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương nụ cười trên mặt cực kỳ dồi dào. Vũ An Quốc hỏi Trấn Hồng, xem ra Thần Phong đồng ý ngày mai kết hôn. Diệp Trấn Hồng gật gật đầu. Nói ra, N Quốc, ngày mai kết hôn, thời gian có chút nhanh, chúng ta nhất định muốn suốt đêm tại phong vệ doanh bên trong xử lý đi lên. Vũ An Quốc sang sảng nói ra, này là đương nhiên, ngày mai là tôn nữ của ta kết hôn, này phô trương nhất định không thể hàn sầm, gió này vệ doanh ngược lại cũng đúng là một cái kết hôn địa phương tốt, quan trọng nhất là chỗ này lớn, nhân thủ quá nhiều, ngày mai nhất định phải thanh cuộc hôn lễ này làm được tượng mô tượng dạng. Đây còn phải nói ma, ta nhưng trông mong ngày hôm nay trông mong quá lâu, cuối cùng cũng coi như tại trước khi chết chả có thể uống được tôn nữ một chén rượu mừng, hơn nữa cháu gái này tế để lão đầu tử ta là hài lòng không thể lại đã hài lòng. Bạch lão gia tử Trắng Hồng Phương cũng cười ha hả nói. Được rồi, Vũ lão đầu, Bạch lão đầu, nhìn hai người các ngươi dáng vẻ đắc ý, ta xem các ngươi tối hôm nay nhất định là không ngủ được. Dương lão gia tử Dương Viễn có chút buồn bực nói ra, lúc trước hắn nhưng là cũng nỗ lực thanh tôn nữ của mình Dương Mị Nhi giới thiệu cho Diệp Thần Phong, đáng tiếc là Dương Mị Nhi không có quý trọng cơ hội này. Dư lão gia tử Dư Năm Được Mùa nói ra, mỗi một người đều không nên ầm ĩ, chúng ta nơi ở đều là Thần Phong, nếu ngày mai Thần Phong yếu kết hôn, như vậy cuộc hôn lễ này nhất định muốn là trong lịch sử long trọng nhất, bất quá, có chúng ta những lão già này tại áp trận. Nếu như còn ai dám nói cuộc hôn lễ này không long trọng, ta với ai gấp? Nghe vậy, Diệp Trấn Hồng các loại một đám lão gia tử đều ha ha bắt đầu cười lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.